Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 46. Trên chúng thần sơn, điện chủ thần điện nhìn về phía bầu trời với vẻ trông mong, sắc mặt càng ngày càng khó coi. 10 giây đã qua, nhưng không có bất luận âm thanh gì, cũng không có bất luận động tĩnh gì. Chuyện này, trên mặt mọi người hiện lên tuyệt vọng. Chẳng lẽ những thế lực này đều bị Mạc Phàm trấn trụ rồi? Không có khả năng. Mấy thế lực kia là thế lực cường đại nhất trên thế giới, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua? Đám bội bạc các người đợi đó. Điện chủ thần điện mắng. Tuy sắc mặt những người khác rất khó coi, nhưng không nói gì thêm. Mạc Phàm cảm nhận được khí tức xung quanh biến mất, khóe miệng hơi nhếch lên. Ánh mắt hắn đảo qua đám thanh long, cuối cùng nhìn về phía điện chủ thần điện. Các người còn quân bài gì chưa lật muốn lấy ra đây? Mạc Phàm, giết tôi, chắc chắn thiên sứ sẽ không tha cho cậu. Điện chủ thần điện tức giận nói. À, tôi đợi, ông có thể đi chết đi. Tay Mạc Phàm cử động, thân thể điện chủ thần điện nứt toác ra. Điện chủ thần điện chết. Huyết dịch như kéo tơ bay vào trong tay Mạc Phàm, hình thành một viên cầu màu vàng trong tay hắn. Mạc Phàm nhìn thoáng qua viên cầu màu vàng này, hơi bĩu môi. Thiên sứ chi huyết trong cơ thể điện chủ thần điện quá ít, còn ít hơn hắn nghĩ nhiều. Nhưng tay hắn duỗi về phía cách đó không xa. Thân thể vương tử ca mông của Hắc Ám Giáo Đình lập tức bay lên, bay về phía tay Mạc Phàm. Vương tử của Hắc Ám Giáo Đình đúng không, anh cũng có thể đi chết đi. Mạc Phàm, cậu dám giết tôi, chủ nhân của tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Ca mông hung dữ nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn thân thể ca mông một cái, sau đó thoải mái hơn. Lúc trước hắn khá tò mò, rõ ràng trong cơ thể ca mông có huyết mạch của ma hoàng hắc ám, sao có thể yếu như vậy? Ma hoàng hắc ám tồn tại cấp cao trong ma tộc, trong thiên sứ nhất tộc chỉ có vương của thiên sứ mới so được với hoàng tộc hắc ám, dù chỉ có một chút huyết mạch, hẳn là sẽ không yếu hơn điện chủ thần điện mới đúng, hóa ra chỉ là lực lượng chiết nhánh. Chút máu hoàng tộc mà chủ nhân anh chiết cho anh tôi nhận, bảo chủ nhân anh tới tìm tôi đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, trên mặt không có chút lo lắng. Thần tử của Hắc Ám Giáo Đình chết. Hắn không biết chủ nhân phía sau ca mông là ai, nhưng nếu muốn thì cứ việc tới đây. Tay hắn khẽ dùng lực, ca mông không có bất luận đường sống phản kháng, trực tiếp bùng nổ ra, chỉ còn lại một giọt huyết dịch màu hắc kim trôi nổi trong tay hắn. Như vậy đủ rồi. Hắn ném huyết dịch màu bạch kim và hắc kim lên không trung, hai tay vẽ ở không trung, giống như mỗi tay cầm bút viết chữ trên bảng đen, một đám phù lục cổ xưa xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Không lâu sau, phù lục hình thành một vòng đầy đủ. Tế tự chi môn, mở cho tôi. Mạc Phàm khẽ quát. Một quang môn cổ xưa và đỏ sậm xoay tròn lấy hắn làm trung tâm xuất hiện, trên ma pháp trận màu đỏ to lớn lại sáng lên hồng quang, một đạo cột sáng màu đỏ cỡ lu nước trùng thiên mà đi. Răng rác, tiếng lôi điện chớp lóe vang lên trên bầu trời, mây đen dày đặc, giống như trước khi giông bão sắp tới. Ở tận cùng cột sáng, một cái giống hệt cửa xoay tròn trên người Mạc Phàm, nhưng là cửa đá xoay tròn thật xuất hiện trong đám mây. Hai cái cửa xoay tròn nối nhau, ma pháp trận màu đỏ to nhất và ma pháp trận nhỏ khác bắt đầu chuyển động, giống như có một máy móc to lớn đang vận hành. Dưới tác dụng của nghi thức, thân thể đám thanh long lập tức căng thẳng, quang mang màu đỏ như hoa tuyết bay vào người bọn họ, có nhiều có ít, có nhanh có chậm thổi về phía bầu trời. Trong lúc này, cho dù là đám thanh long, hay là nhân viên thần chức của chúng thần sơn lưu lại ở thần điện, sắc mặt bọn họ đều trắng bệch. Trốn mau! Có người quát ầm lên. Mạc Phàm đã bắt đầu tế tự, không trốn sẽ biến thành tế phẩm, cho dù bị chết cháy cũng tốt hơn chết vì hiến tế. Nhưng bọn họ vừa định nhấc chân rời đi, thì phát hiện ma pháp trận màu đỏ ở dưới chân như một vùng đầm lầy, chân còn chưa nâng lên, thân thể rơi sâu xuống nhiều, bọn họ càng vùng vẫy thân thể càng lún sâu hơn. Bông tuyết màu đỏ trên người cũng bay nhanh hơn nhiều. Chỉ trong phút chốc, có mấy người nửa người tiến vào trong. Mạc Phàm, tha cho tôi đi, bảo Odea Zantoku tôi làm gì cũng được hết, tôi là bị Sentaiko lừa gạt tới đây, Odea Zantoku vô cùng hối hận kêu lên. Sớm biết sẽ như vậy, ông ta tuyệt đối không trêu chọc Mạc Phàm. Tôi nhớ rõ ông nói tôi phải quỳ xuống, nếu không thì sẽ diệt Mạc gia tôi mà. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc liếc nhìn Odea Zantoku một cái. Chuyện này. Sắc mặt Odea Zantoku càng khó coi hơn,
thông minh lanh lợi như ông ta cũng không biết nên nói gì cho phải. Tôi nhớ tôi nói rồi, ai là địch với Mạc gia tôi sẽ như núi Phú Sĩ, cho nên bây giờ ông đi chết đi. Ngón tay của Mạc Phàm chỉ về phía Odea Zantoku. Phốc, vừa chỉ như vậy, thân thể Odea Zantoku như bị người ta chém một đao, thân thể chia ra từ giữa, máu tươi và lục phủ ngũ tạng đầy đất, vô cùng đẫm máu. Từ đầu đến cuối, Mạc Phàm không nhăn mày một cái. Còn có ai cảm thấy mình có thể rời đi nữa? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, hỏi. Mạc Phàm, thành bang tôi truyền thừa nhiều năm như vậy, không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Vẻ mặt Thanh Long khó coi nói. Tôi khuyên cậu. Đại trưởng lão Đường Ngạo Khôn nói theo. À, không đợi Đường Ngạo Khôn nói xong, ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, 9 đạo hồng quang bay ra. Những đạo hồng quang này không chỉ bay về phía Thanh Long và 4 trưởng lão, còn bắn về phía đám thứ thần, Vu Thái Âm, Dạ Vô Nhai, hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội mở miệng. Hắn đã đắc tội thiên sứ rồi, sao lại sợ những thực lực đứng sau lưng đám người này? Nếu có mà nói, vậy thì đến cả đi. Mạc Phàm, cậu. Sắc mặt đám Vu Thái Âm thay đổi, bóng ma tử vong bao phủ trong lòng bọn họ. Làm sao bây giờ? Thấy hồng quang sắp bắn về phía mình, bỗng nhiên trong mắt Sen Tai cô sáng lên. Mạc tiên sinh, tôi biết một nơi, có thể tìm thấy thiên tài địa bảo bổ sung toàn bộ linh hồn Dạ tiểu thư ở nơi đó. Sen Tai cô nói với tốc độ cực nhanh. Hả? Mạc Phàm nhớn mày. Đạo hồng quang kia cách mi tâm Sen Tai cô chỉ một sợi tóc thì dừng lại. Hy vọng cô không gạt tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hồng quang biến mất. Kết quả tế tự này có thể đảm bảo thân thể Dạ Tình không chết, nhưng hắn vẫn chưa tìm được biện pháp tốt bổ sung toàn bộ linh hồn của Dạ Tình. Dù sao nơi này không phải tu chân giới, không có vô số thiên tài địa bảo như ở đó. Nếu Sen Tai cô nói thật thì không gì tốt hơn, nếu cô ta nói dối thì giết cô ta sau cũng không muộn. Xoẹt, tiếng lụa bị xé rách vang lên, cao thủ của Thanh Bang, Thứ Thần, Vu Thần Giáo, gia tộc Wiki đều phơi thây ở đây. Tử vong, huyết khí hóa thành bông tuyết bay về phía thiên không, một viên tinh thể to bằng nắm tay chậm rãi thành hình trước người Mạc Phàm. Nhưng đúng lúc này, Mạc Phàm nhíu mày, nhìn về phía Dạ Vô Nhai. Hả? Nếu luận về thực lực, không có Tam Thư thì Dạ Vô Nhai yếu hơn Thanh Long, Thứ Thần và Vu Thái Âm một chút. Hồng quang hắn bắn ra tên là thập sát, uy lực tương đối kinh người. Dưới trói buộc của Tam Thư và ma pháp trận, đám Thanh Long đều chết dưới thập sát. Sau khi thân thể Dạ Vô Nhai vỡ ra, vậy mà nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, giống như chưa từng bị thương tổn, một giọt máu cũng không chảy ra. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Dạ Vô Nhai một cái, lông mày giãn ra. Chẳng trách từ đầu đến cuối Dạ Vô Nhai lại bình tĩnh như vậy, cho dù Dạ Tình bị điện chủ thần điện giết chết. Ông ta cũng không có quá nhiều phản ứng, hóa ra là như thế. Thế thân thuật, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Không sai. Ánh mắt Dạ Vô Nhai rét lạnh nói. Ông ta đã chịu không ít thiệt thòi trên tay Mạc Phàm, sao có thể lấy thân mạo hiểm nữa, còn ký thác hy vọng vào một đám không có giao tình gì. Cho nên từ lúc bắt đầu, người mang Dạ Tình tới chúng thần sơn là thế thân do thế thân thuật huyễn hóa ra. Thế thân có khí tức tương đồng với ông ta. Nếu không dùng nội khí, hoàn toàn có thể lấy giả loạn thật. Không ngờ thế thân thuật đúng là có tác dụng, nếu không ông ta đã như đám ngu xuẩn kia, biến thành tế phẩm hết rồi. Mạc Phàm, cậu đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt, không ngờ mới có vài ngày, cậu lại mạnh hơn rất nhiều. Trong mắt Dạ Vô Nhai hiện lên chút dị sắc, nói. Lúc ở thủ đô, Mạc Phàm tuyệt đối không mạnh như bây giờ, nhất là thân thể, tuyệt đối không thể đến mức thần thể. Nếu không chúc phúc của thiên sứ ở chúng thần sơn đã trói buộc Mạc Phàm chặt rồi. Ông giữ thế thân này, là muốn nói với tôi những chuyện đó sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi, giọng nói như chui từ trong vết nứt vạn năm ra. Dạ Vô Nhai thân là cha Dạ Tình, vốn là ép Dạ Tình gả cho thượng quan gia, lần này vì báo thù hắn, vậy mà hiến con gái mình cho thần điện thành tế phẩm. Cho dù Dạ Vô Nhai là cha Dạ Tình, hắn cũng phải giết Dạ Vô Nhai. Trong mắt Dạ Vô Nhai lóe lên hung ác nham hiểm, nhưng nhanh chóng biến mất. Đây là thẻ bản mệnh của Dạ Tình, bên trong có một phần linh hồn con bé, đợi cậu chữa cho con bé xong, Nho Môn Tông môn ẩn thế ở Sơn Ngoại Sơn sẽ phái người tới đón con bé, lúc đó chúng ta gặp. Dạ Vô Nhai lấy một ngọc bài ra, ném cho Mạc Phàm.
Mỗi người gia nhập Long Hoa Hội đều để lại một chút linh hồn vào thẻ bản mệnh, để phòng có người phản bội Long Hoa Hội. Một khi có người phản bội Long Hoa Hội, chỉ cần kích phát thẻ bản mệnh này, sẽ có thể nguyền rủa thông qua nó khiến người này muốn sống không được muốn chết cũng chẳng xong. Dạ Tình là người của Long Hoa Hội, tất nhiên cũng có thẻ bản mệnh. Linh hồn của cô bị tan hết, linh hồn trong thẻ bản mệnh này có tác dụng bổ sung một phần linh hồn của cô, nhưng chỉ là một phần, có thể thành công hay không ông ta không biết. Nếu Mạc Phàm muốn cứu Dạ Tình, vậy để Mạc Phàm cứu đi. Ông ta đã mời được người của Nho Môn, không lâu sau Mạc Phàm đợi người của Nho Môn tới cửa đi. Mạc Phàm tiếp lấy thẻ bản mệnh kia, nhìn thoáng qua một nhánh phân thân ở bên trong, sau đó cất đi. Nho Môn, tôi đợi các người tới, nhưng tốt nhất là lần sau ông đổi phương pháp xuất hiện trước mặt tôi, hay đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không ông không thể rời đi như hôm nay được đâu. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu không phải hắn chủ trì tế tự này, mà không sử dụng được nhiều thần thức lắm, cho dù Dạ Vô Nhai dùng thế thân thuật, hắn cũng có thể giết chết Dạ Vô Nhai. Lần sau Dạ Vô Nhai sẽ phải chết. Vậy sao, vậy tôi càng muốn nhìn người chết lần sau là cậu, hay là tôi? Dạ Vô Nhai hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Sở dĩ thần điện chúng thần Sơn không dám xuất hiện ở Hoa Hạ, tu sĩ một số nước châu Âu, Đông Nam Á, châu Phi cũng vô cùng kiêng kỵ Hoa Hạ, đều vì tông môn ẩn thế ở Hoa Hạ. Nếu những thế lực này xuất hiện, thần điện không là gì cả. Mạc Phàm diệt thần điện, Thanh Bang thì thế nào? Đợi thành đá kê chân để Nho Môn xuất thế đi. Đúng rồi, Dạ Tình giao cho cậu, hy vọng cậu có thể cứu sống con bé, ai bảo tôi là cha con bé chứ. Nói xong bóng dáng ông ta nhanh chóng biến thành một khối cọc gỗ, đứng yên tại chỗ. Một khối gỗ cao cỡ một người chia thành hai, rơi xuống mặt đất, ma pháp trận màu đỏ kia cũng biến mất theo. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên sắc bén, lông mày lập tức giãn giã. Nghi thức tiến hành hơn nửa canh giờ, cho nên toàn bộ khí huyết đều biến mất trong cột sáng trùng thiên nhanh chóng thu lại, một viên đá thủy tinh màu đỏ xuất hiện trong tay Mạc Phàm. Đá thủy tinh này to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, bên trong có chất lỏng giống như còn sống, tản ra hồng quang nhàn nhạt. Mạc Phàm cầm nguyên hạch sinh mệnh đặt lên vết thương ở ngực Dạ Tình, nguyên hạch sinh mệnh lập tức bay vào trong ngực Dạ Tình, trong chớp mắt đã không thấy. Nguyên hạch sinh mệnh này đi vào. Chỉ thấy vết thương chỗ ngực Dạ Tình nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ trong phút chốc, miệng vết thương biến mất hoàn toàn, giống như chưa từng bị thương, không chỉ như vậy, một vòng hồng quang từ ngực Dạ Tình lan ra toàn thân. Đến chỗ nào, làn da của Dạ Tình lập tức khôi phục hồng nhuận như trước, tiếng hít thở nhẹ nhàng cũng vang lên, giống như trẻ con đang ngủ. Mạc Phàm nhìn thấy Dạ Tình đã khôi phục đặc thù sinh mệnh, thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp chỉ cần bổ sung đủ linh hồn của Dạ Tình là được rồi. Hắn ôm lấy Dạ Tình đi ra ngoài chúng thần sơn, vẫn chưa đi được mấy bước thì dừng lại. Hắn phóng thần thức liếc một vòng chúng thần sơn cuối cùng ánh mắt nhìn áo giáp thần thánh đã tan nát trên đất. Ý niệm của hắn vừa động, mảnh nhỏ áo giáp lại biến thành thần điển, trôi nổi trong không trung. Quyển sách này chắc là pháp khí khống chế chúng thần sơn. Tôi giao chúng thần sơn cho cô, tiêu diệt sạch nhà Wiki, toàn bộ thế lực Thanh Bang, Vu Thần Giáo và Thứ Thần gần Hoa Hạ cho tôi, sau đó tới gặp tôi. Mạc Phàm nhìn sen tai cô nói. Mạc tiên sinh, như vậy không hay lắm đâu. Vẻ mặt sen tai cô ngây ngốc nói. Cô ta chỉ dựa vào một chút tin tức, lúc này mới sống sót dưới tay Mạc Phàm lại giao thứ chân quý như chúng thần sơn cho cô ta, chắc chắn chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu cô cảm thấy thoát được, vậy thì cứ trốn đi, nhưng thứ này sẽ khiến linh hồn cô không còn cả cặn, nếu cô dựa theo lời tôi nói mà làm, cô có thể luyện hóa đốm lửa này, để cô sử dụng. Mạc Phàm khẽ búng ngón tay, một ngọn lửa huyết sắc bay về phía sen tai cô. Trong chớp mắt đã nhập vào trong mi tâm sen tai cô, biến mất không thấy. Kỳ ngộ và diệt vong cùng tồn tại, xem sen tai cô chọn thế nào. Mạc tiên sinh yên tâm. Nhất định sen tai cô sẽ vì cậu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thân thể sen tai cô cong thành 90 độ, vô cùng cung kính nói. Cô ta không ngu dốt, trái lại thông minh hơn rất nhiều đàn ông, sao không hiểu ý của Mạc Phàm, sao không biết lựa chọn thế nào mới đúng. Mạc Phàm không thèm nhìn sen tai cô, ôm Dạ Tình rời khỏi chúng thần sơn, để lại tin tức tương đương với vũ khí hạt nhân nổ mạnh trên biển Đông, lan tràn ra khắp các nơi trên thế giới.
Mạc Phàm đan thương thất mã tiến vào chúng thần sơn, cứu đại tiểu thư Dạ gia, thần điện, thanh bang, thứ thần, hắc ám giáo đình, gia tộc Uy Kỳ và vu chủ trước đây của vu thần giáo đều bị diệt sạch. Bên cạnh Tây Bắc Giang Nam, trên một tiểu hồ bị đóng băng. Trải qua chiến đấu 3 ngày 3 đêm, thiên hỏa xung quanh băng ma đã gần như biến mất toàn bộ. Trên khuôn mặt như ngọc của cô cũng xuất hiện suy yếu, từng đạo vết thương xuất hiện trên gương mặt cô. Nhưng cằm cô vẫn nhếch lên như cũ, đôi mắt như lợi kiếm hàn băng nhìn chằm chằm đám người xung quanh. Đám người này nhìn băng ma càng ngày càng suy yếu, liếm môi giống như sói đói. 3 ngày, có không biết bao nhiêu người chết dưới hàn băng và thiên hỏa của người phụ nữ này, cuối cùng bây giờ cũng kết thúc. Lát nữa tôi phải là người đầu tiên dạy dỗ tiểu mỹ nữ này, không ai được cướp với tôi đâu đó. Trong mắt một tên mặt sẹo chớp lóe dâm quang, cười nói. Vừa rồi thiếu chút nữa băng ma biến ông ta thành thái giám, đợi giải quyết băng ma này, dù thế nào cũng phải dập lửa giận trên người băng ma. Vậy tôi thứ hai. Tôi thấy mọi người đừng chia sớm như vậy, cùng tiến lên đẩy ngã con tiểu quỷ này đã, người nào đẩy ngã tiểu quỷ này trước thì người đó đầu. Một người trong đó nói. Ý kiến hay, con tiểu quỷ này đã là nỏ mạnh hết đà, mọi người cùng lên đi. Đám người nheo mắt lại, khí tức không yếu tỏa từ người bọn họ ra. Đúng lúc này, một cuộc điện thoại được gọi đến, mọi người sửng sốt, đều nhìn về phía người đàn ông mặc áo gió đen. Người đàn ông nhíu mày nghe điện thoại, sắc mặt trở nên trắng bệch, một chữ thốt lên từ miệng ông ta. Rút! Rút! Lão đại, anh có nhầm không vậy? Lão đại, có phải anh muốn độc hưởng một mình đúng không? Người đàn ông đầu chọc nghiêm mặt hỏi. Dựa theo tin tức bọn họ đạt được, Mạc gia chỉ có 8 người chấn giữ, chỉ cần bọn họ xử lý một người trong đó, tiến vào Mạc gia sẽ thế như trẻ tre, không phải tài nguyên trên người Mạc Phàm sẽ thuộc về bọn họ sao? Bọn họ đã liều sống liều chết 3 ngày, không dễ dàng gì mới gần thu phục tiểu mỹ nữ này tiến vào Giang Nam, bây giờ lại bảo bọn họ rút lui, đùa giỡn gì thế? Mạc Phàm đã quay về Giang Nam, đi hay không tùy các cậu. Người đàn ông mặc áo gió đen đeo kính râm nhíu mày, thản nhiên nói. Nói xong dưới chân ông ta khẽ động, không do dự xoay người rời đi, một bước mấy chục mét, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Ở đây vô cùng yên tĩnh. Mạc Phàm quay về Giang Nam rồi sao? Mạc Phàm quay về không chỉ có ý nghĩa Mạc Phàm diệt nhà Miyamoto và Abe Seimei Nhật Quốc, còn có ý nghĩa đánh bại đám cao thủ thần điện, thanh bang. Trên chúng thần sơn. Sao có chuyện này được? Không nói đến nhiều cao thủ như vậy, chúng thần sơn là một nơi nguy hiểm không thể tiến vào. Không có mấy người ở trong tình huống chưa được thần điện cho phép, tiến vào chúng thần sơn mà còn sống đi ra. Vậy mà Mạc Phàm đánh bại đám điện chủ thần điện ở chúng thần sơn, Mạc Phàm lợi hại biết bao nhiêu? Thần cảnh trung kỳ. Chắc chắn điện chủ thần điện là cao thủ thần cảnh hiếm có, Mạc Phàm có thể tiêu diệt điện chủ thần điện ở chúng thần sơn, ít nhất cũng phải là thần cảnh trung kỳ. Nghĩ đến chuyện này, không ít người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng trách lão đại bọn họ trốn nhanh như vậy, bọn họ đang tấn công nhà của một vị thần cảnh trung kỳ đó. Trốn. Không ít người phản ứng kịp, không nghĩ đến công pháp và y thuật gì đó của Mạc gia nữa, đám người như thủy triều bỏ chạy khỏi Giang Nam. Đã lâu rồi trên địa cầu không xuất hiện cao thủ thần cảnh, tiên thiên tông sư cũng không thể trêu chọc, bây giờ đột nhiên có một thần cảnh trung kỳ, sao có thể động vào. Thần cảnh trung kỳ, chỉ sợ phải đổi chơi rồi. Có người vừa chạy trốn vừa nghĩ thầm. Không chỉ Giang Nam, khắp nơi trên thế giới cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Châu Âu, chỗ ban đầu của chúng thần sơn, một cánh cửa hắc ám mở ra. Vương tử Carter của thần điện luôn không xuất hiện ở chúng thần sơn mặc tây trang màu trắng, lắc ly rượu vang màu đỏ đi từ trong ra, đứng trên chúng thần sơn trụi lùi. Phía sau anh ta là một người đàn ông mặc hắc y. Vương tử điện hạ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Người đàn ông cung kính hỏi. Nghi thức ban ân đã ngưng hẳn, điện chủ thần điện bị hiến tế, ngay cả chúng thần sơn cũng bị người ta cướp đi, chỉ trong một đêm thần điện danh tồn thực vong. Trong mắt Carter chớp lóe tinh quang, lắc ly rượu vang nhìn về phương xa, trên gương mặt anh Tuấn không chỉ không có chút phẫn nộ, trái lại có vài phần vui vẻ. Anh ta đã sớm vô cùng bất mãn với điện chủ thần điện, mỗi lần bọn họ đạt được ban ân đều bị điện chủ thần điện lấy đi một phần. Cho nên Mạc Phàm vừa lộ ra thần thể, anh ta đã thông qua năng lực của mình rời khỏi chúng thần sơn.
Mạc Phàm thật sự không phụ sự kỳ vọng của anh ta, vậy mà giết sạch người ở chúng thần sơn. Đợi. Một lát sau, Carter nhấp một ngụm rượu vang, cười nói. Đợi, ý của vương tử điện hạ là. Hắc y nhân kia cảm thấy khó hiểu hỏi. Hoa hạ có câu, mộc tú vu lâm, phong tất tổ chi, chúng ta đợi gió là được. Carter ngồi phía dưới một tượng nữ thiên sứ, cười nói. Mạc Phàm giết nhiều người như vậy, còn dẫn tới các nước chú ý, tất nhiên sẽ có người đối phó Mạc Phàm, ví dụ như thế lực các nước, lão tổ trăm năm của Thanh Bang, Hắc Ám giáo đình, đương nhiên còn có tín đồ cuồng nhiệt của thần điện bọn họ. Anh ta chỉ cần đợi những người này đối phó Mạc Phàm, động đúng thời cơ là được. Tế phẩm là thần cảnh trung kỳ, anh ta rất chờ mong. Chúng ta không định dẫn thiên sứ hàng lâm tiếp sao? Người đàn ông mặc hắc y nhíu mày, hỏi. Carter nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Dẫn thiên sứ hàng lâm tiếp sao, dùng anh làm vật dẫn, hay dùng bổn vương làm vật dẫn đây? Không có vật dẫn thiên sứ sẽ vô cùng yếu ớt, thiên sứ hàng lâm nhất định phải có vật dẫn. Sắc mặt người đàn ông mặc hắc y thay đổi, vội vàng nói. Là tôi lắm miệng rồi. Đợi xem, sẽ có người chuẩn bị vật dẫn, cũng sẽ có người cử hành dị thế thiên sứ hàng lâm, đừng nên coi thường lực tín ngưỡng của thần điện chúng ta. Nói với bọn họ tôi còn sống, đang dưỡng thương, còn lại bọn họ biết làm thế nào rồi đó. Carter dự tính trong lòng nói. Vương tử điện hạ anh minh, tôi lập tức đi làm. Người đàn ông mặc hắc y cung kính nói, xoay người rời đi. Cùng ở châu Âu, Iceland tối hơn nhiều, cổ bảo hắc ám trải qua mưa gió mấy trăm năm, nghênh đón một đám người châu Âu mặc hắc y. Đứng lại, chủ nhân có lệnh không có chuyện gì quan trọng. Thì không thể quấy rầy chủ nhân nghỉ ngơi, chẳng lẽ các người đã quên? Hai pho tượng thân người đầu chó ngăn cản đường đi của những người này, một người trong đó trầm giọng nói. Mong nói cho chủ nhân chúng ta biết, vương tử Ca Mông bị một tiểu tử hoa hạ giết chết, cùng bị giết chết là điện chủ thần điện. Cái gì? Két, cửa màu đen tự động mở ra. Cùng lúc đó, trên một hải đảo không người, một đám lão nhân mặc kiểu áo tôn trung sơn. Trước ngực thêu ký hiệu Thanh Long vẻ mặt bi thống, quỳ gối gần tảng đá trên hải đảo. Thanh Bang gặp đại kiếp nạn, mong lão tổ rời núi. Rất lâu sau, lúc này mới có một giọng nói trầm thấp truyền ra. Ai bắt nạt Thanh Bang tôi? Tiểu tử hoa hạ, Mạc Phàm. T. Song lúc này, toàn bộ thế giới đều gió dục mây vần, cái tên Mạc Phàm không chỉ lưu truyền khắp các quốc gia trên thế giới, cũng tiến vào một số nơi trước đây chưa thấy. Một cơn gió to nổi lên. Lúc thế giới bùng nổ, Vân Châu hoa hạ, trong một vùng yên bình ở Đại Sơn. Bất chợt, giống, tiếng long ngâm vang lên, chim thú trong núi lập tức như điên rồi lao nhanh ra ngoài núi, vô cùng hỗn loạn. Đất đai đang run rẩy, sơn thể đang lay động, giống như gặp ngày tận thế. Không đợi những chim thú này bay đi xa, một đạo khí kình hình rồng phóng lên trời, trực tiếp biến mất trong mây. Khí kình hình rồng này giống như bầu trời, từng đạo lôi điện trùng thiên màu đỏ cỡ thùng nước đánh xuống, rơi xuống nơi khí kình hình rồng bay lên. Bùm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Xoèn xoẹt, tiếng tảng đá ma sát vang lên, giống như một cánh cửa được mở ra. Sương mù như thủy triều xuất hiện trong cửa đá, lan ra bốn phương tám hướng. Sương mù đến chỗ nào, cho dù là núi sông hay chim thú, toàn bộ đều biến mất không thấy. Rất nhanh mấy chục ngọn núi đã bị sương mù bao phủ. Trong sương mù, không chỉ có ánh sáng bảy màu lóe lên, còn thường xuyên truyền ra tiếng long ngâm hổ gầm. Vùng đất ở bên cạnh sương mù, hoa cỏ cây cối dài ra, cũng được nhiễm một vùng bảy màu. Dị tượng này vừa xuất hiện, rất nhanh đã được người ở gần đó phát hiện. Đây là tiên mộ mở rồi. Nhanh báo cáo với bên trên. Có người vội vàng nói. Không ít người không hoài nghi. Vội vàng lấy thiết bị thông tin báo cáo với phía trên. Tin tức này mới lan truyền ra ngoài, vốn vì Mạc Phàm diệt đám điện chủ thần điện đã gió nổi mây phun thế giới, trong chớp mắt như có người bỏ thêm vũ khí hạt nhân ở trong vùng đất trọng tâm gió bão lại thăng cấp. Mỗi lần tiên mộ mở đều tương ứng với đại cơ duyên, tuy vì vạn diệt lao lung, có người đi vào mà chưa từng đi ra. Nhưng xung quanh cũng có không ít linh hoa linh thảo, nhất là nơi gần với cửa tiên mộ. Lại càng có khả năng nhặt được pháp bảo và công pháp. Phái người tiến vào phạm vi tiên mộ trước, cũng có ý nghĩa có càng lớn cơ hội, có thể tiến vào trong tiên mộ, lại càng đạt được truyền thừa của tiên nhân. Không lâu sau,
không ít thế lực chuẩn bị xuất phát. Đến Hoa Hạ. Không, đến Giang Nam trước, tôi muốn gặp tiểu tử có thể mở tiên mộ. Một ngày sau, trong động thiên trang viên Mạc gia. Mạc Phàm quay về Giang Nam, giải thích với người nhà vài câu, xác nhận trong thời gian hắn rời đi Mạc gia không xảy ra chuyện gì, thì lập tức đến đây. Hắn lấy thẻ bản mệnh của Dạ Tình ra, một tay kết ra pháp ấn đánh vào trong ngọc bài. Thân thể Dạ Tình đã được nguyên hạch sinh mệnh bảo vệ, nhưng nếu thời gian dài mới bổ sung một phần linh hồn của cô, Dạ Tình không chỉ sẽ mất trí nhớ, sau này bổ sung toàn bộ linh hồn cũng sẽ phiền phức hơn nhiều. Bởi vì thân thể người có trí nhớ, lúc trí nhớ này giảm đi, sẽ bài xích thứ tiến vào bên trong, cho dù là linh hồn mình cũng vậy. Đã có thẻ bản mệnh, hiệu quả tốt hơn dùng tinh huyết của Dạ Vô Nhai rất nhiều, bổ sung linh hồn của Dạ Tình trước đã. Không biết trong thẻ bản mệnh này có mấy hồn? Mạc Phàm lẩm bẩm. Người có tam hồn thất phách, tam hồn quan trọng hơn thất phách nhiều, nếu mất bảy phách sẽ mất một phần chức năng, ví dụ như lực miễn dịch, tính cảnh giác, tình dục, vân vân. Nếu tam hồn tiêu tán, thì không đơn giản như vậy. Pháp ấn vừa vào ngọc bài, trên ngọc bài lập tức sáng tắt bất định. Bất chợt một đạo huyết quang bay từ trong ra, lập tức bay về phía mi tâm Mạc Phàm, tốc độ rất nhanh. Mạc Phàm nhíu mày, mắt nheo lại. Đạo huyết quang kia vừa đến trước mặt hắn một thước, thì dừng lại, giống như bị bàn tay vô hình nắm lấy. Thất hồn chú. Mạc Phàm cười lạnh lùng, nói. Thẻ bản mệnh rất quan trọng với từng tông phái, thứ này không chỉ dự báo sinh tử của môn nhân, phòng ngừa môn nhân phản bội, còn khống chế sinh tử của mọi người trong tông phái. Nếu thẻ bản mệnh bị kẻ địch lấy đi, hoàn toàn có thể dùng chú pháp giết chết đối phương. Chuyện như vậy không hiếm thấy ở tu chân giới. Bình thường vì phòng ngừa có người đánh cắp thẻ bản mệnh, đều thêm vào bên trong một số biện pháp phòng bị, ví dụ như thất hồn chú này. Thất hồn chú là một loại nguyền rủa chuyên nhằm vào linh hồn người khác, không cẩn thận sẽ bị sét đánh trúng, không dễ chịu hơn ngũ quỷ phệ hồn chú của Ngạo Nhật Sơn Tông. Chú thuật này ăn mòn bảy phách của một người, đợi bảy phách bị ăn mòn hoàn toàn, bảy phách sẽ chủ động tấn công tam hồn của người đó, mãi đến khi tam hồn biến mất mới thôi. Nhưng thứ này không là gì đối với hắn. Ý niệm của hắn vừa động, hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện trong mắt, thất hồn chú lập tức bị đốt hết. Không có thất hồn chú trói buộc, ngọc bài sáng ba lần liên tục, ba hư ảnh bay từ trong ngọc bài ra. Mỗi một cái đều to bằng lòng bàn tay, giống như Dạ Tình phiên bản mini, chẳng qua là mờ hơn nhiều. Mạc Phàm nhìn thấy ba hư ảnh này, trước mắt hơi sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng. Trong thẻ bản mệnh này gửi không phải thứ khác, đúng là tam hồn rất quan trọng của Dạ Tình. Xem ra thẻ bản mệnh này của Dạ Tình vừa sinh ra đã định. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Khi con người vừa sinh ra, trong quá trình bảy phách còn đang sinh trưởng, cho nên tam hồn mạnh hơn, càng dễ giữ lại. Như vậy không thể tốt hơn rồi. Mạc Phàm cười nói. Ba hư ảnh mới bay ra, một cái dừng ở gần thân thể Dạ Tình, hai cái khác đang bay nhanh về phía trước. Đi, các người đi được sao? Mạc Phàm cười khẽ nói. Ngón tay hắn khẽ vẽ lên không trung, ba phù lục nhanh chóng thành hình, bay về phía ba hư ảnh. Ba hư ảnh này chỉ hơi vùng vẫy, đã bị ba phù lục cuốn lấy, bay đến trước người Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn tam hồn của Dạ Tình, cười khẽ, hai tay vũ động. Một đám pháp ấn bay từ ngón tay hắn ra. Những pháp ấn này tạo thành ba trận pháp, bao ba hư ảnh ở trong. Dưới tác dụng của ba trận pháp này, linh khí nồng đậm lập tức tụ tập mà đến, ba hư ảnh nhanh chóng lớn hơn, ngưng thực, rõ ràng. Quy hồn. Mạc Phàm khẽ quát một câu. Quy hồn phù trở nên sáng lên, tính cả dưỡng hồn trận quanh hư ảnh, cùng biến mất vào trong mi tâm Dạ Tình. Ồ ế ế ô tam hồn tiến vào trong cơ thể Dạ Tình. Dạ Tình vẫn không tỉnh lại như cũ, nhưng có đặc thù còn sống rõ hơn so với dung nhập nguyên hạch sinh mệnh, ví dụ như thỉnh thoảng nhíu mày và cử động ngón tay. Bây giờ chỉ còn lại bảy phách nữa. Mạc Phàm nhìn Dạ Tình nói. Hắn bố trí Dạ Tình ở trên một chiếc giường đá, nhìn về phía lối vào động thiên. Nếu quay về, thì tiến vào gặp tôi. Cửa đá mở ra, Sentaiko mặc trang phục nữ võ sĩ đi tới. Sentaiko bái kiến Mạc tiên sinh. Nhà ODA, toàn bộ thế lực gần Hoa Hạ như Thanh Bang, Vu Thần Giáo và Thứ Thần đã bị diệt, chúng Thần Sơn đã được tôi đưa đến Biển Đông, đây là pháp khí khống chế thần điện chúng Thần Sơn, mong Mạc tiên sinh thu hồi. Hai tay Sentaiko nâng lên,
cung kính nói. Thân phận của cô ta là đại thần quan, hủy diệt nhà ODA chỉ là chuyện một câu nói, thế lực khác đạt được tin thần điện thua thì bỏ chạy gần hết, không rời đi thì bị cô ta diệt sạch không tốn nhiều sức. Cho nên chưa tới một ngày cô ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Phàm không nhìn thần điện kia, chỉ nhìn Sentai cô. Nói đi, thiên tài địa bảo bổ sung toàn bộ linh hồn mà cô nói ở đâu. Chuyện giả tình không thể kéo dài lâu, nếu Sentai cô quay về, phải xác nhận thiên tài địa bảo mà cô ta nói trước đã. Không biết thiên tài địa bảo mà Sentai cô nói là gì. Mạc Phàm nhìn Sentai cô, trong mắt lóe lên chút chờ mong. Sentai cô giống như cũng dự đoán được sẽ như vậy, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một tấm hình, hai tay đưa điện thoại về phía Mạc Phàm. Thứ bổ sung toàn bộ linh hồn mà tôi nói là thứ này, mời Mạc tiên sinh xem thử. Trên ảnh chụp là một cây nhỏ sinh trưởng trên giàn tế cổ xưa, cao cỡ một người, toàn thân sáng trong xuyên thấu như do ngọc lưu ly tạo ra, bên trong còn khí sắc hào quang lưu chuyển. Cây nhỏ có kích thước cỡ cánh tay người trưởng thành, phân ra tổng cộng 7 nhánh cây, mỗi một nhánh đều là một loại màu. Tận cùng cành cây, là một quả to bằng nắm tay trẻ sơ sinh treo bên trên. Quả này giống như nhân tham quả, trưởng thành thì có dáng vẻ của trẻ sơ sinh ngủ say, tỏa ra các loại hào quang. Mạc Phàm nhìn lướt qua tấm hình này, trong mắt lập tức hiện lên vui mừng. Thất hồn thụ. Mạc tiên sinh biết thứ này sao? Sentai cô nhíu mày, hơi lo lắng hỏi. Tấm hình này là cô ta tình cờ lấy được vào 3 năm trước, lúc đó cô ta liếc mắt một cái thì bị thứ trong ảnh hấp dẫn. Nhưng rốt cuộc đây là thứ gì, cô ta lật tìm rất nhiều sách cổ cũng không biết. Trước đó không lâu, dưới cơ duyên xảo hợp, cô ta mới biết quả trên cây nhỏ này có tác dụng dưỡng hồn. Cô ta không nắm chắc thứ này có thể bổ sung toàn bộ linh hồn của Dạ Tình không, chỉ liều lĩnh đánh cược, không ngờ Mạc Phàm biết thứ này. Lần này, thứ này ở đâu, nói xong cô ở Mạc gia hay rời đi, tự cô lựa chọn. Mạc Phàm không trả lời Sentai cô, hỏi thẳng. Bình thường thất hồn thụ sinh trưởng ở nơi an táng tu sĩ tràn đầy linh khí. Trên hấp thu linh khí trời đất, dưới nạp linh hồn bất diệt của tu sĩ. Do đó sinh ra thất hồn quả bổ sung 7 linh hồn con người. Thất hồn quả không chỉ là thiên tài địa bảo bổ sung hồn phách tiên thiên rất tốt, còn là thứ tốt ngưng luyện thần hồn luyện chế ra hóa thân, một khi luyện hóa lại càng có thể đạt được phần truyền thừa của những tu sĩ đó. Thứ này không có nhiều ở tu chân giới, kiếp trước hắn có địa vị cao là y tiên bất tử, mà trong tay chỉ có 3 quả. Hắn không ngờ tới sẽ thấy được thất hồn thụ ở trên địa cầu. Nhìn tấm hình này, quả còn chưa trưởng thành, chỉ cần tìm được cây này, tuyệt đối có thể khôi phục Dạ Tình như lúc ban đầu, còn khiến Dạ Tình nhận được cơ duyên. Sentai cô hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra cây nhỏ này thật sự có thể bổ sung hồn phách như cô ta nghĩ. Nếu không khi Mạc Phàm nhìn thấy ảnh chụp này, cô ta đã là người chết. Cô ta bình phục lại tâm tình, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại dày đặc huyết sắc. Mạc tiên sinh, thứ này được một đám người phát hiện vào 3 năm trước. Có lẽ cho dù là cậu cũng không dễ dàng đạt được. Nếu thứ này đạt được dễ dàng như vậy, sẽ không phải là thất hồn thụ tôi biết. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ nói. Hồn phách là thứ quan trọng nhất của một người, cũng là huyền diệu nhất. Cùng cấp độ, trời sinh linh hồn cường đại hơn thân thể rất nhiều. Bị ngoại thương có thể dùng dược vật và pháp thuật chữa khỏi, nhưng muốn bổ sung toàn bộ linh hồn mất đi ở trước mặt đa số thuật sĩ. Thì như bác sĩ bình thường chữa cho người sống đời sống thực vật, chỉ có thể nhìn trời. Ở tu chân giới, có không ít phương pháp bổ sung toàn bộ linh hồn, nhưng bất luận là loại nào đều vô cùng chân quý. Mà thiên tài địa bảo chữa trị linh hồn, lại càng vừa xuất hiện sẽ khiến vô số người cướp đoạt điên cuồng, không ít người vì thứ này mà ra tay mạnh. Dù sao đây là thứ chữa trị linh hồn rất hiếm gặp, cho dù linh hồn không khuyết thiếu, sau khi sử dụng những thiên tài địa bảo này, thần hồn cũng mạnh hơn nhiều. Thứ này không dễ dàng đạt được ở tu chân giới, càng không nói đến thất hồn thụ cực phẩm trong địa bảo hệ linh hồn. Không biết trên địa cầu có bao nhiêu người nhận ra, nhưng nếu thất hồn thụ xuất hiện, tất nhiên sẽ có rất nhiều người muốn đạt được nó, hơn nữa không chỉ là người thường. Cô chỉ cần nói cho tôi biết ở đâu là được. Mạc Phàm nói tiếp, cây này ở trong tiên mộ sắp mở, tấm hình này là một số người hao phí rất nhiều sức lực mới truyền ra được. Sentai cô không giấu giếm, nói chi tiết. Sau khi cô ta đạt được mấy tấm hình, luôn tra nơi gửi tấm hình và cây nhỏ trong ảnh chụp. Vào 1 tháng trước,
khi cô ta uống rượu với đại thiếu một gia tộc, đại thiếu kia say rượu nói lời thật, lúc này cô ta mới biết được đáp án. Tấm hình này là mấy đại thế lực phái người xông vào tiên mộ mở 3 năm trước, chụp được từ trong tiên mộ gửi đi, chỉ vì tấm hình này, mấy chục dị nhân cấp cao không ra khỏi được tiên mộ, không rõ sống chết. Đối với cây nhỏ trên tấm hình, người biết càng ít càng tốt. Đại thiếu kia là người thừa kế đời sau của gia tộc đó, chỉ biết cây nhỏ này có ích với linh hồn tu sĩ. Cô muốn nói đến tiên mộ được Vạn Diệt Lao lung trấn phong sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Là nó. Sentaiko gật đầu nói. Sở dĩ cô ta thuyết phục Thanh Long liên hợp với thần điện đối phó Mạc Phàm, là vì nhìn chúng bí pháp phá giải Vạn Diệt Lao lung của Mạc Phàm, muốn thông qua bí pháp tiến vào tiên mộ, đạt được cây nhỏ này. Xem ra tiên mộ không đơn giản như vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Dựa theo lời Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp nói, tiên mộ hẳn là một phủ đệ của tu sĩ Kim Đan khi còn sống, có khả năng bên trong có truyền thừa của tu sĩ Kim Đan. Nhưng hiện giờ xem ra không đơn giản như vậy. Tiên mộ này không chỉ có Vạn Diệt Lao lung trấn phong, còn có địa bảo như Thất Hồn Thụ, tuyệt đối không phải thứ tu sĩ Kim Đan bình thường có thể nắm giữ. Trừ chuyện đó ra, phạm vi liên quan đến tiên mộ còn nhiều hơn hắn nghĩ nhiều. Nếu không vì sao ảnh chụp Thất Hồn Thụ lại xuất hiện trong tay Sentaiko, Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ cũng chưa từng lấy ra ảnh chụp như vậy. Một khi tiên mộ này mở ra, tuyệt đối không phải chỉ có khả năng mấy gia tộc Hắc Thị, Tôn gia nắm trong tay. Dựa theo hiểu biết của Sentaiko, lần này tiên mộ mở ra, có khả năng tất cả cao thủ trên thế giới đều ngồi không yên. Sentaiko nói chi tiết. 3 năm tiên mộ mở một lần, bởi vì Vạn Diệt Lao lung, phần lớn mọi người đều tìm kiếm cơ duyên ở xung quanh, không dám lấy thân mạo hiểm. Nhưng quả trên Thất Hồn Thụ gần chín, cho dù mạo hiểm tính mạng, chỉ sợ cũng có người mạo hiểm xông vào một lần. Nhất là khi phương pháp phá giải Vạn Diệt Lao lung đã xuất hiện, ở ngay trên người Mạc Phàm, ai chẳng muốn thừa dịp Mạc Phàm mở Vạn Diệt Lao lung, tiến vào tiên mộ nhìn một cái. Nhớ đâu tìm được pháp môn tiến vào thần cảnh, đạt được truyền thừa của tiên nhân, sau này có thể là trời cao mặc ta bay. Ngồi không yên cũng phải ngồi xuống. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, trong mắt hiện lên sắc bén. Nếu những người này không đánh chủ ý với Thất Hồn Thụ thì không sao, nếu không thì không cần ngồi, để bọn họ nằm trên đất vĩnh viễn đi. Mạc tiên sinh nên cẩn thận một chút thì hơn, những người này không chỉ khó đối phó, chỉ sợ sẽ tới tìm nhanh thôi. Sentaiko lo lắng nói. Cô ta vừa nói xong, Tiểu Vũ hốt ha hốt hoảng chạy vào. Anh, có người tới nhà chúng ta gây chuyện. Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Ai vậy? Hắn liếc mắt nhìn Sentaiko một cái, kinh ngạc hỏi. Sentaiko vừa mới quay về Mạc gia, bên này thật sự có người tới, đúng là khéo thật. Hắn thật sự muốn nhìn xem, là người nào đến Mạc gia hắn. Hai chị gái mặt lạnh họ Viên, nói là chị họ của chị dâu, muốn mang chị dâu đi. Tiểu Vũ bĩu môi nói. Cô vốn ra ngoài mua đồ với chị dâu Tiểu Tuyết, mới ra cửa lớn Mạc gia đã bị hai người phụ nữ trẻ tuổi vẻ mặt bất thiện ngăn cản. Hai người không nói hai lời, muốn mang Tiểu Tuyết đi. Nếu không phải Moria đi cùng bọn họ lộ ra khí tức tiên thiên tông sư, có khả năng Tiểu Tuyết bị hai người mang đi rồi. Chị họ Tiểu Tuyết. Mạc Phàm nhíu mày. Trái lại hắn biết mẹ Tuyết Nhi họ Viên, cũng là một hậu nhân danh môn. Nhưng kiếp trước, lúc hắn tiếp xúc với Tiểu Tuyết trong vài năm, không thấy có người Viên ra tới tìm Tiểu Tuyết. Hắn vừa mang Tiểu Tuyết về từ Nhật Quốc, lúc này lại có hai người Viên ra tới. Chỉ hơi nghĩ một lát, hắn thoải mái hơn. Kiếp trước hắn ngay cả Bạch gia đều không tiếp xúc, thậm chí người đứng sau Lâm Khuynh Thiên là ai cũng không biết, càng không nói đến Viên gia sau lưng Tiểu Tuyết. Vậy hai người kia thì sao, bây giờ đang ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Bọn họ để lại một bức thư rồi đi, hình như trong thư nói. Tiểu Vũ ôm má, nghĩ lại nội dung trong bức thư. Nói cái gì? Nói Bạch gia không thể bảo vệ chị dâu, để chị dâu bị nhà Miyamoto bắt đi, sau này sẽ do Viên gia bảo vệ, không còn quan hệ gì với Bạch gia, trong thư còn nói. Tiểu Vũ nói xong thì dừng lại. Còn nói gì? Mạc Phàm hỏi. Nói Viên gia đã gả chị dâu cho thiếu gia Tống gia Hồng Kông, yêu cầu Bạch gia lập tức đưa chị dâu đến Viên gia, nếu không Viên gia và Tống gia sẽ phái người tới đón chị dâu. Tiểu Vũ nhìn Mạc Phàm với vẻ lo lắng, nhỏ giọng nói.
Viên gia và Tống gia Hồng Kông, rất lợi hại sao? Mạc Phàm nhớn mày, nhìn về phía Sen Tai Cô. Kiếp trước hắn chưa từng đến Hồng Kông, không hiểu biết về Hồng Kông lắm. Sen Tai Cô là trưởng lão Thanh Bang, hẳn là biết một chút về hai nhà này. Viên gia Hồng Kông là nhà xem phong thủy nổi tiếng, không chỉ có lực ảnh hưởng ở Hồng Kông, cho dù là ở Nhật Quốc cũng rất nổi tiếng, người có thể tìm nhà Viên gia xem phong thủy, đều là chuyện một số nhân sĩ thượng lưu luôn lấy làm kiêu ngạo, có khả năng Mạc tiên sinh không biết Viên gia, nhưng chắc chắn cậu biết tổ tiên của Viên gia. Sen Tai Cô nghiêm túc nói. Ai? Viên đại sư Viên Thiên Chính. Mạc Phàm nhíu mày. Tất nhiên là hắn có biết Viên Thiên Chính, đại sư phong thủy thời Tùy Đường, cho dù là hoàng đến thời đó đều phụng ông ta làm thượng khách. Ông ta và Lý Thuần Phong một đại sư phong thủy khác cùng sáng tác Thôi Bối Đồ, phía cuối quyển sách bày tỏ phương hướng cuối cùng của nhân loại, nhân bất phân hắc bạch, địa bất phân nam bắc, vô thành vô phủ, vô nhĩ vô ngã, thiên hạ nhất gia, vạn giáo quy nhất đích đại đồng thế giới, được xưng là kỳ thư số một hoa hạ. Hơn nữa quyển sách này còn tính ra, năm 2012 sẽ là ngày tận thế. Tuy lời tiên đoán đó không thành công, nhưng kiếp trước đã dẫn tới khủng hoảng. Tuy chủ nhân trước đây của trang viên này không phải là chính thống của Viên gia, nhưng hình như cũng là một nhánh của Viên gia. Một nhánh đến Giang Nam đã có khoảng trời riêng như vậy, chỉ sợ chính thống Viên Thiên Chính càng không đơn giản. Không ngờ nhà ngoại Tuyết Nhi cũng không đơn giản như vậy. Tống gia thì sao? Tống gia là phú thương siêu cấp ở Hồng Kông, xuất thân từ điền sản và hải vận, khách với những thương nhân điền sản và hải vận khác, Tống gia là thủy tổ cho ngành điền sản và hải vận ở Hồng Kông, không chỉ phú khả địch quốc, còn phong sinh thủy khởi các ngành khác ở Hồng Kông. Ở Hồng Kông có một danh xưng là bán tống này là Tống gia, ý nói nửa Hồng Kông là của Tống gia. Sen Tai Cô giải thích, Tống gia vốn chỉ là một tiểu gia tộc, nhưng lúc gia tộc khác đang làm sòng bạc mở quán gà, bọn họ nổi về bất động sản. Lúc thế lực khác cảm thấy kiếm tiền bằng con đường hải vận nguy hiểm rất cao, bọn họ khiến hải vận phong sinh thủy khởi, từ đó càng mạnh hơn. Thanh Bang bọn họ rời khỏi Hoa Hạ nhiều năm như vậy, vốn có ý thông qua Hồng Kông làm ván cầu, dùng để đi lên tàu, thuyền quay về Hoa Hạ. Kết quả Tống Tử Ngang gia chủ Tống gia giơ tay chắn, bọn họ không có biện pháp gì, đành phải lùi về. À, vậy sao? Hai thế lực này đúng là không đơn giản. Mạc Phàm gật đầu nói. Hồng Kông là thành phố quốc tế lớn nhất Hoa Hạ, tuy diện tích không so được với Giang Nam và thủ đô, nhưng thực lực kinh tế hơn Giang Nam và thủ đô nhiều. Hai thế lực này có thể lan truyền thanh danh rất xa ở Hồng Kông, chắc chắn thực lực trên một số thế gia Giang Nam và thủ đô. Nếu hai thế lực này liên thủ với nhau, cả Hồng Kông không có ai dám trêu chọc bọn họ, Hoa Hạ cũng không có mấy thế gia so sánh được với bọn họ. Sen Tai Cô thận trọng nói. Viên gia đứng đầu trong giới thuật pháp Hồng Kông, Tống gia thì đứng đầu trong các lĩnh vực khác, hai nhà liên thủ với nhau thì như hai con rồng bắt tay, tuyệt đối không đơn giản như một cộng một bằng hai. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, rời mắt nhìn Tiểu Vũ, giống như không để Viên gia và Tống gia vào mắt. Viên gia này khi Tiểu Tuyết bị Bạch gia ép gả cho vương tử Carter của thần điện không xuất hiện, Tiểu Tuyết bị nhà Miyamoto giam lỏng cũng không xuất hiện ở nhà Miyamoto. Lại cứ xuất đầu lộ diện lúc này, muốn mang Tiểu Tuyết đi, còn gả Tiểu Tuyết cho công tử Tống gia, xuất hiện đúng lúc thật. Bạch gia chủ nói thế nào? Mạc Phàm hỏi. Chú Bạch nói chú ấy đã gả chị dâu đến Mạc gia chúng ta, sẽ không đưa chị dâu tới Viên gia, cũng không biết Tống gia kia. Tiểu Vũ nói. Mạc Phàm mỉm cười, trái lại lần này Bạch Vô Thành không phạm phải hồ đồ nữa. Nhưng cha nói hy vọng anh mang chị dâu đến Viên gia Hồng Kông. Giải quyết chuyện này, dù sao đó là nhà ngoại chị dâu, nhận được chúc phúc của bọn họ là tốt nhất, cha còn nói con dâu Mạc gia chúng ta tất phải lấy về nhà danh chính ngôn thuận, chị dâu cũng muốn đến Hồng Kông nhìn xem, cho nên em tới hỏi anh một chút anh muốn đi hay không. Tiểu Vũ giống như ống truyền đạt, nói tiếp. Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Đi, đương nhiên phải đi rồi. Bọn họ hoàn toàn có thể không cần để ý Viên gia. Viên gia cộng thêm Tống gia lợi hại mấy cũng chỉ là thế gia phàm trần, vốn dĩ không lọt vào mắt của hắn. Lúc này hai nhà ầm ĩ, chắc chắn không ôm ý tốt. Nếu cha để ý chuyện này như vậy, vậy thì đến Hồng Kông xem thế nào. Kiếp trước mãi đến khi cha qua đời cũng không đợi được hắn lấy con dâu về, lần này xem như bù đắp lại tiếc nuối kiếp trước cho cha, danh chính ngôn thuận cưới Tuyết Nhi về nhà.
chỉ là chuyện đi một chuyến, không tính là gì với hắn. Thật vậy sao, vậy em đi nói cho cha mẹ và chị dâu. Tiểu Vũ chạy đi, Sentaiko cũng rời đi theo. Hai người vừa đi, ý niệm của Mạc Phàm khẽ động, không lâu sau, Chu Hiệt và Moria cùng đi tới. Hắn dặn dò hai người vài câu, ánh mắt nhìn về phía nam. Viên gia, Tống gia, xem bọn họ dở trò gì. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe mobile home đứng trước tòa biệt thự độc lập gần vịnh Ripau đảo Hồng Kông. Biệt thự này được trang trí theo phong cách cổ, cách bờ biển chỉ 100 mét, ra cửa không xa là bãi biển tư nhân, bên trên còn xây hành lang trên biển, giống như biệt viện của hoàng gia thời cổ. Nhìn từ xa cả biệt thự giống như cự thú xấu xí nửa ngồi, một con sông nhỏ chảy từ phía sau biệt thự ra. Cửa xe mobile home mở ra, Mạc Phàm, Tiểu Tuyết, Lưu Nguyệt Như và A Hào bước xuống xe. Bởi vì lần này tới Viên gia cầu hôn, Lưu Nguyệt Như thì khá quen thuộc với Hồng Kông, lại là người Mạc gia, do bà đại diện thay Mạc gia thì rất thích hợp. Hôm nay Lưu Nguyệt Như mặc tây trang nữ màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, mái tóc màu đen được búi lên cao đầu. Trải qua tu luyện ở Mạc gia, dáng người quyến rũ và đẫy đà trời sinh của bà không có giảm bớt, trái lại trẻ tuổi hơn trước nhiều, giống như mỹ nữ tổng giám đốc có khuôn mặt xinh đẹp và khí chất thành thục, khiến người ta liếc mắt một cái là ái mộ, hai mắt hờ hững, suốt đường đi không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Nhưng trong mắt Lưu Nguyệt Như luôn chỉ có Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, Bạch tiểu thư, đây là biệt thự Viên gia, biệt thự phong cách hoàng gia châu Âu ở phía đông là của Tống gia. Lưu Nguyệt Như mỉm cười, chỉ một biệt thự cách đó không xa nói. Sau khi chồng bà qua đời, bà vẫn luôn cảm thấy có người động tay động chân ở sau lưng, đã từng đi tìm người Viên gia tính nguyên nhân. Bà dùng mấy trăm vạn cuối cùng đạt được một tin, quy củ của Viên gia là không tính cho người chết. Nhưng nếu bà đồng ý ngủ một tối với người canh cửa Viên gia, bọn họ sẽ suy xét để thiên sư Viên gia ngoại lệ tính cho bà. Trong cơn tức giận bà không cần mấy trăm vạn kia, không còn một chút ấn tượng tốt với Viên gia ngạo mạn và vô liêm sỉ. Mạc Phàm liếc mắt nhìn biệt thự một cái, lông mày nhướng lên. Viên gia không hổ là Viên gia. Mạc tiên sinh nhìn ra được gì sao? Lưu Nguyệt Như tò mò hỏi. Bà từng thấy không ít biệt thự, nhưng lần trước tới cảm thấy biệt thự Viên gia rất khác, cụ thể là khác thế nào bà không nói được. Thậm chí bây giờ bà là tu sĩ, có tu vi trong người, cũng chỉ cảm nhận được mãnh liệt hơn trước kia một chút, nhưng bà vẫn không thể nói rõ được. Linh khí ở nơi đây còn thịnh hơn trang viên Mạc gia chúng ta, hơn nữa sau khi được Viên gia sửa chữa, linh khí ở đây duy trì dài hơn ở biệt thự Mạc gia chúng ta. Mạc Phàm thản nhiên nói, trang viên Mạc gia chỉ là long địa dài, biệt thự Viên gia này thì gánh cửu long sơn, có khoảng 9 long mạch, là cửu long địa hiếm có, riêng linh mạch trang viên Mạc gia đã không thể so sánh. Hơn nữa trước mặt biệt thự Viên gia là nước, rồng bơi nước cạn, lại là ván cờ giam rồng hiếm có, khiến linh khí sẽ không lan ra cũng sẽ không biến mất. Biệt thự Viên gia là một con ác thú hút nước, sau khi tiến vào thì ra ít, tham mà không dứt, dùng bất tận. Cho nên ở đây có cảm giác cửu long bơi quanh người. Chẳng trách nơi này lợi hại như vậy. Lưu Nguyệt Như kinh ngạc nói. Mạc Phàm cười nhạt, cửu long chi địa mà thôi, linh khí nồng đậm hơn trang viên Mạc gia một chút, rất hiếm có ở trên địa cầu. Nhưng ở trong mắt hắn chỉ là bình thường. Hắn còn chưa mở miệng, một giọng nói chói tai truyền đến. Người nào, nơi này là biệt thự Viên gia, không phải người Viên gia thì nhanh rời đi. Giọng nói này vừa vang lên, hai người đàn ông mặc áo khoác màu lam vẻ mặt kiêu ngạo đi tới. Mạc Phàm liếc mắt ra hiệu với A Hào đi tới. Nói với chủ các người, Bạch tiểu thư Bạch gia Giang Nam tới rồi. A Hào lạnh lùng liếc hai người một cái, trầm giọng nói. Đại tiểu thư Bạch gia Giang Nam kìa, anh biết không? Một người đàn ông trong đó mỉm cười, hỏi một người đàn ông khác. Giang Nam có gia tộc tên Bạch gia sao? Tôi chỉ biết Lâm gia, Âu Dương gia, Tống gia Giang Nam, hình như Bạch gia không nổi tiếng lắm. Một người đàn ông khác cười lạnh lùng, hơi vuốt cằm nói. Các vị không hẹn trước đúng không? Nếu không hẹn trước thì các người nhanh đi thì hơn. Đừng để chúng tôi đuổi các người đi. Vẻ mặt người đàn ông kia lạnh nhạt, hạ lệnh đuổi khách. Giọng điệu không chút khách sáo, ngay cả biểu cảm nhìn đám Mạc Phàm cũng như nhìn mấy tên hai lúa. Sao bọn họ có thể không biết Bạch gia Giang Nam, chỉ là một gia tộc nhỏ bé, Viên gia bọn họ là nơi gia tộc nào muốn tới thì tới sao?
A Hào nhíu mày, nhìn về phía đám Mạc Phàm như xác nhận. Ánh mắt Mạc Phàm hơi phát lạnh, không đợi hắn nói gì, Lưu Nguyệt Như hơi nhếch miệng đi tới. Hai vị, Bạch gia Giang Nam, cho dù hai người là bảo vệ canh cửa, hẳn là cũng sẽ biết, một vị đại tiểu thư viên gia gả cho Bạch gia Giang Nam, Bạch đại tiểu thư nhà chúng tôi không chỉ là đại tiểu thư Bạch gia, cũng là biểu tiểu thư viên gia, các cậu cố ý gây khó dễ cho Bạch tiểu thư chúng tôi, hay là mắt bị mù, nếu là cái đầu, chỉ sợ hai người coi cửa như các cậu khó mà gánh nổi. Lưu Nguyệt Như lạnh lùng nói. Vẻ mặt hai người khó coi, nhìn thoáng qua nhau. Biểu tiểu thư viên gia chúng tôi, sao chúng tôi biết là thật hay giả, có chứng cứ gì không? Vẻ mặt một người đàn ông trong đó lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Đương nhiên bọn họ biết một vị tiểu thư viên gia gả cho Bạch gia, nhưng vậy thì thế nào? Viên gia không chỉ có một vị đại tiểu thư gả cho Bạch gia Giang Nam, còn có một người gả cho Phong gia Vân Châu, chuyện này không phải bí mật gì, rất nhiều người hơi điều tra là có thể biết được. Mấy người biết chút tin tự xưng là biểu tiểu thư viên gia, vậy bọn họ là người thân của nữ vương Elizabeth Anh Quốc nhé. Khoác loác vừa thôi. Nhưng muốn tiến vào cửa viên gia thì không đơn giản như vậy. Các người. Lưu Nguyệt Như nhíu mày, không biết phải nói gì. Đúng lúc này, một cô gái đáng yêu đi từ trong cửa ra, một tay để bên môi, chớp chớp mắt nhìn Tiểu Tuyết. Chị là con gái của dì Út, chị Tiểu Tuyết đúng không, chị xinh đẹp giống hệt như dì Út. Cô gái này khoảng 15, 16 tuổi, mặc váy dài màu xanh, đôi mắt ngập nước như hai khối bảo thạch, phiếm thanh quang nhàn nhạt. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, giống như thiếu nữ xinh đẹp, tinh linh, đáng yêu trong truyện tranh. Em là Tiểu Sa Tuyết sao? Lông mày Tiểu Tuyết nhướn lên, hỏi. Mẹ cô đứng thứ 9 ở viên gia, là người nhỏ nhất, bên trên còn 7 anh trai và một chị gái. Lúc cô còn nhỏ hai nhà còn lui tới, sau khi mẹ cô qua đời, cô cũng ít rời khỏi Bạch gia. Nhà đầu này gọi mẹ cô là dì Út, hẳn là con gái của dì cô Phong Sa Tuyết đại tiểu thư Phong gia. Đúng rồi, vậy mà chị Tiểu Tuyết như em, thật sự tốt quá. Phong Sa Tuyết híp mắt thành đường ngang, cười hì hì nói. Thấy chưa, các người còn không nhanh đi thông báo cho chủ nhân các người. Lưu Nguyệt Như lạnh lùng liếc hai người kia nói. Trong mắt hai người kia chớp lóe ánh sáng lạnh, một người trong đó định đi bẩm báo, giọng một người phụ nữ khác truyền từ trong cửa ra. Không cần thông báo, muốn tiến vào viên gia chúng tôi, nhất định phải có chứng cứ, không có chứng cứ mà nói, ai cũng đừng nghĩ tiến vào. Mỹ nữ này gần 20 tuổi, mái tóc dài màu đen như thác nước buộc thành đuôi ngựa. Gương mặt trái xoan tinh xảo, không trang điểm cũng xinh hơn rất nhiều nữ minh tinh. Cô ta mặc trên người áo khoác cao bồi, bên trong là áo may ô màu trắng, phía dưới là quần bò phá cách, quần áo đơn giản để lộ ra dáng người hoàn mỹ của cô ta. Lưu Nguyệt Như là đại mỹ nữ nổi tiếng Giang Nam, vẫn thua mỹ nữ này một phần, chỉ có Tiểu Tuyết hơn cô ta hai phần. Vị mỹ nữ này mới mở miệng, đám Mạc Phàm nhíu mày. Hai bảo vệ ở cửa liếc mắt nhìn đám Mạc Phàm một cái, vội vàng đi về phía mỹ nữ kia. Cửu tiểu thư, cô tới thật đúng lúc, mấy người này tự xưng là Bạch tiểu thư của viên gia chúng ta, muốn đi vào viên gia, cô xem có quen bọn họ không? Một tên bảo vệ trong đó cười nịnh nọt nói. Hoàn toàn không còn biểu cảm như nói chuyện với đám Mạc Phàm, quả thực là một trời một vực. Lông mày mỹ nữ này nhíu lại, liếc mắt nhìn đám Mạc Phàm một cái. Tự xưng là biểu tiểu thư của viên gia chúng ta, lá gan không nhỏ đâu, tôi nhớ rõ con gái của cô Út không như vậy, gần đây càng ngày càng nhiều kẻ hết ăn lại uống tới viên gia chúng tôi rồi. Vị mỹ nữ này thản nhiên nói. Quả thật là như vậy, ai bảo viên gia chúng ta nổi tiếng như thế? Vẻ mặt tên bảo vệ canh cửa kia đắc ý, cười nói. Thuật phong thủy càng thịnh hành ở phía Nam Hoa Hạ, ở Hồng Kông thì càng có thể nói là tới cực hạn. Không chỉ có người Hoa tin phong thủy, một số thượng lưu nước ngoài cũng tin không nghi ngờ, thường xuyên mời thiên sư viên gia xem phong thủy. Thân là viên gia phong thủy huyền học được mọi người kính trọng, tất nhiên được tôn sùng. Ở Hồng Kông, có không biết bao nhiêu người thấy người viên gia bọn họ thì như thấy cha ruột. Một khi nhắc tới họ viên thường đều hỏi một phen, có quan hệ gì với viên gia? Ngay cả đại sứ Anh Quốc ở đại sứ quán Hồng Kông. Thấy viên Trọng Dương gia chủ của viên gia bọn họ cũng phải gọi một tiếng thiên sư. Đầy đủ để thấy địa vị của viên gia bọn họ ở Hồng Kông. Đừng nói là người nhà viên gia, ngay cả hạ nhân viên gia đều cao hơn không ít người.
chị Thiên Tâm, chị ấy hẳn là con gái của dì út chị Tiểu Tuyết, chị ấy nhìn rất giống dì út, còn lập tức đoán ra được tên của em. Phong Sa Tuyết chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi. Rất giống, Sa Tuyết, Phong gia em am hiểu vu thuật nhất, hẳn là biết có một loại vu thuật tên là quỷ diện đúng không, đừng nói là biến giống người kia, biến thành người kia đều không có chút vấn đề, còn chuyện cô ta nhận ra em, có khả năng cô ta không chỉ nhận ra em, cô ta còn nhận ra được mỗi người viên gia chúng ta, có khả năng là em không biết, hiện giờ có một số người vì muốn tạo quan hệ với viên gia chúng ta, đúng là nhọc lòng. Viên Thiên Tâm lạnh lùng nói, vốn dĩ không thèm liếc mắt nhìn đám Mạc Phàm một cái. Chuyện này, Phong Sa Tuyết nhíu mày. Tất nhiên là cô có biết quỷ diện, cô còn rất tinh thông vu thuật này, nếu luyện vu thuật này đến chỗ cao thâm, có thể khiến một người biến thành bất luận mặt người nào mà mình từng gặp, nhưng mà... Viên gia chúng ta đang tiếp đãi khách quan trọng, mấy tên lừa gạt này, các người biết nên làm gì rồi chứ? Viên Thiên Tâm liếc mắt nhìn hai bảo vệ canh cửa nói. Khi nói chuyện, trong mắt cô ta lóe lên chút dị sắc, liếc mắt nhìn Tiểu Tuyết một cái. Dạ, cửu tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ không để bất luận một kẻ nào tiến vào viên gia chúng ta. Tên bảo vệ canh cửa kia thề son sắt nói. Vậy được rồi, chúng ta quay vào đi, Sa Tuyết. Viên Thiên Tâm kéo Phong Sa Tuyết nói. Hai người xoay người đi vào trong biệt thự. Bảo vệ canh cửa này cười lạnh lùng, rời mắt nhìn đám Mạc Phàm với vẻ khinh thường, biểu cảm nịnh nọt trên mặt lập tức được thay bằng lạnh lùng và chán ghét. Các người nghe thấy không, cửu tiểu thư chúng tôi không biết các người, mấy người còn không nhanh cút đi. Sắc mặt A Hào và Lưu Nguyệt Như hơi khó coi, đều không nói gì. Tiểu Phàm, hay là chúng ta về đi? Tiểu Tuyết nhíu mày, nói với Mạc Phàm. Đây là lần đầu tiên cô gặp Viên Thiên Tâm luôn miệng nói không biết cô, nhưng cô cảm nhận được từ ánh mắt của Viên Thiên Tâm, chắc chắn Viên Thiên Tâm biết cô, chỉ không muốn thừa nhận mà thôi. Cô đã đến viên gia rồi, nếu có người không thích cô đến đây, cô vẫn nên rời đi thì hơn, chuyến này vốn không cần tới cũng được. Cho dù viên gia và Tống gia thật sự dám phái người đến Giang Nam tìm cô, cũng không thể mang cô đi. Trái lại ở Hồng Kông này, bọn họ đừng nên gây chuyện thì hơn. Dù sao nơi này không phải Giang Nam, Cường Long không áp địa đầu xà. Nếu đã đến đây, vậy vào xem đi. Mạc Phàm nắm tay Tiểu Tuyết, cười khẽ nói. Chỉ là một viên gia mà thôi, một phong thư bảo Tiểu Tuyết tới Hồng Kông, bọn họ đến cửa thì từ chối bọn họ ở ngoài. Mấy người đó nghĩ bọn họ là quả cầu muốn đá đi đâu thì đá sao? Tên bảo vệ canh cửa kia nghe thấy lời Mạc Phàm nói, nhướng mày, trong mắt hiện lên không kiên nhẫn. Đi vào, các người bị điếc hay bị mù, không nghe thấy lời cửu tiểu thư chúng tôi sao, lập tức. Chữ cút còn chưa nói ra miệng, ánh mắt A Hào phát lạnh nhìn về phía người này. A Hào vừa nhìn chăm chú, người này há to miệng, nhưng không phát ra tiếng, giống như một pho tượng bị định ở xa. Vừa động cũng không thể nhúc nhích. Mạc tiên sinh, Bạch tiểu thư, Lưu tiểu thư, mời. A Hào cung kính làm tư thế mời với ba người. Nói xong A Hào đi đầu, dẫn đường cho đám Mạc Phàm. Hai, các người không nghe thấy sao, mấy tên lừa gạt cũng muốn xông vào biệt thự viên gia chúng tôi, không phải các người tìm. Một bảo vệ canh cửa khác thấy bốn người không chỉ không rời đi, trái lại còn muốn xông vào, sắc mặt thay đổi, tức giận nói. Không đợi anh ta nói xong, người này cũng như một bảo vệ khác, đứng yên tại chỗ. Chỗ cửa, Viên Thiên Tâm và Phong Sa Tuyết còn chưa tiến vào trong biệt thự, cảm nhận được dị thường ở sau lưng, hai người dừng bước. Thì nhìn thấy hai bảo vệ canh cửa không nhúc nhích, đám Mạc Phàm lập tức đi tới cửa. Các người điên rồi à, dám xông vào viên gia tôi, các người có biết nơi này là nơi nào không? Lông mày Viên Thiên Tâm nhíu lại, tức giận nói. Điên rồi. Tôi cảm thấy cô điên mới đúng. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Hắn đường đường là y tiên bất tử, bị hai bảo vệ canh cửa viên gia chắn mà không đi vào mới điên rồi. Hành động hiện giờ của hắn rất bình thường, nếu viên gia không phải nhà ngoại Tiểu Tuyết, hắn đã không cần khách sáo như vậy, hắn có thể làm thêm những chuyện khác nữa. Ví dụ như bảo A Hào lái xe mobile home xông vào, hay là dùng kiếm chém biệt thự viên gia. Hoặc có thể khiến Viên Trọng Dương gia chủ viên gia tự mình ra ngoài gặp hắn, đây mới là chuyện hắn nên làm. Hắn không làm như vậy, viên gia nên ăn mừng. Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Ánh mắt Viên Thiên Tâm phát lạnh, nghiến răng nói. Ha ha,
chỉ sợ cô cũng không biết cô đang nói chuyện với ai. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Cậu! Viên Thiên Tâm nhíu mày lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú, trong đôi mắt lóe lên lửa giận. Người thanh niên này không nhiều tuổi, vậy mà nói cô ta không biết anh ta là ai. Cô ta đường đường là cửu tiểu thư của Viên gia, cần biết một hạ nhân là ai sao? Nhưng lông mày cô ta giãn ra rất nhanh. Các người đại diện cho Mạc gia cầu hôn Bạch Tiểu Tuyết đúng không? Mạc gia nho nhỏ chỉ có một Mạc Phàm, ngay cả một đám hạ nhân cũng không biết trời cao đất rộng là gì rồi. Viên Thiên Tâm hơi thở hắt ra, khinh thường nói. Khi nói chuyện, lông mày cô ta hơi nhăn lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám Mạc Phàm, giống như một quý tộc đang nhìn một đám nhà giàu mới nổi vinh váo đắc ý. Viên gia gửi một bức thư cho Mạc gia, địa vị của cô ta cao quý là cửu tiểu thư của Viên gia, tất nhiên có biết. Mạc Phàm giận dữ ở Nhật Quốc, diệt nhà Miyamoto, Abe Seimei, nhà Fuma và nhà Oda, quan hệ giữa Mạc gia và Bạch gia, bây giờ gần như không ai không biết. Ba người này đưa Bạch Tiểu Tuyết tới, chắc chắn là tới cầu hôn. Làm càn, dám đối với chúng tôi. Ánh mắt A Hào phát lạnh, muốn ra tay giáo huấn Viên Thiên Tâm. Một nha đầu mà dám nói chuyện với Mạc Phàm như vậy, quá làm càn rồi. Không đợi anh ta ra tay, đã bị Mạc Phàm giơ tay ngăn cản. Đại diện cho Mạc gia. Mạc Phàm lắc đầu cười, cũng không phản bác. Nếu biết chúng tôi là người của Mạc gia, cũng biết bên cạnh chúng tôi là Bạch Tiểu Tuyết Bạch Tiểu Thư, Viên Tiểu Thư còn muốn ngăn chúng tôi ở ngoài cửa, là ý của cô, hay là ý của Viên gia? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Ý của Viên gia chúng tôi, cậu quá coi trọng Mạc gia mình rồi đó, tôi không cho các người đi vào, lại làm bộ không biết Tiểu Tuyết, cũng vì muốn tốt cho các người thôi. Viên Thiên Tâm hừ lạnh một tiếng nói. Viên Thiên Tâm vừa nói xong, Phong Sa Tuyết ở bên cạnh hơi sửng sốt, vẻ mặt không vui. Thiên Tâm tỷ, không phải chị mới nói cô ấy không phải Tiểu Tuyết tỷ sao, sao bây giờ? Viên Thiên Tâm liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tuyết một cái, trong đôi mắt hiện lên chút ghen tị. Cô ta lớn hơn Bạch Tiểu Tuyết và Phong Sa Tuyết vài tuổi, tuy Bạch Tiểu Tuyết tới Viên gia ít hơn, nhưng từng tới, trước đây cùng từng tranh một món đồ chơi, sao cô ta có thể không biết? Quả thật cô ta là Tiểu Tuyết, nhưng nơi này là Hồng Kông, không phải Giang Nam, cô ta không nên tới nơi này, Mạc gia có thể phái người tới, nhưng không nên đưa Tiểu Tuyết tới. Viên Thiên Tâm hơi thất vọng nói. Tiểu gia tộc đúng là tiểu gia tộc, nhìn như mặt trời ban trưa, không ai bì nổi, nhưng chân chính gặp chuyện gì đó, sẽ lộ rõ chênh lệch với đại thế gia. Viên gia gửi một phong thư, Mạc gia liền phái người tới, không phải xương cốt mềm bình thường. Ngoài ra Mạc gia hoàn toàn có thể phái người gửi thiệp mời, mời Viên gia tham dự hôn lễ của Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết. Mạc gia lại tặng Bạch Tiểu Tuyết tới, không thể không nói hành động này nhìn nho nhã lễ độ, nhưng vô cùng ngu xuẩn ở trong mắt cô ta. Vì sao? Phong Sa Tuyết ôm má, tò mò hỏi. Đợi lát nữa em sẽ biết. Viên Thiên Tâm không giải thích, đôi mắt trong veo mà lạnh lùng nhìn đám Mạc Phàm. Các người muốn đi vào cũng được, nhưng tôi khuyên các người mang Tiểu Tuyết về trước thì hơn, tránh để mang đến không mang đi được. Còn nữa, nếu bây giờ các người muốn đi vào, tôi có thể nói cho các người biết Tống Thiên Dưỡng gia chủ Tống gia và Tống Giai Tuấn con trai ông ta mang theo một đống sính lễ tới Viên gia chúng tôi. Mục đích là gì tôi không cần phải nói với các người nữa. Nếu các người muốn đi vào, bổn đại tiểu thư không ngăn cản các người, nhưng các người tay không tiến vào Viên gia như vậy. Đến lúc đó bị người ta nhục nhã một phen, đừng trách tôi không nhắc nhở các người. Viên Thiên Tâm lạnh lùng nói, lúc này Phong Sa Tuyết ở bên cạnh mới thoải mái hơn, nhìn về phía đám Mạc Phàm. Tiểu Tuyết tỷ, hình như Thiên Tâm tỷ thật sự muốn tốt cho mọi người, hay là mọi người nấp trước đi, hoặc đi chuẩn bị chút gì đó. Nghe lời Phong Sa Tuyết nói, Viên Thiên Tâm hơi nhếch miệng lên, lộ ra cười mỉa. Sở dĩ cô ta ngăn cản đám Mạc Phàm, không phải vì tốt cho Bạch Tiểu Tuyết, mà vì cô ta. Đối tượng Tống gia cầu hôn Viên gia vốn là cô ta đã chuẩn bị xong trở thành phu nhân con dâu của Tống gia rồi. Kết quả Viên gia bọn họ mới đạt được một tin vô cùng thần bí từ Tống gia, bỗng nhiên đối tượng Tống gia cầu hôn biến thành Bạch Tiểu Tuyết đằng ngoại Viên gia, một người không thường lui tới với Viên gia. Phải biết rằng Tống gia như đế vương ở Hồng Kông, địa vị còn cao hơn Long Hoa hội thủ đô. Phu nhân Tống gia bị thay đổi, cảm giác này giống như rõ ràng sắp ngồi lên vị trí hoàng hậu, nắm trong tay Đông Cung, lại bị người ta cướp đi. Thứ thuộc về cô ta bị người ta đoạt đi,
còn là một người phụ nữ không bằng cô ta, sao cô ta có thể cam tâm? Các người chuẩn bị làm thế nào, bây giờ đi vào, hay là rời đi, tôi nể mặt cô là con gái của cô út mới nói cho cô những chuyện này, cô suy nghĩ cho kỹ, các người tiến vào không thể ra được đâu. Viên Thiên Tâm tránh đường, lạnh giọng hỏi, dáng vẻ như thật sự vì Tiểu Tuyết. Lông mày Tiểu Tuyết nhíu lại, nhìn cửa lớn Viên gia, lộ ra vài phần do dự. Mạc Phàm đã làm quá nhiều vì cô, nếu không phải lão gia tử Viên gia ông ngoại cô tự tay viết thư, cô thật sự không muốn. Chúng tôi sẽ không để Tống gia thực hiện được, Tiểu Tuyết sẽ không gả cho Tống gia, cô không cần vì chuyện này mà ghen ghét Tiểu Tuyết, chuyện này không có lợi với cô. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt một tiếng. Hắn không nói gì nữa, bốn người tiếp tục đi vào trong biệt thự Viên gia. Trên đời này sẽ không tự nhiên có miếng thịt rơi xuống, Viên Thiên Tâm làm bộ vì tốt cho Tiểu Tuyết, nhưng trong mắt không che giấu được ghen tị. Hắn không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng lừa được người khác, muốn lừa hắn thì quá khó khăn, không khác lên trời lắm. Còn nữa, hắn tới đây là vì giải quyết chuyện này, đúng lúc người Tống gia cũng ở đây, tránh để hắn lại phải đi tìm người Tống gia. Viên Thiên Tâm nhìn đám Mạc Phàm đi vào, lông mày hơi nhíu lại, lửa giận lập tức lóe lên trong mắt cô ta. Cô ta đã nói thẳng ra vậy, vậy mà đám Mạc Phàm còn đi vào. Được lắm, vậy tôi đợi các người đi vào, bị ném ra ba người. Viên Thiên Tâm dậm chân nói. Đừng nói Mạc gia phái người đại diện tới, cho dù Mạc Phàm đích thân tới, cũng sẽ bị Tống gia và Viên gia bọn họ dẫm thương tích đầy mình. Nơi này không phải Nhật Quốc. Không ai để Mạc Phàm dương oai ở đây. Ở đây Tống gia là trời, Mạc Phàm đến đây cũng vô dụng. Mạc Phàm mới đi vài bước, bỗng nhiên dừng lại. Cô còn không biết cô đang nói chuyện với ai đâu. Nói xong hắn dẫn Tiểu Tuyết vào biệt thự Viên gia. Vẻ mặt Viên Thiên Tâm sửng sốt, nhìn đám Mạc Phàm tiến vào Viên gia, không chỉ không bất giận, trái lại lửa giận trong mắt lại nhiều hơn. Đáng chết! Rất lâu sau, lúc này Phong Sa Tuyết mới kéo nhẹ góc áo Viên Thiên Tâm. Thiên Tâm tỷ, chúng ta có cần đi vào không? Đi vào, đương nhiên phải vào, trái lại chỉ muốn xem đại diện Mạc gia là ai, xem cậu ta hoàn hảo không tổn hao gì rời khỏi Viên gia chúng ta thế nào. Trong mắt Viên Thiên Tâm hiện lên chút ánh sáng lạnh, hai người cũng tiến vào biệt thự Viên gia. Trong phòng khách xa hoa ở biệt thự Viên gia, Viên Phá Quân gia chủ Viên gia ngồi trên chủ vị. Bên trái là mấy người đàn ông trung niên có vài phần tương tự. Viên Phá Quân mặc trang phục thời Đường, trong đôi mắt chớp lóe tinh quang, khiến cho người ta có cảm giác như cao nhân thế ngoại. Bên phải là cha con Tống gia mặc tây trang xa xỉ, Tống Thiên Dưỡng và Tống Gia Tuấn. Lão Tống, ông quá khách sáo rồi, vậy mà tự mình đến Viên gia chúng tôi, Tiểu Tuyết chỉ là biểu tiểu thư của Viên gia chúng tôi mà thôi. Viên Cự Môn người đàn ông ngồi thứ năm bên tay trái Viên Phá Quân nhìn người trong phòng, cười nói. Tuy ông ta nói như vậy, nhưng trong mắt lại tràn đầy đắc ý. Chuyện cầu hôn, với thân phận của Tống Thiên Dưỡng hoàn toàn không cần đến, chỉ cần phái người đến là được. Ông ta tự mình tới, đủ để thấy mặt mũi Viên gia bọn họ lớn bao nhiêu. Tống Thiên Dưỡng cười khẽ, liếc mắt nhìn Tống Gia Tuấn ở bên cạnh. Chú hai quá khách sáo rồi. Ai chẳng biết Viên gia là phong thủy bảo địa nổi danh ở Hồng Kông, ở bên trong lâu có thể sinh ra chín mạng, người bình thường muốn vào còn chẳng được, cha cháu cũng như cháu, chuyện như vậy, sao ông ấy có thể bỏ qua? Tống Gia Tuấn giống như nói đùa cười nói. Anh ta mới mở miệng, một đám người Viên gia lập tức nở nụ cười. Gia Tuấn không hổ là càng thiếu của Hồng Kông chúng ta, nam tước người thân của nữ vương Anh Quốc, nói chuyện đúng là khác. Tiểu tử Viên gia chúng tôi thật sự kém cháu xa vạn dặm. Viên Phá Quân cười nói. Tuy là phê bình hậu bối nhà mình, nhưng trên mặt tràn đầy thỏa mãn. Hàng năm Hồng Kông đều có một số hoạt động bình chọn, ví dụ như Cảng Tỷ, trải qua bình chọn Cảng Tỷ không thành minh tinh thì gả cho nhà giàu có, ít có người Hoa Hạ không biết. Biết Cảng Thiếu nhiều hơn Cảng Tỷ một chút, bởi vì lựa chọn Cảng Thiếu không phải ai cũng có thể tham gia như Cảng Tỷ. Thứ nhất Cảng Thiếu phải là nhà giàu có siêu cấp ở Hồng Kông, hơn nữa người được đề cử tất phải là thanh niên kiệt xuất ở Hồng Kông, có được danh dự xã hội rất cao ở Hồng Kông, như vậy mới có thể thành người được đề cử. Cảng Thiếu được lựa chọn 3 năm một lần, sau khi trải qua lựa chọn sàng lọc nghiêm khắc, nhân tài sẽ trở thành Cảng Thiếu. Trong số những Cảng Thiếu trong lịch sử, 10 người thì 8 người trở thành Cảng Đốc hay vị trí có vẻ hiển hách, cho nên hàm kim lượng rất cao.
chú phá quân khách sáo rồi, thiên đồ, thiên dực đều là người thích hợp cho vị trí cảng thiếu, chỉ là vận khí của cháu tốt hơn, lại có người cha giàu có, chú không nghe người ta nói sao, cảng thiếu này đều là do cha cháu dùng tiền mua. Tống Gia Tuấn nói đùa. Dùng tiền mua, ai dám nói như vậy, tôi xé miệng kẻ đó, người Viên gia chúng tôi bại bởi cháu, sao có thể chỉ dùng tiền. Viên Phá Quân cười nói. Trong phòng lại tràn đầy tiếng cười. Lão Viên, ông xem chuyện Gia Tuấn và Tiểu Tuyết thế nào. Cười xong, Tống Thiên Dưỡng bưng chén trà lên hỏi. Chuyện này sao? Một đám người Viên gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai nói chuyện. Đại ca, tuy cửu muội mất, Bạch gia đi xuống không có biện pháp bảo vệ Tiểu Tuyết, nhưng chuyện này vẫn nên hỏi ý kiến của Tiểu Tuyết thì hơn. Nếu Tiểu Tuyết thật sự tâm đầu ý hợp với Mạc Phàm kia, chúng ta ép Tiểu Tuyết cũng không được tốt lắm. Trong một đám người Viên gia, một mỹ thiếu phụ tóc ngắn mở miệng. Chuyện này sao? Trên mặt Tống Thiên Dưỡng lộ ra vẻ khó coi, dù sao ông ta cũng là gia chủ Tống gia, trong chớp mắt khôi phục như thường. Lão Viên, chuyện này cha tôi đã công đạo cho tôi rồi, cũng là ý của lão gia tử Viên gia, ông không thể để tôi về tay không được. Yên tâm đi, lão Tống, đại ca của tôi đều có chủ trương, lệnh của cha mẹ, bà Mai làm mối, cửu muội mất, Bạch gia suy sút thành bộ dạng hiện giờ, tất nhiên hôn sự của Tiểu Tuyết sẽ do chúng tôi quyết định, cho dù Mạc Phàm Mạc gia muốn kết hôn với Tiểu Tuyết cũng không dễ như thế. Viên Cự Môn xen miệng nói. Có những lời này của lão đệ Cự Môn, vậy tôi an tâm rồi, tôi đợi đón cô con dâu này qua cửa, những xính lễ kia, hay là chúng ta xem trước nhé. Tống Thiên Dưỡng đặt chén trà xuống, nhìn xính lễ mà bọn họ mang tới. Chuyện này thì đừng sốt ruột, đợi Tiểu Tuyết quay về Viên gia chúng tôi, nhìn thành ý của Tống gia, nói không chừng sẽ thay đổi chủ ý, đến lúc đó xem cũng không muộn. Viên Phá Quân mỉm cười nói. Chú Phá Quân, không biết khi nào Tiểu Tuyết quay về. Tống Gia Tuấn nho nhã lễ độ hỏi. Chúng tôi đã gửi thư đến Mạc gia, chậm thì 2-3 ngày, nhanh thì ngày mai sẽ đến, thư của cha tôi. Hẳn là Tiểu Tuyết không thể không nghe theo. Viên Phá Quân nói chắc chắn. Ông ta vừa nói xong, một hậu bối Viên gia hốt ha hốt hoảng đi vào. Trái lại Tống Thiên Dưỡng không nói gì thêm, đám Viên Phá Quân nhíu mày, lộ ra vẻ bất mãn. Khắc Cần, kích động như vậy còn ra thể thống gì, không thấy có khách quý ở đây sao? Viên Cự Môn lạnh giọng quát to. Bác hai, Tiểu Tuyết và ba người Mạc gia đến, đã xông vào biệt thự. Bọn họ cũng không lên tiếng, chúng cháu không tiện ngăn cản tiểu biểu muội. Viên Khắc Cần nói. Cái gì? Vẻ mặt người Viên gia khó coi, âm tình bất định. Làm càn, nhà giàu mới nổi đúng là nhà giàu mới nổi, ngay cả một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không biết, bảo người gọi biểu tiểu thư vào xin lỗi Tống tiên sinh và Tống công tử, đánh ba người Mạc gia kia ra cho tôi. Viên Phá Quân đập bàn đứng dậy, tức giận nói. Nếu không có những người khác thì dễ nói. Nhưng Tống Thiên Dưỡng ở đây, mặt mũi bọn họ mất sạch rồi. Chú Viên, chú đừng nóng giận, có khả năng đây chỉ là hiểu lầm. Tống Gia Tuấn vội vàng ngăn cản. Đúng vậy đại ca, anh đừng kích động. Trong mắt Phiên Ngọc Vi Mỹ phụ tóc ngắn kia hiện lên vẻ lo lắng, khuyên. Nếu người Mạc gia hiểu chuyện như Gia Tuấn, chắc chắn tôi sẽ không nói như vậy, nhưng mọi người không nghĩ mà xem kể từ khi tiểu tử Mạc gia kia xuất đạo đã làm những chuyện gì. Viên Phá Quân hừ lạnh một tiếng nói. Bao gồm cả Tống Thiên Dưỡng bên trong, mọi người đều gật đầu. Trên đường Mạc gia quật khởi, gần như đạp máu mà đi. Quân tử động khẩu không động thủ, vị Mạc gia kia ra tay không dùng tài hùng biện, hành động giống như kẻ lỗ mãng. Vị kia của Mạc gia không có giáo dưỡng như thế, người Mạc gia cũng như vậy. Chắc chắn là xảy ra xung đột gì đó với người Viên gia ở cửa vào, người Mạc gia không nói hai lời liền xông vào. Đại ca, em nghĩ nên mở cửu long trận ra, trước kéo ba người Mạc gia đến gần long chi môn, nếu bọn họ dám phản kháng thì dẫn đám người đó vào trong long chi môn, có thể sống sót hay không, phải xem vận may của bọn họ. Trong mắt Phiên Cự Môn lóe lên chút tàn nhẫn, nói. Các vị bớt giận, ngày vui như vậy, nhớ đâu chọc giận vị tàn nhẫn kia của Mạc gia thì không tốt lắm đâu, nếu người Mạc gia đưa Tiểu Tuyết đến, đúng lúc để Tiểu Tuyết xem thành ý của Tống gia chúng tôi có đủ không. Tống Thiên Dưỡng không nóng không lạnh nói, khi nói chuyện không có một chút kính sợ Mạc Phàm. Mạc Phàm sao, người khác sợ cậu ta Viên gia chúng ta sẽ sợ à, bảo bọn họ tiến vào. Viên Phá Quân lạnh lùng nói. Ông ta vẫy tay,
Viên Khắc cần rời đi dẫn đám Mạc Phàm vào. Một đám người ngồi xuống, đợi đám Mạc Phàm đi vào. Chỉ trong phút chốc, đám Mạc Phàm được Viên Khắc cần dẫn vào phòng khách. Bọn họ mới tới cửa, trên mặt Viên Ngọc Phi hiện lên hiền hòa và sủng nịnh, vội vàng đi tới, ôm lấy Tô Hiểu, rất lâu sau mới buông ra. Tiểu Tuyết, đã lâu rồi không gặp, cháu đã lớn như vậy rồi, còn nhớ gì là ai không? Khi nói chuyện trong mắt bà tràn đầy xúc động, giống như nhìn thấy con gái thất lạc nhiều năm của mình. Sau khi mẹ Tiểu Tuyết qua đời, bà từng đến Bạch Gia thăm Tiểu Tuyết vài lần, sau khi đến vài lần, đã bị người Bạch Gia từ chối ở ngoài cửa. Có mấy lần bà định mang Tiểu Tuyết đi, nhưng chồng của bà không phải là gia chủ Phong Gia, không phải là đối thủ của Bạch Gia. Tính đến bây giờ, khoảng chừng hơn 10 năm không gặp rồi. Cháu chào dì, nhiều năm như vậy không đi thương dì và Dược, mọi người có khỏe không? Trong lòng Tiểu Tuyết cảm thấy ấm áp, trong mắt hiện lên chút cảm xúc, lễ phép ân cần thăm hỏi. Xem ra không uổng phí trước đây dì yêu thương cháu vẫn còn nhớ dì, dì ở Phong Gia rất tốt, em họ cháu vô cùng nghịch ngợm, nếu có thể hiểu chuyện giống như Tiểu Tuyết, dì cũng an tâm rồi. Viên Ngọc Phi cười hài lòng nói. Bà vốn lo lắng Bạch Gia quy củ nghiêm ngặt sẽ dưỡng ra Tiểu Tuyết mắc bệnh công chúa, xem ra bà lo lắng thừa rồi. Em họ còn nhỏ tuổi, nghịch ngợm là chuyện rất bình thường, vừa rồi cháu gặp em ấy và Thiên Tâm Tỷ ở cửa, chắc chắn sau này em ấy sẽ là mỹ nhân hiếm có. Tiểu Tuyết cười nói. Sa Tuyết bằng một nửa cháu đã không tệ rồi, không nói những chuyện này nữa, nhanh chào hỏi các cậu cháu đi. Viên Ngọc Phi kéo Tiểu Tuyết đến giữa phòng khách. Tiểu Tuyết chào các cậu, chào chú Tống. Tiểu Tuyết khẽ cúi người, nói. Tống Thiên Dưỡng không chỉ có thủ phủ ở Hồng Kông, cũng là người có lực ảnh hưởng ở Hoa Hạ, là nhân vật thường xuất hiện trên bảng Forbes. Trước đây cô từng gặp Tống Thiên Dưỡng rồi, tuy đã nhiều năm rồi không gặp, tất nhiên vẫn còn nhớ rõ. Vậy mà Tiểu Tuyết vẫn nhận ra chú, không hổ là biểu tiểu thư của Viên gia, đại tiểu thư của Bạch gia. Tống Thiên Dưỡng nhìn Tiểu Tuyết, mí mắt khẽ nâng lên, trong mắt lóe lên chút dị sắc, cười hiền hòa nói. Lúc trước ông ta không chú ý Bạch Tiểu Tuyết lắm, dù sao Bạch gia không nằm trong top 10 gia tộc đứng đầu Giang Nam, ông ta thân là gia chủ Tống gia, sao có thể để ý. Nhưng hôm nay vừa gặp, không thể không nói, dáng vẻ của Bạch Tiểu Tuyết rất được. Ông ta từng gặp không ít thiên kim thế gia Hoa Hạ, thậm chí là con nối dòng của vương công quý tộc, không có mấy người có thể so được với Tiểu Tuyết. Trước mắt Tống Gia Tuấn thì càng sáng lên, hoàn toàn bị Tiểu Tuyết hấp dẫn. Viên Thiên Tâm đã rất được, nhưng vẫn kém xa Tiểu Tuyết. Anh ta vốn có chút kháng cự với mối hôn nhân chính trị này, dù sao cũng là cô gái chưa từng gặp, trông như thế nào anh ta còn không biết. Nhưng từ lúc nhìn thấy Tiểu Tuyết, anh ta đánh mất hoàn toàn kháng cự rồi. Trái lại sắc mặt đám Viên Phá Quân, Viên Cự Môn khó coi, giống như giông bão sắp tới. Dầm! Tiểu Tuyết, cháu còn biết mấy người cậu này sao? Viên Cự Môn vỗ bàn nói. Ông ta vừa mở miệng, bầu không khí vốn đang náo nhiệt, trong chớp mắt lạnh xuống. Lúc này Viên Thiên Tâm và Phong Sa Tuyết đi tới. Hai người cảm nhận được bầu không khí gió thổi mưa giông trước cơn bão, Phong Sa Tuyết nhút nhát lặng lẽ đứng sang một bên. Viên Thiên Tâm thì hơi nhếch miệng lên, cô ta đã từng ngăn cản Bạch Tiểu Tuyết, lần này có trò hay để coi rồi đây. Nhị ca, Tiểu Tuyết vừa mới về, anh đừng dọa con bé. Trên mặt Viên Ngọc Phi lộ ra chút xấu hổ, khuyên. Dọa con bé, bọn anh đâu dám, con bé bám được vị kia của Mạc gia, trái lại dọa đến anh đó. Vậy mà dám mang người Mạc gia xông vào biệt thự Viên gia chúng ta, chuyện như vậy chưa từng xảy ra nhiều năm rồi. Viên Phá Quân bưng chén trà lên, lạnh lùng nói. Viên gia bọn họ là nơi nào, ở trong mắt quý tộc là phủ thiên sư, trong mắt người bình thường là phủ đệ của tiên nhân. Có một số người đến gần Viên gia, thậm chí đều lạy Viên gia từ xa, cầu được một chút linh khí. Từng có người cùng đường quỳ lạy Viên gia bọn họ, cùng ngày đó dùng số tiền còn sót lại mua xổ số. Kết quả là chúng tiền thưởng cao hôm đó. Một người khác dám đi vệ sinh trước cửa Viên gia bọn họ, không lâu sau, không chỉ vợ chạy theo người khác, đánh bạc ngay cả nhà cũng vào tay người khác. Cho nên ở Hồng Kông không có mấy ai dám bất kính với biệt thự Viên gia, càng không có ai dám xông vào Viên gia. Đã nhiều năm qua đi không có ai dám xâm nhập Viên gia. Chuyện này, Viên Ngọc Phi không biết nói gì, mắt bà khẽ đảo, kéo quần áo Tiểu Tuyết. Cho dù có hiểu lầm,
quả thật đám tiểu tuyết không nên xông vào viên gia. Đổi lại là những người khác, không phải bị ném ra ngoài, thì bị giam ở bên trong cửu long trận rồi. Tiểu tuyết, nhanh nhận sai với cậu cháu đi. Các cậu, là tiểu tuyết quá lỗ mãng, mong các cậu bớt giận, tiểu tuyết nhận tội với mọi người ở đây. Tiểu tuyết không từ chối, nhu thuận nói. Đại ca, tiểu tuyết đã nhận sai rồi, anh xem hay là chuyện này bỏ qua như vậy nhé. Viên Ngọc Phi cười khẽ nói. Bỏ qua, bọn anh không dám, bảo con bé xin lỗi bọn anh, nhớ đâu để Mạc Phàm biết, nói không chừng sẽ diệt cả nhà viên gia chúng ta. Viên Tham Lang ngồi bên cạnh viên Cự Môn, một người đàn ông để râu cá chê cười mỉa nói. Cậu thấy thế này tiểu tuyết à, cháu vẫn nên quay về Giang Nam thì hơn, chúng tôi sẽ coi như không có đứa cháu ngoại này. Một người khác không nóng không lạnh nói. Đúng vậy. Một người khác phụ họa. Mấy người ngươi một câu ta một câu, lập tức khiến tiểu tuyết đi cũng không phải mà ở cũng không phải. Mạc Phàm hơi hít mắt lại, sắc bén lóe lên. Cách đó không xa, Tống Gia Tuấn nhíu mày, anh ta vừa định mở miệng, lại bị Tống Thiên Dưỡng ngăn cản. Đại ca, tiểu tuyết chỉ là đứa bé, các anh muốn ép một đứa bé như vậy sao? Viên Ngọc Phi hơi bất mãn nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đều là người một nhà, còn là đứa bé, hoàn toàn không cần phải so đo như vậy. Bát muội, ý của em là bọn anh cố ý gây khó dễ cho tiểu tuyết sao? Ánh mắt Viên Cự Môn lạnh lẽo, lạnh giọng hỏi. Viên Ngọc Phi định mở miệng, lại bị Phong Chính Hào ở bên cạnh giữ chặt. Nhị ca, Ngọc Phi không có ý này, hay là như vậy, phải làm thế nào thì mọi người mới tha thứ cho tiểu tuyết? Mọi người cứ nói với con bé, dù sao cũng là con gái của tiểu muội, tiểu tuyết không đúng thì không đúng, dù sao cũng luôn là người một nhà. Phong Chính Hào cười nói. Chuyện này thì rất đơn giản, nếu sai thì cứ dựa theo gia pháp viên gia xử trí, dựa theo gia pháp nên trừng phạt thế nào, Cự Môn. Trong mắt Viên Phá Quân hiện lên chút sắc lạnh, hỏi. Người Mạc gia dám xông vào, vậy trả lại từ người tiểu tuyết đi, để cho bọn họ biết đây là viên gia không phải Mạc gia Giang Nam. Dựa theo gia pháp, tiểu tuyết nên bị đánh 30 gậy, nhưng thấy con bé là đứa bé không hiểu chuyện, quỳ xuống kính trà xin lỗi mọi người ở đây. Còn đảm bảo sau này không tái phạm nữa, như vậy đã là nể mặt cửu muội và là hình phạt nhẹ nhất rồi. Viên Cự Môn lạnh lùng nói. Ông ta vừa nói xong, không ít người nhíu mày. Tiểu tuyết mới quay về viên gia, rốt cuộc vì sao mấy người xông vào còn chưa biết, viên gia đã đối xử với tiểu tuyết như thế, thật sự hơi quá đáng, đây rõ ràng là dùng tiểu tuyết để ra oai với Mạc gia. Hiện ra Mạc gia đang đứng đầu ngọn gió, nếu người nào dẫm được Mạc gia một cái, tuyệt đối có thể nổi tiếng. Bởi vì Mạc Phàm gây thù với vô số người, có không biết bao nhiêu người đợi Mạc Phàm bị dẫm lên. Thấy một màn như vậy, Viên Thiên Tâm hơi nhếch miệng cười đắc ý. Ở Giang Nam thì không sao, có Mạc Phàm chống lưng, ai có thể làm gì cô ta, lần này thì hay rồi, vừa vào cửa đã phải quỳ xuống. Cậu, là hai bảo vệ canh cửa muốn đuổi tiểu tuyết tỷ đi, cho nên bọn họ mới xông vào, có thể không để tiểu tuyết tỷ quỳ xuống không? Phong Sa Tuyết lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói. Bưng trà thì được, quỳ với nhiều người như vậy, đầu gối sẽ đau như thế nào? Sa Tuyết im miệng, đến lượt con nói chuyện với cậu à? Phong Chính Hào chau mày, lạnh giọng quát bảo im miệng. Phong Sa Tuyết không biết vì sao đám Viên Phá Quân lại làm như vậy, nhưng ông ta đã sớm phát hiện, lúc này nói gì với viên gia cũng vô dụng. Chỉ sợ tiểu tuyết không thể thoát khỏi quỳ. Nhưng đường đường là viên gia vì dẫm lên Mạc gia như mặt trời ban trưa, vậy mà ra tay với cháu ngoại mình, đúng là quá ác độc. Chỉ sợ viên gia gọi tiểu tuyết quay về, cũng không đơn giản như thế. 2. Phong Chính Hào ngầm thở dài, liếc mắt nhìn tiểu tuyết đầy thương hại. Tiểu tuyết mất mẹ từ nhỏ đã đủ khổ rồi, lại gặp phải hai gia tộc vô tình vô nghĩa như Bạch gia và viên gia, mệnh số trêu người. Tiểu tuyết, hay là... Trong mắt Viên Ngọc Phi lộ ra chút khổ sở, bất đắc dĩ khuyên. Bà xuất thân từ viên gia, từ nhỏ đã học trăm thứ, tất nhiên không phải kẻ ngốc, lúc trước bà không nhìn ra vấn đề, trải qua Phong Chính Hào lôi kéo, bà dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng hiểu rõ tình huống là gì. Nghe lời Viên Ngọc Phi nói, Viên Cự Môn nhướng mày lên, vẫy tay với thị nữ ở bên cạnh. Thị nữ kia xoay người rời đi, một lát sau đã bưng khay trà đến bên cạnh tiểu tuyết. Biểu tiểu thư, ý của cô là... Lông mày tiểu tuyết nhíu lại, cô vừa định mở miệng.
A Hào nổi giận gầm lên một tiếng, linh khí như long trên người lập tức xuất hiện, kình phong nhấc lên, lực lượng khủng bố dao động bao trọn toàn bộ phòng khách ở trong. Bảo Bạch tiểu thư quỳ xuống bưng trà, chỉ dựa vào các người xứng sao, các người muốn chết à. Trên vách tường trong phòng khách, từng mảng văn tự như chữ phạn lập tức sáng lên, bao trọn phòng khách lại, vẻ mặt không ít người thay đổi. Tiên thiên đỉnh phong. Trong mắt phiên cự môn chớp lóe tinh quang, liếc mắt nhìn A Hào một cái nói. Tinh khí thần trên người A Hào đã đến cảnh giới viên mãn, còn thiếu chút nữa là có thể tam hoa tụ đỉnh, bão nguyên quy nhất, đạt thành tựu thần cảnh, rõ ràng là cao thủ tiên thiên đỉnh phong dưới một người. Chẳng trách dám xông vào viên gia chúng tôi, hóa ra là dẫn theo cao thủ bên cạnh Mạc Phàm, đúng là chúng tôi không xứng, vậy mời các người về đi. Viên Phá Quân bỏ chén trà xuống, cười mỉa nói. Chính ông ta cũng là tiên thiên tông sư, nếu luận về thực lực ông ta còn không bằng A Hào. Nhưng đối mặt với khí tức của A Hào, ông ta vẫn vững như núi Thái Sơn ngồi đó. Tiên thiên đỉnh phong thì thế nào, ở biệt thự viên gia thì không khác gì gà đất chó kiểng. Quay về, bảo chúng tôi quay về cũng được, các người quỳ xuống bưng trà cho Bạch tiểu thư chúng tôi sẽ suy xét. A Hào tức giận nói. Mạc Phàm đồng ý với Bạch tiểu thư sẽ không nổi giận với người viên gia, nhưng đám người này lại trêu tức Bạch tiểu thư. Anh ta thân là cận vệ bên cạnh Mạc Phàm sao có thể chịu được. Nhưng A Hào mới mở miệng, người viên gia không chỉ không tức giận, trái lại còn nở nụ cười. Tên ngốc này ở đâu ra vậy? Một thị nữ che miệng cười nói. Viên Thiên Tâm lại càng ôm bụng nở nụ cười, giống như nhìn thấy một tên hai lúa mới tiến vào thành phố lớn muốn đi toilet mà không biết phân biệt toilet nam nữ, gấp đến mức ôm quần. Nhà giàu mới nổi đúng là nhà giàu mới nổi. Sau này sẽ không có thành tựu lớn. Sắc mặt Phong Chính Hào, Viên Ngọc Vi khó coi, lắc đầu thở dài. Vẻ mặt Phong Sa Tuyết khó hiểu, không thể hiểu vì sao mọi người lại cười. Lưu Nguyệt Như cũng nhíu mày, đôi môi đỏ mọng mím chặt, giống như cởi sạch đồ bị người vây xem cười nhạo. A Hào nhìn như đang bảo vệ Tiểu Tuyết, thực ra là làm ngược lại. Cho dù Viên gia đối xử không tốt với Tiểu Tuyết, cũng là nhà ngoại của Tiểu Tuyết, nhà mẹ đẻ của Tiểu Tuyết. A Hào bảo người viên gia quỳ xuống bưng trà với Tiểu Tuyết, cho dù viên gia nguyện ý, Tiểu Tuyết cũng không chịu nổi. Bảo người viên gia chúng tôi quỳ xuống bưng trà cho Tiểu Tuyết, được đó, vậy để tôi trước, không biết Tiểu Tuyết có dám nhận hay không. Viên Thiên Tâm cười đi đến bên cạnh thị nữ, bưng một chén trà lên hỏi. Trên khuôn mặt tinh xảo đều là trêu tức. A Hào cũng biết là mình lỡ lời, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Mắt Mạc Phàm đóng lại, khi mở ra thì lửa giận tràn đầy trong mắt hắn. Không đợi hắn mở miệng, Tiểu Tuyết giống như cảm nhận được lửa giận của Mạc Phàm, cố nặn ra tươi cười vui vẻ nhìn Mạc Phàm, một đạo thần niệm truyền vào đầu hắn. Đã quên anh từng đồng ý với em gì sao? Lúc này ngọn lửa trong mắt Mạc Phàm mới thu lại, trước khi tiến vào phòng khách viên gia hắn đã đồng ý với Tiểu Tuyết không ra tay, không tức giận, Tiểu Tuyết sẽ không cố hỏi chuyện của Dạ Tình. Dù sao quan hệ giữa hắn và Dạ Tình rất đặc biệt, mà không thể nói với Tiểu Tuyết chuyện kiếp trước. Nếu không vì nguyên nhân này, lúc Viên Cự Môn mở miệng, hắn đã ra tay rồi. Viên gia dẫm hắn thì được, nhưng không thể ra tay với Tiểu Tuyết, đó là muốn chết. Hắn thu lại tức giận, hai đạo thần niệm lần lượt truyền vào đầu A Hào và Lưu Nguyệt Như. Tiểu nha đầu, cô thật sự muốn quỳ xuống sao, cho đến bây giờ nông dân chúng tôi chưa từng nói dối, nếu cô muốn. Tôi có thể khiến cô quỳ cả đời. A Hào thu lại quyền kình hình rồng lên trên người, trầm giọng hỏi. Một câu vang lên, tươi cười trên mặt Viên Thiên Tâm cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch, thân thể không tự chủ được run rẩy, giống như bị chân long tiếp cận. Cộp cộp, Viên Thiên Tâm lùi về sau liên tục hai bước, không cẩn thận làm rơi chén trà trong tay xuống, dập nát, nước trà đầy đất. Đám Viên Phá Quân nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Các hạ, cậu bắt nạt con gái tôi như vậy, là cảm thấy viên gia chúng tôi không có ai sao? Viên Văn Khúc lão ngũ viên gia lạnh giọng hỏi. Đúng lúc này, Lưu Nguyệt Như đi ra. Viên tiên sinh quá khiêm tốn rồi, viên gia đứng đầu về thuật pháp, phong thủy, ngôi sao sáng trong giới huyền học, sao có thể không có cao thủ, theo tôi được biết thất tinh tử nổi tiếng trên thiên bảng thế giới là lão gia tử viên gia đúng không? Lưu Nguyệt Như không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đám Viên Phá Quân nhíu mày, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Lưu Nguyệt Như. Thất tinh tử là Viên Trọng Dương cha bọn họ,
nhưng đây là bí mật của Viên gia, ít có ai biết, vậy mà mỹ phụ này mở miệng nói ra. Bà là ai? Viên Phá Quân nheo mắt lại, hỏi. Tôi là ai không quan trọng, Viên gia chủ biết tôi là người Mạc gia được rồi, vừa rồi là A Hào kích động tôi xin lỗi các ông thay cậu ấy, nếu Viên gia bảo một hạ nhân Mạc gia như tôi quỳ xuống xin lỗi, trái lại tôi không có ý kiến, nhưng các ông bảo Bạch tiểu thư nhà chúng tôi quỳ xuống xin lỗi, tôi cảm thấy như vậy là không đúng. Hửm, không ít người Viên gia nhíu mày, ở Viên gia cũng dám nghi ngờ Viên gia, buồn cười. Viên Phá Quân nhíu mày, liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt Như với vẻ kỳ lạ. Không đúng chỗ nào. Thứ nhất, Viên gia đứng đầu trong giới thuật pháp ở Hồng Kông, không phải gia tộc không hiểu đạo lý, tuy Mạc gia chúng tôi mới bộc lộ tài năng, không phải không biết chút cấp bậc lễ nghĩa, trước khi chúng tôi và Bạch tiểu thư tới Hồng Kông, đã phái người nói cho Viên gia biết, hành trình cụ thể cũng đã nói với Viên gia, tuy Bạch tiểu thư là bà con của Viên gia, nhưng Viên gia cũng không đến mức không có chút chuẩn bị, ngay cả hai bảo vệ canh cửa đều có thể đuổi chúng tôi đi. Lưu Nguyệt Như không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nếu trước khi bọn họ tới không nói cho Viên gia biết, bị Viên gia chặn ở ngoài cửa cũng rất bình thường. Ngày hôm qua bọn họ đã phái người nói cho Viên gia, còn nhận được hồi âm của Viên gia. Bà vừa nói những lời này, sắc mặt Viên Văn Khúc và Viên Thiên Tâm hơi khó coi, trong mắt hiện lên chút dị sắc, lập tức khôi phục như thường. Các người nói với Viên gia chúng tôi thì thế nào, mỗi ngày Viên gia chúng tôi có nhiều người lui tới như vậy, luôn luôn lơ là, dù sao chỉ là tiểu bối đằng ngoại, cần cậu tự mình đi đón sao, Tiểu Tuyết. Viên Văn Khúc lạnh giọng hỏi. Tiểu Tuyết không dám. Trong mắt Tiểu Tuyết hiện lên chút đau đớn, cúi đầu nói. Cậu cho cháu cũng không dám. Viên Văn Khúc hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Để cậu đi đón cháu ngoại, trừ phi cháu ngoại giống như Hoàng hậu Hoàng Phi, nếu không tuyệt đối không có đạo lý này. Viên tiên sinh tự mình nghênh đón thì không cần, quả thật Viên gia cũng có thể lơ là, nhưng xem ra Viên gia chủ biết Bạch tiểu thư chỉ là cháu ngoại, nếu là cháu ngoại, thì không phải người Viên gia, cho nên cho dù chúng tôi xông vào Viên gia, Bạch tiểu thư có sai, cũng không đến mức dùng gia pháp đúng không? Lưu Nguyệt Như cười nói tiếp. Vẻ mặt Viên Văn Khúc khó coi, lập tức không biết nên nói gì. Tiểu Tuyết là cháu ngoại, những lời này là ông ta nói, đây là ông ta tự đào hố chôn mình rồi. Lúc này ông ta sửa lại, không khác gì vả vào mặt mình. Ai nói cháu ngoại thì không phải chịu gia pháp của Viên gia, chỉ cần có huyết mạch Viên gia hơn nữa còn phạm sai lầm, đều phải chịu gia pháp của Viên gia. Viên Cự Môn vỗ tay vịn cái ghế, đứng dậy nói. Cha con Tống Thiên Dưỡng đang ở đây, bọn họ muốn dẫm Mạc gia để ra oai, sao có thể để một tiểu phụ nhân khuấy đảo mà thất bại. Hóa ra là như vậy, không phải không họ Viên thì không cần xử trí theo gia pháp Viên gia, nói như vậy, quả thật Bạch tiểu thư chúng ta nên bị xử phạt, Bạch tiểu thư, xem ra cô không thoát khỏi chuyện quỳ xuống kính trà rồi. Lưu Nguyệt Như hơi nhếch miệng, giống như là xem đùa vui, nói với Bạch tiểu tuyết. Sai thì sai rồi, Tiểu Tuyết nên bị phạt. Cảm ơn dì Lưu đã biện giải thay Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết thản nhiên nói. Chuyện này, A Hào và Phong Sa Tuyết nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Vòng một vòng vẫn là phải xin lỗi, đây là chuyện gì thế này? Cha con Tống Thiên Dưỡng và vợ chồng Phong Chính Hào nhíu mày, ánh mắt nhìn đám Mạc Phàm lại kỳ hơn nhiều. Viên Cự Môn, Viên Văn Khúc và người Viên gia nhướng mày, vẻ đắc ý xuất hiện trên mặt lần nữa. Một vai phụ cũng muốn đấu với bọn họ. Còn kém xa. Nếu nhận sai, vậy còn đợi gì nữa, quy củ của Viên gia rất nghiêm ngặt, đừng ôm bất luận tâm lý may mắn gì đó. Viên Cự Môn như trưởng bối giáo huấn hậu bối, nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Tuyết vô cùng bình tĩnh, muốn đi lên bưng trà, lại bị Lưu Nguyệt Như cắt ngang. Đương nhiên là đợi người sai trước chịu gia pháp Viên gia, Bạch tiểu thư chúng tôi mới bị phạt. Lưu Nguyệt Như cười nói. Người sai trước gì chứ? Mắt Viên Cự Môn nheo lại, hỏi. Bởi vì Viên gia lơ là, dẫn tới không ai biết chuyện Bạch tiểu thư tới Viên gia, sai lầm này dẫn tới Bạch tiểu thư phạm phải sai lầm, vừa rồi Viên nhị tiên sinh nói quy củ của Viên gia nghiêm ngặt, không thể ôm tâm lý may mắn, chẳng lẽ chỉ nhằm vào mình tiểu bối cháu ngoại, người một nhà Viên gia lơ là thì có thể bỏ qua, như vậy không hay lắm đâu, nếu chuyện này truyền ra thanh danh của Viên gia sẽ bị tổn hại mất. Lưu Nguyệt Như nói. Viên Cự Môn nhíu chặt mày, trong mắt chớp lóe sắc bén. Ông ta không phải kẻ ngốc, vừa rồi ông ta không biết vì sao Lưu Nguyệt Như đột nhiên từ bỏ vùng vẫy,
hiện giờ có thể không biết sao. Vừa rồi chỉ là một cái hố, thành công dụ ông ta rơi vào cái hố này. Tình huống hiện giờ là, nếu xử lý Tiểu Tuyết, nhất định phải xử trí người Viên gia trước. Tiện, Viên Cự Môn còn chưa nói hết câu, đã bị Viên Phá Quân cắt ngang. Cự Môn, im miệng. Bốn chữ đơn giản nhưng mang theo uy áp rất lớn, khiến Viên Cự Môn nuốt những lời muốn nói xuống. Viên Cự Môn trừng Lưu Nguyệt như một cái, nổi giận đùng đùng ngồi xuống. Bà là ai? Viên Phá Quân rời mắt nhìn Lưu Nguyệt Như, hỏi. Lúc ông ta nói chuyện, áp lực vô hình như một ngọn núi đè lên người Lưu Nguyệt Như. Lưu Nguyệt Như hơi nhếch miệng nở nụ cười quyến rũ, cho dù là đối phó gia chủ Viên gia thế hệ này, bà cũng không có một chút sợ hãi. Tôi chỉ là một quản lý nhỏ ở xưởng dược Mạc gia, may mắn được Mạc tiên sinh lựa chọn đại diện cho Mạc gia tới Viên gia nói chuyện hôn sự giữa Mạc tiên sinh và Bạch tiểu thư, không cần nhắc đến tên cũng được, gia chủ Viên gia chỉ cần biết tôi là nhân vật nhỏ bé được rồi. Nghe Lưu Nguyệt Như nói vậy, trên mặt Viên Cự Môn và Viên Văn Khúc đau xót, giống như bị người ta tát một cái trong vô hình. Một nhân vật nhỏ bé của Mạc gia, đều có thể khiến Viên gia bọn họ không có lực đánh trả, vậy Viên gia bọn họ là cái gì? Tôi không có hứng thú biết tên của bà, các người tới làm gì tôi cũng không có hứng thú, nhưng nếu bà biết mình là người Mạc gia, thì có tư cách gì nhúng tay vào chuyện của Viên gia chúng tôi? Mạc gia đã cuồng vọng tự đại đến nước này, một hạ nhân cũng có thể duỗi tay đến Viên gia chúng tôi sao? Viên Phá Quân lớn tiếng hỏi. Viên Phá Quân vừa mở miệng, lúc này sắc mặt Viên Cự Môn và Viên Văn Khúc mới tốt hơn một chút. Lão đại nói không sai, đúng vậy, Mạc gia hung hãn như vậy từ khi nào thế? Lưu Nguyệt Như nhíu mày, lộ ra vẻ khó xử. Không thể không nói Viên Phá Quân không hổ là gia chủ Viên gia, chỉ riêng bản lĩnh đã hơn hẳn những đệ tử Viên gia khác. Kết quả chiến đấu vừa rồi của bà, đã bị một câu của Viên Phá Quân phá không còn một mảnh giáp. Bà nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm ở bên cạnh. Mạc Phàm vẫy tay, Lưu Nguyệt Như gật đầu lui ra. Hắn còn chưa mở miệng, đã bị Tiểu Tuyết ở bên cạnh kéo áo. Để em nói đi. Cô tiếp xúc với Mạc Phàm lâu như vậy, hiểu rất rõ về Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm ra mặt, Viên gia sắp gặp tao ương rồi. Dù sao đây cũng là nhà mẹ đẻ của mẹ cô, cho dù thế nào cô cũng không hy vọng Mạc Phàm ra tay với Viên gia. Yên tâm đi, anh đã đồng ý với em thì cho dù thiên băng địa liệt cũng sẽ không thay đổi. Mạc Phàm nhìn Tiểu Tuyết, cười nói. Nếu hắn đồng ý với Tiểu Tuyết, sẽ giống lúc trước không ra tay với Bạch gia, cũng sẽ không ra tay với Viên gia. Được rồi. Tiểu Tuyết gật đầu, buông lỏng áo Mạc Phàm ra. Mạc Phàm tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Viên Phá Quân. Viên Phá Quân đúng không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Viên Phá Quân bưng chén trà lên, lắc đầu. Một người không được, lại đổi một người khác. Ông ta không ngại chuyện bị người ta gọi thẳng tên, cũng chẳng muốn hỏi tên Mạc Phàm. Đúng vậy, các người còn bản lĩnh gì thì cứ việc lấy ra. Lấy bản lĩnh sao, chỉ sợ Viên gia ông không đỡ được, nhưng có một chuyện tôi có thể nói cho ông, Mạc gia không những duỗi tay đến Viên gia được, còn có thể đưa chân đến Hồng Kông, dẫm nát Viên gia ông dưới chân. Mạc Phàm không nóng không lạnh nói. Rõ ràng chỉ là một gia tộc thanh danh hiển hách ở Hồng Kông, ở trong mắt hắn không khác gì dẫm chết con kiến. Chỉ là một Viên gia mà thôi, tuy là đại sư, nhưng dựa vào chút bản lĩnh đó đã muốn dẫm Mạc gia hắn, nghĩ đơn giản quá rồi. Không nói đến hắn ra tay, cho dù là A Hào hiện giờ, cũng có thể hủy Viên gia ngược đáy lên trời dễ dàng. Dẫm lên Viên gia tôi, được đó, vậy cậu thử xem. Người đàn ông cường tráng nhất trong đám Viên Văn Khúc trầm giọng nói. Ông ta vừa đứng dậy, vài người cũng đứng dậy theo, nổi giận đùng đùng nhìn Mạc Phàm. Một tên tiểu tử còn nhỏ tuổi, khẩu khí đúng là không nhỏ. Viên gia bọn họ có cơ nghiệp hơn 1000 năm, nói dẫm là có thể dẫm được sao? Viên Phá Quân khẽ nhớn mày lên, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. À, phải không, trái lại tôi muốn nhìn xem hôm nay các người dẫm như thế nào. Tay ông ta hơi dùng lực, chén trà trong tay lập tức vỡ nát. Nước trà còn sót lại bên trong trực tiếp biến thành hơi nước bay về phía trước. Trên vách tường xung quanh, phản văn màu vàng lại sáng lên. Những phản văn này vừa sáng lên, giống như còn sống, nhanh chóng phân bố ra, giống như văn tự tạo thành kim long bơi ra bốn phía. Nhìn thấy những phản văn này, người Viên gia ở xung quanh Mạc Phàm lộ ra vẻ sợ hãi,
nhao nhao lùi về sau, một chút hung ác nham hiểm xuất hiện trên mặt Viên Thiên Tâm. Đây là trận pháp Cửu Long trận mà Viên gia dựa vào để thành danh, trận pháp này do Viên Thiên Chính tổ tiên của Viên gia hợp lực với Lý Thuần Phong đệ tử của ông ta xây dựng, dẫn Cửu Long chi khí ở Cửu Long Sơn, mượn lực ở Cửu Long Sơn và biển rộng mênh mông, trên có thể trấn áp tiên nhân, dưới có thể phong ấn yêu ma, uy lực vô cùng mạnh. Sở dĩ Viên gia có được thanh danh như ngày hôm nay, ngoại trừ tổ tiên Viên gia tích lũy số mệnh và biệt thự phong thủy đặc biệt ra, Cửu Long trận này mới chân chính là thứ khiến người ta e sợ, đây cũng là quân bài chưa lật khiến bọn họ không sợ Mạc Phàm. Uy lực của Cửu Long trận còn mạnh hơn chúng thần sơn, chẳng qua là không thể di chuyển giống như chúng thần sơn mà thôi. Cho dù Mạc Phàm đến đây, cũng chỉ có thể thành thật ở bên trong. Nhìn thấy trận pháp này, cha con Phong Chính Hào và Tiểu Tuyết nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Tất nhiên bọn họ nhận ra Cửu Long trận, trận pháp này được Viên Phá Quân mở ra có khả năng sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Nhất là Tiểu Tuyết, rõ ràng là những người khác không nhận ra Mạc Phàm tới, nếu không sao đám cậu cô có thể ngồi yên được. Mạc Phàm mới bước lui các nước, diệt nhiều người ở chúng thần sơn như vậy, đang đứng đầu ngọn gió, các cậu của cô không thể so được, người duy nhất ở Viên gia có thể sánh vai với Mạc Phàm chỉ có Viên Trọng Dương Thiên Sư ông ngoại cô. Lúc này cậu cô mở Cửu Long trận ra, rõ ràng là muốn ra tay. Quả thật uy lực của Cửu Long trận này rất lợi hại, nhưng có thể trấn được Mạc Phàm hay không, cô không biết, nhất là khi cậu cô cách Mạc Phàm gần như vậy. Nếu Mạc Phàm ra tay, có khả năng chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu, trận pháp này không thể có tác dụng gì, ít nhất không chắn được Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn lướt qua Phạn Văn như du long, khẽ nâng mí mắt. Trận pháp này vốn là đồ án lấy ra thứ tương tự quy tắc, do đó khiến mình hay trận pháp phát huy ra lực lượng cường đại. Những lực lượng này cho dù là đạt được thông qua cái gì, đều là mượn lực, lực lượng bản thân người bày trận chỉ là môi giới mà thôi. Trận pháp bình thường chỉ có thể dẫn lực ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, trận pháp cường đại thì có thể khiến sơn hà tái khởi, tinh thần huyễn diệt. Hắn từng thấy một vị pháp sư trận pháp cường đại, lấy niệm khắc trận, lấy tâm diễn trận, khắc họa ra trận pháp trực tiếp sáng tạo một vùng thế giới chân thật. Đầy đủ để thấy đáng sợ của trận pháp này. Vậy mà trận pháp của Viên gia có thể mượn lực Sơn Hải, tuy không được tính là trận pháp vô cùng cao cấp, nhưng lợi hại hơn trận pháp hắn từng thấy. Thậm chí ngay cả chúng thần Sơn có được 7 tầng thiên sứ chúc phúc, phương diện uy lực cũng không bằng trận pháp này. Chỉ sợ người xây trận pháp này, ít nhất có tu vi kim đan kỳ. Chẳng trách Viên Thiên Chính có thể trở thành đại sư huyền học thuật pháp lưu danh thiên cổ, có thể xây dựng trận pháp như vậy. Quả thật đáng được hậu nhân ca tụng. Mạc Phàm nhìn Du Long ở xung quanh, thản nhiên nói. Vậy cậu muốn thu hồi lại những câu kia không? Viên Phá Quân cười khẽ nói. Ông ta vừa nói những lời này, tiếng long ngâm lập tức vang lên, chín phạn văn tạo thành Du Long đang hóa thành một trận pháp phức tạp trên đỉnh đầu đám Mạc Phàm. Lực lượng cường đại lập tức hàng lâm, giống như có 9 con chân long đang bay trên đỉnh đầu bọn họ, khiến toàn thân người ta phát run, hô hấp khó khăn. Thu hồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Nếu Viên Phá Quân không phải cậu của Tiểu Tuyết, ông ta đã là người chết, vốn dĩ không nói được nhiều như vậy. Đây là chỗ dựa của Viên gia các ông sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Phải thì thế nào, mà không phải thì thế nào? Viên Phá Quân lạnh nhạt thản nhiên nói, dáng vẻ vô cùng tin tưởng trận pháp này. Ông ta không biết trận pháp này đối phó Mạc Phàm sẽ thế nào. Nhưng đối phó đám đại diện Mạc gia, sẽ có vấn đề sao? Phải thì chỉ sợ các người thất vọng rồi, không phải thì tốt nhất các người nên chuẩn bị chỗ dựa kỹ hơn để dẫm lên Mạc gia chúng tôi, nếu không thì như châu chấu đá xe, tự gánh lấy hậu quả. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Quả thật trận pháp này rất lợi hại, nếu do một vị thần cảnh khống chế, quả thật có thể làm hắn bị thương. Nhưng đang ở trong tay Viên Phá Quân, giống như đưa một thanh kiếm quang cho đứa bé. Hắn không cần tốn sức phá giải nó. Vậy sao, vậy tôi muốn nhìn xem người Mạc Phàm phái tới có bản lĩnh gì, mà dám nói như vậy. Viên Phá Quân cười khinh thường, một tay kết thành lan hoa chỉ, muốn thôi động lực của Cửu Long trận. Cả phòng khách rơi vào thế dương cung bạt kiếm, bầu không khí vô cùng áp lực. Nói nhiều như vậy, cuối cùng Viên gia vẫn muốn ra tay Mạc Phàm. Đúng lúc này, một tiếng cười to vang lên. Cuối cùng Tống Thiên Dưỡng ngồi ở một bên luôn không nói gì cũng đứng dậy. Hô hô, lão Viên, tôi bảo ông này,
ông đường đường là gia chủ Viên gia lại nói đùa với mấy đứa bé, phong cách quý phái của ông đâu mất rồi, vui đùa thì dừng ở đây đi, nhanh tản trận pháp này đi, tránh dọa sợ mấy đứa bé, nhất là Tiểu Tuyết, ông làm Tiểu Tuyết sợ, ông đi đâu tìm một cô con dâu tốt như vậy cho tôi đây. Tống Thiên Dưỡng cười nói. Viên Phá Quân khẽ cau mày, liếc mắt nhìn Cửu Long trận, áp lực kia lập tức biến mất không còn sót lại gì. Ông ta vốn không định ra tay, rất mất thân phận, nhưng nếu có bậc thang, thì có thể dễ dàng đi xuống rồi. Tống Thiên Dưỡng mở miệng, đúng lúc cho ông ta cơ hội đi xuống. Tống Thiên Dưỡng thấy Cửu Long trận tán đi, cười khẽ. Vậy được rồi, nói đùa cũng phải có mức độ, đúng rồi, nếu Tiểu Tuyết quay về, có phải chúng ta nên xem xính lễ, bàn chuyện hôn ước hay không? Xính lễ? Vẻ mặt Mạc Phàm thì hờ hững, Lưu Nguyệt Như và A Hào nhíu mày, nhìn về phía Tiểu Tuyết. Sắc mặt Tiểu Tuyết hơi đổi, trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Cậu, cháu, Tiểu Tuyết, cháu khoan hãy nói, nếu Tống Tiên Sinh và Tống Công Tử đến đây, cháu cứ xem xính lễ của bọn họ trước rồi nói sau. Viên Phá Quân trầm giọng nói, trong giọng nói đều là ý không được từ chối. Cậu, cháu hơi mệt, nếu mọi người muốn nhìn, tự mình nhìn đi, cháu đi nghỉ trước. Tiểu Tuyết nhíu mày, lạnh lùng nói. Sao thế, đại tiểu thư Bạch gia cao quý đến nước này, ngay cả bồi những trưởng bối như chúng tôi uống trà cũng không chịu sao? Viên Cự Môn âm dương quái khí xen miệng hỏi. Cậu, cháu không có ý này, cháu đã có người trong lòng, cho nên mong cậu chúc phúc cho Tiểu Tuyết. Cũng cảm ơn chú Tống và Tống Công Tử yêu ái, Tiểu Tuyết xin nhận tấm lòng, nhưng thứ cho Tiểu Tuyết không thể đồng ý. Tiểu Tuyết kiên quyết nói. Có người trong lòng, chúng tôi đã đồng ý chưa? Viên Cự Môn hừ lạnh một tiếng, hỏi. Chuyện này. Tiểu Tuyết nhíu mày, không biết nên nói gì. Dù sao người này cũng là cậu cô, nói nhẹ thì vô ích, quá nặng lại tổn thương tình cảm. Tống Gia Tuấn ở bên cạnh thấy Tiểu Tuyết khó xử, mỉm cười đứng dậy. Các vị chú bác, Bạch Tiểu Thư ngồi máy bay đến đây, có khả năng là mệt mỏi thật, hay là mọi người để Bạch Tiểu Thư nghỉ ngơi trước, chuyện xính lễ này cứ tạm thời để qua một bên, đợi Bạch Tiểu Thư thoải mái hơn thì xem, nếu đến lúc đó Bạch Tiểu Thư vẫn kiên trì, vậy Gia Tuấn sẽ nguyện ý rời đi. Viên Phá Quân liếc mắt nhìn Tống Gia Tuấn một cái, trên mặt đều là hài lòng. Tuy gần đây Mạc Gia như lửa cháy bừng bừng, nhưng bên trong kém Tống Gia không chỉ một chút. Tiểu Tuyết. Tống Công Tử đã nói như vậy rồi, cháu còn định khiến Viên gia chúng ta mất mặt tiếp sao? Viên Phá Quân nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết hỏi. Vậy thì xem đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nói với Tiểu Tuyết. Lông mày Tiểu Tuyết nhíu lại, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó hiểu. Tống gia xây dựng ảnh hưởng vài chục năm ở Hồng Kông, chân phẩm cất giữ bảo tàng nhà nước cũng không chứa đủ. Nếu Tống gia mang xính lễ tới, còn mở ra trước mặt bọn họ, chắc chắn là chuẩn bị rất đầy đủ. Có thể dùng xính lễ đè đầu Mạc gia, nếu không tuyệt đối Tống Thiên Dưỡng đã không nói vậy. Những xính lễ này không mở thì không sao, đợi bọn họ nhìn thấy xính lễ, có khả năng càng khó từ chối. Yên tâm đi. Mạc Phàm cho Tiểu Tuyết một ánh mắt trấn an, liếc mắt ra hiệu với Lưu Nguyệt Như. Lưu Nguyệt Như hiểu ý gật đầu, nụ cười chuyên nghiệp xuất hiện trên khóe miệng bà. Viên tiên sinh, mọi người đã có hứng thú với xính lễ như vậy, vậy để chúng tôi trước. Mạc tiên sinh và Mạc phu nhân nhà chúng tôi cũng chuẩn bị hậu lễ, hy vọng Viên tiên sinh vui lòng nhận lấy. Các người sao? Viên Phá Quân khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng liếc Lưu Nguyệt Như một cái. Không đợi ông ta nói chuyện, Viên Cự Môn đã nói xen vào. Đồ của Mạc gia chúng tôi không dám nhận, nhớ đâu ngày nào đó có người tới cửa, nói Viên gia chúng tôi trộm đồ nhà bọn họ, chúng tôi không nhận nổi. Mạc gia quật khởi mới hơn một năm, đồ có thể tích lũy được. Phần lớn là cướp từ những nơi khác. Mấy thứ này ở trong tay Mạc Phàm còn tốt, nếu Mạc Phàm đưa cho ai, chắc chắn sẽ có người tới tìm. Không sai, lấy đồ cướp được tới làm xính lễ, chúng tôi không cần. Viên Văn Khúc cười nói. Trong lòng khách lập tức tràn đầy tiếng cười nhạo. Lưu Nguyệt Như nhíu mày, xấu hổ đứng tại chỗ. Trên mặt đám Tiểu Tuyết, Phong Chính Hào lộ vẻ xấu hổ. Viên gia ngay cả nhìn cũng không nhìn xính lễ của Mạc gia. Nhìn dáng vẻ giống như quyết tâm gả Tiểu Tuyết cho Tống gia. Mạc Phàm lắc đầu cười, vẫy tay bảo Lưu Nguyệt Như lui ra. Quả thật cha mẹ bảo hắn chuẩn bị một phần hậu lễ, mà hắn cũng lấy ra rất nhiều thứ tốt. Nhưng nếu Viên gia không có hứng thú thì đó là tổn thất của Viên gia.
đừng nói là hắn chuẩn bị xính lễ, cho dù không có xính lễ, ai cũng đừng nghĩ cướp được Tiểu Tuyết từ tay hắn. Viên Phá Quân cười khẽ, không để ý đến đám Lưu Nguyệt Như, giống như bọn họ không tồn tại, rời mắt nhìn Tống Thiên Dưỡng. Lão Tống, mọi người đã chuẩn bị thứ chân quý gì, để đứa cháu ngoại này của tôi mở rộng tầm mắt đi. Tống Thiên Dưỡng vỗ tay, mấy hạ nhân Tống gia luôn ở ngoài cửa đi vào, trong đó có một người ôm một cái dương đi tới. Cái dương này không lớn, dùng gỗ lê thượng phẩm mài thành, bên trên điêu khắc đồ án bách thảo rất sống động, vừa nhìn là biết bút tích của đại sư. Không biết trong dương là thứ gì, nhưng ném cái dương này trên đường đều có giá trị mấy ngàn vạn. Hạ nhân Tống ra đi đến giữa phòng khách, ấn bốn góc dương. Cạch, tiếng cơ quan vang lên, nắp dương xoay tròn ba vòng, tự động mở ra, mùi thơm ngát truyền từ trong phòng ra. Trong chớp mắt, cả phòng khách được bao phủ bởi mùi thơm ngát này. Ngoại trừ Mạc Phàm ra, lông mày mọi người đều nhướng lên, ánh mắt lập tức bị thứ trong dương hấp dẫn. Trong dương là một hộp lá trà, đại khái khoảng 2 cân. Lá trà, đây là văn hóa trà được lưu hành ngàn năm ở Hoa Hạ, dùng trà còn tượng trưng cho văn nhân nhã sĩ, cho dù đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Nhưng phải biết rằng trà không phải hoa, không trải qua nước sôi pha thì tuyệt đối không thể thơm như vậy, cho dù là hoa cũng có ít loại thơm. Đây là thượng trà Long Tỉnh trên 18 cây trà ở Tây Hồ sao? Trong mắt Phiên Văn Khúc tỏa ra ánh sáng, nói. Ông ta là người hiểu rõ về trà nhất trong mấy anh em Viên gia, trà có mùi thơm giống như vậy chỉ có một loại, trà Long Tỉnh ngự trà Tây Hồ. 18 cây này không chỉ là cây cổ thụ trà Long Tỉnh Tây Hồ, còn trồng trên một linh tuyền, tuy không phải là linh trà nhưng cũng là bán linh trà, một năm chỉ 2 lượng, tuyệt đối là vương giả trong trà, vô giá. Vậy mà trong hộp có 2 cân, ít nhất phải 15 lượng. Bởi vì có không biết bao nhiêu người muốn 2 lượng trà này, hàng năm đều khó dành tới tay. Ánh mắt của lão đệ Văn Khúc thật tinh tường, chuyện này cũng được ông nhìn ra, tôi nghe nói lão gia tử Viên gia thích trà Long Tỉnh, liền phái người chuẩn bị một chút, mong Viên lão gia tử nhận lấy. Tống Thiên Dưỡng cười nói, rõ ràng là tặng thứ quý giá như vậy, nhưng đơn giản giống như biết thời biết thế. Sắc mặt không ít người trong phòng khách thay đổi. Đây mới chỉ là món đồ thứ nhất. Đã đưa 2 cân trà Long Tỉnh ngự trà Tây Hồ, đúng là Tống gia ra tay rất hào phóng. Ở bên cạnh Viên Văn Khúc, Viên Thiên Tâm hơi nhếch miệng, liếc mắt nhìn đám Bạch Tiểu Tuyết đang sửng sốt. Trà Long Tỉnh ngự trà Tây Hồ là vương giả trong các loại trà, ngay cả mấy cây trà Đại Hồng Bào ở Vũ Di Sơn cũng không so được với những thứ này, Tống gia đã đến đỉnh, Mạc gia còn có thể lấy ra thứ gì đấu với Tống gia. Không chỉ có Viên Thiên Tâm, ánh mắt Viên Cự Môn, Viên Văn Khúc nhìn đám Mạc Phàm cũng tràn đầy chiêu tức. Mạc gia tới đây hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Viên Phá Quân cũng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, khóe miệng hơi nhếch lên. Từ cách nói chuyện của Tiểu Tuyết, Lưu Nguyệt Như và A Hào với Mạc Phàm là người dẫn đầu đám người này. Cho dù Mạc Phàm là ai, chắc chắn hôm nay đều bị dẫm thương tích đầy mình. Nhà khác ông ta không biết, nhưng những đồ mà Tống gia cất giữ đều vô cùng nổi tiếng ở Hoa Hạ. Viên gia bọn họ tích lũy ngàn năm, cũng không so được với Tống gia. Tôi thay lão gia tử cảm ơn lão đệ Thiên Dưỡng trước. Viên Phá Quân vừa nói xong, một thị nữ bên cạnh ông ta đi tới, nhận lấy cái dương. Tống Thiên Dưỡng mỉm cười, vẫy tay với hạ nhân thứ hai. Hạ nhân này hiểu ý, bưng một cái hộp tinh xảo đi tới. Phòng khách náo nhiệt vì trà Long Tỉnh vừa rồi lập tức yên tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía chiếc hộp này. Thứ vừa ra tay đã vô giá, lần này sẽ là gì? Cái hộp này do bạch kim và ngọc thạch tạo ra, có hình dẹt, chế tác vô cùng tinh xảo mỹ lệ, tuy không cùng phong cách với chiếc dương bách thảo vừa rồi, nhưng tuyệt đối là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Cạch, hộp mở ra, ánh sáng màu xanh hồng nhạt chói mắt chiếu từ trong ra. Mắt không ít người đau xót, giống như bị hắt nước tiêu nóng, vội vàng nhắm mắt lại. Nhưng vẫn có mấy người thấy được thứ trong hộp. Trong hộp là một chiếc vòng cổ kim cương, xung quanh là thạch anh kích cỡ hạt đậu xanh, ở giữa là một viên kim cương màu xanh hồng nhạt, to bằng nắm tay trẻ sơ sinh. Ánh sáng chói mắt đúng là phát ra từ viên kim cương màu xanh hồng nhạt kia. Nhìn thấy viên kim cương này, vẻ mặt không ít người lập tức sửng sốt. Đây là The Heart of the Ocean. Vì viên kim cương này có kết cấu đặc biệt, thể tích cũng không lớn, 10 carat đã khó mà có được. Màu sắc cũng là trong suốt vô sắc.
nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, phát hiện được một số lượng lớn trong quặng kim cương, còn là kim cương màu sắc khác nhau. Trong loại kim cương này nổi tiếng nhất là The Heart of the Ocean, nữ chính AMS Titanic từng đeo sợi dây đó, có tên là Hy vọng. The Heart of the Ocean nặng 45.52 carat, có màu xanh đậm rất hiếm có. Nghe nói nó không chỉ có màu xanh mỹ lệ, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng hung ác, phàm là người đeo The Heart of the Ocean đều không có kết cục tốt, AMS Titanic chìm là ví dụ. Ngoại trừ AMS Titanic ra, các thế hệ có được The Heart of the Ocean trên thì quốc vương dưới thì phú thương, gần như đều đột tử hết. Không đúng, đây là ái thần Artemis. Viên Văn Khúc nói, The Heart of the Ocean là thuần màu lam, trong viên kim cương màu lam này còn có chút hồng nhạt, chỉ có thể là ái thần Artemis. Viên Văn Khúc vừa nói xong, vẻ mặt không ít người lập tức sửng sốt, có một số người không dám tin vào lỗ tai mình. Ông trời của tôi, là viên kim cương này. Nếu The Heart of the Ocean là viên kim cương vận rủi, vậy ái thần Artemis là viên kim cương may mắn. Artemis không chỉ hiếm quý như The Heart of the Ocean, người có được viên kim cương này trên cơ bản đều có tình yêu hoàn mỹ. Nghe nói viên kim cương này là bảo thạch được Artemis chúc phúc, lần trước viên kim cương này được bán với giá 9.99 triệu euro, được một người thần bí mua đi. 9.99 triệu euro, tương đương với hơn 100 triệu tệ Hoa Hạ. Không ngờ kim cương chân quý như vậy lại nằm trong tay Tống gia, bây giờ lại được Tống gia lấy làm sính lễ. Trong lúc này, gần như tất cả phụ nữ Viên gia đều nhìn Tiểu Tuyết với ánh mắt hâm mộ. Nhất là Viên Thiên Tâm, ánh mắt giống như lợi kiếm hàn băng, đôi tay trắng như phấn nắm chặt lại. Sợi dây ái thần này vốn thuộc về cô ta, bây giờ thành Bạch Tiểu Tuyết phù. Đám viên cự môn hít vào một hơi khí lạnh. Vì cưới con dâu mà ra tay 100 triệu. Ngay cả bọn họ cũng không ngờ. Không chỉ bọn họ, sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết và Lưu Nguyệt Như cũng thay đổi. Ra tay hào phóng thật. Bọn họ đều là phụ nữ, hiểu rất rõ về những xa xỉ phẩm này, tất nhiên ái thần Artemis cũng là một trong số đó. Lúc trước từng có công ty làm điều tra, tín vật định tình hoàn mỹ nhất trong lòng phụ nữ, 80% phụ nữ đã lựa chọn ái thần Artemis này, sở dĩ số người còn lại không lựa chọn ái thần Artemis. Một nửa là vì không dám nghĩ, một nửa còn lại là không biết Artemis. Chuyện này đủ để thấy ái thần Artemis có địa vị cao bao nhiêu trong lòng đa số phụ nữ. Vậy mà Tống gia, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhưng chỉ khẽ nâng, sau đó khôi phục như thường. Đúng là viên kim cương này to hơn những viên khác nhiều, cũng rất hiếm có, bên trên có một số ma pháp chúc phúc. Nhưng vẫn chỉ là viên kim cương bình thường mà thôi. Còn là một viên kim cương mang theo những lời bịa đặt. Tống lão đệ, thứ này quá quý rồi. Viên Phá Quân khách sáo nói. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong mắt ông ta hiện lên vẻ đắc ý. Trong sính lễ Tống gia đưa cho Viên gia bao gồm ái thần Artemis, nếu chuyện này truyền ra thì không chỉ khiến Hồng Kông oanh động, cũng sẽ khiến quý tộc khắp thế giới khiếp sợ, tuyệt đối có thể lên báo Thế Kỷ và Tam Magazine. Dù sao đây là ái thần Artemis, giá trị 100 triệu. Muốn không khiến người ta chú ý cũng khó. Chú Viên khách sáo rồi, nếu có thể đạt được trái tim của Bạch Tiểu Thư, cho dù là thứ quý hơn ái thần gấp 100 lần Tống gia chúng cháu cũng nguyện ý đưa ra. Tống gia Tuấn liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tuyết một cái, cười nói. Tuy là như vậy, nhưng mà... Viên Phá Quân giả bộ khó xử, nói. Lão Viên, ông đây là xót tiền thay tôi, hay cảm thấy Viên gia không nhận nổi mấy thứ này? Tống Thiên Dưỡng đùa giỡn. Chuyện này, Viên Phá Quân trầm mặc một lát. Nếu là tim và tiền của tôi, vậy thì không cần, nếu người Tống gia chúng tôi muốn kết hôn không phải là biểu tiểu thư Viên gia, thật sự không cần mấy thứ này, nếu là Viên gia ông, chỉ là ái thần Artemis thì còn xa mới đủ, chúng ta tiếp tục nhìn đi. Tống Thiên Dưỡng hơi nhếch miệng, hào phóng nói. Một câu không chỉ nói Tống gia hào phóng, cũng vỗ mông ngựa Viên gia. Vẻ đắc ý lập tức xuất hiện trên mặt tất cả người Viên gia. Sắc mặt cha con Phong Chính Hào, Bạch Tiểu Tuyết, Lưu Nguyệt Như và A Hào vô cùng khó coi. Không thể không nói Tống gia đúng là tài đại khí thô, ném ra 100 triệu, đơn giản như người bình thường ném ra 1 đồng. So sánh lễ với Tống gia, Mạc gia không thể thắng được. Có những lời này của ông tôi yên tâm rồi, chúng ta tiếp tục. Viên Phá Quân cười to nói. Tống Thiên Dưỡng ra hiệu, một đống hộp lại được bưng lên. Sau ái thần Artemis.
từng món đồ quý hiếm lại xuất hiện trước mặt mọi người. Trong đó không chỉ có chân bảo, còn có một số thiên tài địa bảo, ví dụ như bất lão tuyền, tham châu ngàn năm, nhân nguyên ngàn năm, vân vân, mỗi một hộp đều chứa vật không ít hơn 100 triệu. Mười mấy hộp cộng lại, tổng cộng là xính lễ 1000 triệu. Tất cả hộp được mở ra, phòng khách yên tĩnh rất lâu. Xính lễ 1000 triệu, nhiều tiền như vậy đủ để mua 500 công ty mạnh ở trên thế giới, chỉ dùng để cưới một người. Kim ốc tàng mỹ nhân, 1000 triệu đổi lương duyên, Tống lão ca, hôm nay tôi ăn đủ rồi. Viên Văn Khúc ôm quyền nói, dáng vẻ tâm phục khẩu phục. Văn Khúc lão đệ quá khen, gia bảo Viên gia chúng tôi đều không thoát khỏi mắt của ông, lão ca tôi cũng mở mang tầm mắt rồi. Tống Thiên Dưỡng khiêm tốn nói. Tôi thấy không chỉ chúng ta ăn đủ rồi, Mạc Phàm kia thấy mấy thứ này chắc chắn cũng bội phục sát đất. Viên Cự Môn bắt chéo hai chân, cười nói. Đây là xính lễ 1000 triệu, mỗi một thứ gần như đều là vương giả, cho dù Mạc gia có nhiều tiền như vậy, cũng không lấy ra được đồ tốt. Cự Môn lão đệ đừng nói như vậy, tu vi của Mạc tiên sinh thông thiên, chính là cao thủ thần cảnh duy nhất không nhiều lắm, là thần thoại đương thời, mấy người chúng ta đều là phàm nhân, sao có thể so được với Mạc tiên sinh. Tống Thiên Dưỡng đưa đẩy, trong mắt không có một chút khiêm tốn. Ông ta lấy mấy thứ này ra là suy xét đến việc không tránh được phải so với Mạc Phàm một lần, nếu luận võ lực bọn họ không phải đối thủ của Mạc gia, nhưng so tài lực, 10 Mạc gia cũng không phải đối thủ của bọn họ. Thiên Dưỡng lão ca, ông quá khiêm tốn rồi, nếu Mạc gia có thể lấy ra đồ tốt, tôi sẽ quỳ xuống xách giày cho tên tiểu tử Mạc Phàm kia. Viên Văn Khúc nói theo. Hô hô, cộng thêm cả tôi nữa. Nhưng theo tôi thấy, bảo Mạc Phàm xách giày cho chúng ta là chuyện không có khả năng cậu ta quỳ xuống cao hơn một chút. Một người Viên gia khác cười nói. Trong phòng khách lập tức tràn đầy tiếng cười, hoàn toàn quên sự tồn tại của đám Mạc Phàm. Xính lễ 1000 triệu, còn gì giống vậy, Mạc gia bại hoàn toàn rồi. Giữa phòng khách, Viên Ngọc Phi nhíu mày, bà vừa định mở miệng thì Phong Chính Hào lắc đầu ngăn cản. Tiểu Tuyết, Lưu Nguyệt Như và A Hào nhíu mày. Vẻ mặt vô cùng khó coi. Xính lễ 1000 triệu, tuy Mạc gia hiện giờ như mặt trời ban trưa, nhưng tuyệt đối không có tài sản 1000 triệu. Mạc Phàm thì lắc đầu cười, nếu những người này biết đồ bọn họ mang đến, không biết sẽ có biểu cảm gì. Chỉ là xính lễ 1000 triệu mà thôi, có lẽ hắn không có nhiều tiền như vậy, nhưng lấy bừa ra một thứ tiền cũng không thể so được. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm cười nhạt, nói với Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết đáp. Nói lời tạm biệt với Viên Phá Quân. Cậu, cháu xem xong xính lễ rồi, Tiểu Tuyết cáo từ trước. Lần này Viên Phá Quân không ngăn cản nữa, vẫy tay với thị nữ ở bên cạnh. Dẫn Tiểu Tuyết đến biệt viện của Cửu tiểu thư. Dạ. Hai thị nữ đi tới, dẫn đám Mạc Phàm rời đi. Đợi một chút, đại ca, nếu người Mạc gia đến đây, còn mang theo xính lễ, hay là chúng ta cũng xem xính lễ của Mạc gia, nếu không Viên gia chúng ta hơi thất lễ. Viên Cự Môn nhìn đám Mạc Phàm cười âm hiểm nói. Những lời này vừa vang lên, trước mắt những người khác sáng lên, lộ ra vẻ đăm chiêu. Nhị ca nói không sai, mang đến thì nhìn xem một cái, nhìn xem đường đường là Mạc gia sẽ mang xính lễ gì cho Tiểu Tuyết chúng ta. Viên Văn Khúc, nheo mắt lại, cười nói. Lúc trước bọn họ muốn dẫm Mạc gia dưới chân nhưng không thành công, cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua. Viên Phá Quân cũng nhíu mày. Nheo mắt nhìn đám Mạc Phàm. Nếu bọn họ đã nói như vậy, các cậu muốn lấy xính lễ của Mạc gia không? Nếu các cậu muốn thử một lần, nể mặt của Tiểu Tuyết, tôi có thể cho các cậu một cơ hội. Viên Phá Quân nói, giống như vô cùng chắc chắn. Mạc Phàm nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch lên, dừng bước. Không thể không nói những người này đúng là tận dụng mọi thứ, một chút cơ hội cũng không chịu từ bỏ, chỉ là... Chuyện này cần thiết sao? Đương nhiên là cần thiết rồi, đây chính là liên quan đến tương lai của Tiểu Tuyết, không phải Mạc gia cảm thấy tự ti, không dám lấy ra cho chúng tôi xem đấy chứ. Viên Cự Môn cười mỉa nói. Nhị ca, hiện giờ Mạc gia danh chấn hoa hạ, thanh danh cũng không nhỏ ở trên thế giới, anh đừng nói như vậy, chắc là không có chuyện gì Mạc gia không dám. Vẻ mặt Viên Văn Khúc đăm chiêu, cười nói. Nhìn thì như đang ca ngợi Mạc gia, nhưng tràn đầy ý trào phúng. Danh chấn thế giới thì thế nào, dám đến Nhật Quốc cứu Tiểu Tuyết, mà không dám lấy thành ý ra, Mạc gia cũng chỉ như vậy mà thôi. Không dám. Mạc Phàm lắc đầu cười,
giống như nghe được một tên ngốc nói với hắn, hắn có dám dẫm chết con kiến này không, các ông thật sự muốn xem xính lễ của Mạc gia tôi sao? Đương nhiên, cậu dám không? Viên cự môn nói chắc chắn, ánh mắt hung ác nham hiểm như nhìn thấy con mồi chậm rãi rơi vào bẫy. Ha ha, Mạc Phàm cười mà không nói, liếc mắt ra hiệu với Lưu Nguyệt Như. Hắn không có hứng thú với chuyện khoe khoang, nhưng nếu những người này muốn xem, vậy để bọn họ xem đi. Lưu Nguyệt Như hiểu ý, hơi nhếch miệng cười. Chư vị, nếu muốn xem thành ý của Mạc gia chúng tôi, vậy thì mở to mắt hơn chút nữa, nếu không có khả năng mọi người không biết. Bà lấy ra trước hãy nói, có phải để ở trên xe không, có cần chúng tôi phái người đi lấy giúp không? Viên Văn Khúc cười nói. Tay bốn người đều trống trơn mà đến, còn chưa lấy đồ ra đã bảo bọn họ mở to mắt hơn chút nữa, đúng là không biết cái gọi là. Viên tiên sinh, ông thân là người của viên gia thuật pháp, đồ tùy thân còn đặt trên xe sao? Lưu Nguyệt Như cười nói. Có ý gì? Viên Văn Khúc nhíu mày, khó hiểu hỏi. Dạo này đồ không đặt trên xe chẳng lẽ bỏ trong túi, quá hạ giá rồi. Lưu Nguyệt Như không trả lời, bàn tay như ngọc vươn ra, bàn tay còn lại dựng thẳng hai ngón tay để bên môi. Vòng tay bạch ngọc trên cổ tay bà sáng lên, một đạo bạch quang bay từ trong vòng tay ra, xẹt qua một vòng tròn trong không trung, rơi vào tay bà. Bạch quang thu lại, một bình sứ thanh hoa cổ xuất hiện trên tay bà. Thấy một màn này, vẻ mặt mọi người lập tức ngây ngốc. Đây là vòng tay chữ vật sao? Mấy chữ như kinh lôi, sắc mặt Viên Văn Khúc xanh mét, ước gì có thể tìm một cái lỗ chui xuống. Khi ông ta đặt đồ ở trên xe, thì một hạ nhân của Mạc gia đeo vòng tay nhẫn chữ vật. Chênh lệch này không phải lớn bình thường, mặt mũi cũng mất sạch. Phải biết rằng phương pháp luyện chế vòng tay và nhẫn chữ vật đã sớm thất truyền, nguyên liệu cũng gần như không tìm thấy, cho dù là viên gia cũng chỉ có ba pháp khí chữ vật. Một cái nhẫn ở trong tay lão gia tử viên gia, một chiếc vòng tay và vòng cổ ở trên người viên phá quân và viên ngọc phi, cho dù viên cự môn muốn cũng không có. Vậy mà hạ nhân Mạc gia đeo vòng tay chữ vật. Chuyện này, ánh mắt cả đám người nhìn vòng tay của Lưu Nguyệt Như, ánh mắt còn nóng hơn khi Tống gia lấy kim cương ái thần ra. Lưu Nguyệt Như giống như đã sớm dự đoán được, cười khẽ, mở bình sứ thanh hoa cỡ đầu người trong tay. Chư vị, đây là xính lễ đầu tiên của Mạc gia chúng tôi. Bà vừa nói xong, mùi thơm mát và ba màu ánh sáng tỏa ra, vô cùng nổi bật ở trong phòng khách. Mấy tiểu bối viên gia vốn khiếp sợ vòng tay chữ vật trên tay Lưu Nguyệt Như, nhìn thấy ánh sáng bên trong bình sứ thanh hoa, lập tức bị hấp dẫn. Đây là cái gì? Một đệ tử viên gia trong đó không tự chủ được hít một hơi, trước mắt lập tức sáng lên. Chỉ hít một hơi, anh ta đã cảm thấy mát rượi từ phế phủ đến toàn thân, cuối cùng xông thẳng lên não. Hồng Kông vốn ven biển, thuộc loại cận nhiệt đới, tháng 11 vẫn là hè nóng bức khó chịu, nhưng có hương khí này nhập thể, không chỉ khiến thân thể mát lạnh hơn, tinh thần cũng tỉnh táo, sảng khoái khó mà hình dung. Mùi thơm này rất đặc biệt. Được đệ tử viên gia này nhắc tới, những người khác cũng ngửi theo, trên mặt cũng là vẻ hưởng thụ. Hửm! Đám Viên Văn Khúc, viên cự môn thấy biểu cảm này của những tiểu bối, tò mò hít một hơi, sắc mặt lập tức kỳ lạ, trong mắt đều là khó mà tin được. Đây là thứ gì, vậy mà có thể bình tâm tĩnh khí an hồn? Đây là linh trà, nói một cách chính xác, hẳn là linh trà cấp 3. Phong Chính Hào nhướng mày, thở dài một hơi, vô cùng khiếp sợ nói. Linh trà là linh trên cành lá trải qua phương pháp luyện chế đặc biệt mà thành lá trà cực phẩm. Linh trà dựa vào màu sắc chia từ cấp 1 đến cấp 9, cấp 1 thấp nhất, cao hơn một bậc sẽ có thêm một màu. Lá trà trong bình sứ thanh hoa có 3 màu sáng rực, là linh trà cấp 3. Phong Chính Hào vừa nói xong, trong phòng khách giống như có trái bom nổ tung. Linh trà cấp 3, làm sao có thể? Viên Văn Khúc không tin nói. Cho dù là lá trà long tỉnh trên 18 cây ngự trà được trồng ở Linh Tuyền Tây Hồ, trải qua đại sư Giang Xảo chế biến, cũng chỉ là bán linh trà, chỉ có mùi thơm của linh trà, nhưng không có công hiệu sáng rực như linh trà. Mạc gia vừa ra tay không chỉ có linh trà, còn là linh trà tương đương với phẩm chất cấp 3, sao có chuyện này được? Linh trà như vòng tay chữ vật, sớm đã thất truyền phương pháp luyện chế. Một số đại thế gia tự xưng có linh trà, phần lớn là thêm dược vật, sản sinh ra hiệu quả tương tự linh trà, thực ra không phải linh trà chân chính. Chắc chắn là giả. Nhất định là huyễn thuật và chướng nhãn pháp.
Viên Cự Môn lạnh lùng nói. Mạc gia mới quật khởi bao lâu, vậy mà ra tay là linh trà cấp 3, sao có thể là thật? Tuy Viên Cự Môn nói như vậy, nhưng tươi cười trên mặt đám Tống Thiên Dưỡng và Viên Phá Quân ở bên cạnh đã cứng đờ. Bọn họ đều là người từng trải việc đời, linh trà này bất luận là mùi thơm hay ánh sáng đều giống hệt trong truyền thuyết, nếu là huyễn thuật có thể lừa được ánh mắt bọn họ sao? Mạc Phàm cười khẽ, chỉ là linh trà mà thôi, cần hắn làm giả sao? Nếu những người này đến trang viên Mạc gia, có lẽ sẽ không nói như vậy. Nếu đây là giả, vậy các vị xem thứ này là giả không? Lưu Nguyệt Như hơi nhếch miệng, cất bình sứ thanh hoa đi, lấy một chiếc dây chuyền từ trong vòng tay chữ vật ra. Giữa dây chuyền là một bảo thạch to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, vòng trang sức do từng viên đá tạo thành lá cây nối nhau, mỗi một chiếc lá không chỉ mỏng như cánh ve, bên trong giống như còn sống, có chất lỏng lưu chuyển. Dây chuyền này vừa được lấy ra, thì trôi nổi trong tay Lưu Nguyệt Như, ánh sáng ngọc rực rỡ xuất hiện trên bảo thạch, nhanh chóng sáng đến mức tận cùng trong từng cái lá chiếu rọi. Trong lúc này, bỗng nhiên mọi người có cảm giác như đang đắm chìm bên trong ánh sáng thần thánh, khí tức thần thánh cường đại khiến người ta không nhịn được muốn quỳ lạy, giống như thiên sứ sắp hàng lâm. Thứ này vừa xuất hiện, ngoại trừ Mạc Phàm ra mắt mọi người đều mở to, ánh mắt đều bị dây chuyền này hấp dẫn. Đây là dây chuyền gì thế, thật đẹp. Mấy cô gái Viên gia che miệng, mắt nhìn chằm chằm sợi dây chuyền. Ái thần Artemis đã rất chói mắt, nhưng so với sợi dây chuyền này, hoàn toàn khác một trời một vực, giống như nhà giàu mới nổi so với quý tộc thật sự. Viên Thiên Tâm lập tức bị sợi dây chuyền này hấp dẫn, ước gì có thể lập tức lấy sợi dây chuyền này làm của riêng. Cô ta thân là cô gái duy nhất thế hệ trẻ cùng lứa, ngày thường được gia tộc sủng ái, có dây chuyền quý giá gì mà chưa từng thấy. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thấy nó, cộng cả vòng tay ở trong tay Lưu Nguyệt Như nữa. Sợi dây chuyền này tuyệt đối không phải thứ con người sẽ có, người có thể đeo sợi dây chuyền này chỉ có thể là tiên tử hoặc thiên sứ. Ngay cả Tiểu Tuyết cũng sửng sốt, cô biết Mạc Phàm chuẩn bị xính lễ, nhưng cô không ngờ Mạc Phàm chuẩn bị lễ vật chân quý như vậy. Trái lại linh trà vừa rồi không có cảm giác gì, bởi vì đây là linh trà hay uống ở trang viên Mạc gia. Nhưng cái dây chuyền này thật sự nằm ngoài dự kiến của cô. Đây là bảo thạch thánh linh ở trên quyền trượng thần thánh sao? Viên Ngọc Phi ngơ ngẩn hỏi. Thuộc tính thần thánh vốn hiếm có, trên dây chuyền này có lực thần thánh mạnh như thế, tuyệt đối không phải đồ bình thường. Bình thường bà thích đọc sách cổ, dựa vào ghi chép của viên gia nhà bà, bảo thạch trên dây chuyền này chỉ có khả năng là bảo thạch thánh linh trên quyền trượng thần thánh kia. Quyền trượng thần thánh vốn là thần khí của thần điện bị Mạc Phàm tiêu diệt, chúng thần sơn rơi vào tay Mạc Phàm, chắc chắn quyền trượng thần thánh cũng nằm trong tay cậu ta, như vậy. Bảo thạch thánh linh, sao có chuyện này được? Một phần bảo thạch thánh linh trong thần khí, vậy cũng là thần khí, bảo vật như vậy lại được tạo thành một dây chuyền đính ước. Viên tiểu thư nói không sai, bảo thạch trên dây chuyền này đúng là bảo thạch thánh linh, hơn nữa không chỉ có bảo thạch thánh linh. Phần vòng trang sức là một phần thần lệ trên quyền trượng thần thánh, dây chuyền này có tên là Tuyệt Thế, là tín vật định tình Mạc tiên sinh đưa cho Bạch tiểu thư. Lưu Nguyệt Như giải thích. Cái gì? Gần như tất cả mọi người đều hít vào khí lạnh, trong mắt đều là khó mà tin. Một bảo thạch thánh linh còn chưa tính, thần lệ cũng thành một phần của dây chuyền. Nếu quyền trượng vinh diệu có thể luyện thành một phần chiếc dây chuyền, chỉ sợ cả quyền trượng thần thánh sẽ trở thành dây chuyền rồi. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt cha con Tống Thiên Dưỡng vô cùng khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Trước đó bọn họ còn đắc ý với những xính lễ mà mình chuẩn bị, hiện giờ không cao hứng được chút nào. Không nói đến vòng tay chữ vật, linh trà và những xính lễ khác Mạc gia lấy ra, chỉ riêng dây chuyền này cũng có giá trị ngàn triệu, chỉ hơn chỉ không kém. Dù sao đây là thần khí của thần điện, ái thần Artemis hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Chuyện này... Trên khuôn mặt vốn đang bình tĩnh của Tống Thiên Dưỡng hiện lên vẻ ngoan độc. Ông ta đã ra tay hào phóng rồi, nhưng so với Mạc Phàm thì không là gì. Không chỉ hai cha con họ, trên mặt đám viên phá quân, viên cự môn cũng là xanh mét, ánh mắt âm tình bất định. Bọn họ chuẩn bị dùng xính lễ của Tống gia, ngược Mạc gia một phen, để cho Mạc Phàm biết nhà giàu mới nổi là thế nào, nhà giàu có chân chính sẽ thế nào. Ai biết không thể ngược được Mạc gia. Trái lại còn bị Mạc gia tát ngược lại, cảm giác nóng rát xuất hiện trên mặt tất cả mọi người. Xính lễ có tổng cộng 9 món,
mọi người còn muốn tiếp tục xem những món đồ tiếp theo không? Mạc Phàm liếc mắt nhìn những người khác một cái, hắn lạnh nhạt hỏi. Vậy mà Mạc gia các cậu chế thần khí của thần điện thành dây chuyền. Viên Phá Quân trầm giọng nói. Nếu lấy bảo thạch thánh linh và thần lệ ra, không biết sẽ đổi được bao nhiêu tài nguyên cho gia tộc, vậy mà Mạc gia lại chỉ tạo ra đồ trang sức. Mạc Phàm cười nhạt, trong mắt đều là nếu không thì thế nào. Trong mắt những người khác bảo thạch thánh linh và thần lệ là thần khí, còn ở trong mắt hắn chỉ là nguyên liệu bình thường. Cho dù là nguyên liệu quý hiếm ở trong mắt hắn, chỉ cần có thể tạo thành trang sức đẹp, hắn sẽ không do dự làm thành dây chuyền cho Tiểu Tuyết. Lưu phu nhân, lấy mấy món còn lại cho bọn họ xem đi. Mạc Phàm nói với Lưu Nguyệt Như. Lưu Nguyệt Như cất tuyệt thế, trên tay lại sáng lên một đạo bạch quang, gương đồng cổ xưa xuất hiện trong tay bà. Xính lễ tiếp theo của Bạch Tiểu Thư là gương đoàn tụ sum vầy. Vẻ mặt mọi người lại thay đổi, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán bọn họ xuống. Đây là bát chỉ kính sao? Viên Văn Khúc kêu lên. Người bình thường chưa từng thấy bát chỉ kính, Viên gia bọn họ có không ít ghi chép về bát chỉ kính. Bên ngoài tấm gương này có thay đổi, hẳn là được người ta luyện lần hai, nhưng tuyệt đối là bát chỉ kính. Bát chỉ kính là một trong ba thần khí của Nhật Quốc. Là bảo vật ngăn chặn hết toàn bộ công kích ác ý, tuyệt đối là thần khí. Chuyện này, sắc mặt không ít người lại khó coi hơn. Dây chuyền trước đó đã là một kiện thần khí, bây giờ lại lấy ra một thần khí khác. Xính lễ tiếp theo của Bạch gia là trăm viên thiên thọ đan. Những lời này vừa vang lên, không ít người như bị sét đánh. Đan dược Mạc gia đánh bại Lâm gia ở phòng đấu giá là thiên thọ đan, có thể tăng 10 năm tuổi thọ. Lúc ấy giá một viên đã tới 10 triệu, trải qua Hắc thị lan truyền, 15 triệu cũng đừng nghĩ đạt được. Cho dù tính theo 15 triệu, cả lọ chính là 1.500 triệu. Ông trời của tôi, Mạc gia có tiền như vậy sao? Vì Mạc gia chỉ bán đấu giá 3 loại thuốc ở hội đấu giá kia, sau đó không sản xuất nữa, có người hoài nghi Mạc gia đã dùng hết tài nguyên, ai biết vừa vung tay là 100 viên. 100 bình nước thuốc khuynh thành. 100 bình tạo hóa dịch. Một bộ thiên huyền thư, một bộ thiên y kinh, hai bộ kinh thư lần lượt xuất hiện trên tay Lưu Nguyệt Như, đám viên cự môn đứng bật dậy khỏi ghế. Cái gì? Tuy ông ta không biết thiên huyền thư và thiên y kinh là gì, nhưng nghe tên thì không khó đoán chắc chắn là công pháp. Phải biết rằng Mạc gia có thể quật khởi nhanh như vậy, chắc chắn là chiếm được công pháp gì đó lợi hại, hơn nữa số lượng không ít. Rất nhiều thế lực đối nghịch với Mạc gia. Chẳng phải vì thù mà liều sinh tử với Mạc gia, mà mơ ước công pháp và y thuật của Mạc gia. Nổi tiếng nhất trong số những công pháp này, là bí pháp phá giải vạn diệt lao lung. Vậy mà trong xính lễ của Mạc gia có công pháp, chuyện này. Trong chớp mắt, bao gồm cả Viên Phá Quân bên trong, mặt tất cả người Viên gia xám như cho tàn, một đám hối hận đến mức ruột sắp đứt. Thần khí và bán thần khí, linh đan linh dược và pháp bảo. Chọn bất cứ thứ nào đều có thể hơn xính lễ của Tống gia. Tất cả mọi thứ cộng lại, vạn triệu còn ít, dù sao trong đó còn có không ít báu vật vô giá. Tuy mấy thứ này sẽ không đến tay Viên gia hết, nhưng với tính cách của Tiểu Tuyết ít nhất sẽ để lại phần lớn. Sớm biết Mạc gia hào phóng như thế, sao bọn họ có thể lạnh nhạt với Mạc gia như vậy? Xính lễ vạn triệu đó. Mắt không ít hậu bối Viên gia nhìn đám Mạc Phàm nheo lại. Không chỉ những hậu bối Viên gia, Viên cự môn cũng ước gì có thể tát mình mấy cái, Viên Văn Khúc thì càng muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Nếu vừa rồi bọn họ không mở miệng, đám Mạc Phàm đã rời đi, không nhìn thấy 10 kiện xính lễ mà Mạc gia chuẩn bị, bọn họ đã không xấu hổ như hiện giờ. Xính lễ vạn triệu liên tục, vốn đã tới tay, lại bị bọn họ đánh lùi về hết. Lùi về còn chưa tính, bọn họ lại đưa mặt tới gần, để Mạc gia tát mạnh mấy cái. Chuyện như vậy, đổi lại là ai chắc chắn phải mấy đêm không ngủ. Đây là kiện xính lễ cuối cùng, tam thư của Long Hoa Hội. Lưu Nguyệt Như nhìn biểu cảm của mỗi người không giống nhau, lấy ra kiện xính lễ cuối cùng. Tam thư trôi nổi xung quanh Lưu Nguyệt Như, gần như tất cả trái tim người Viên gia và cha con Tống Thiên Dưỡng bùng nổ mạnh. Bảo vật danh chấn thủ đô của Long Hoa Hội, ngay cả Lâm Thiên Nam đều thua bởi pháp khí này, vậy mà cũng là một trong những xính lễ. Ông trời của tôi! Trong chớp mắt, không ít người có cảm giác như đang nằm mơ. Sắc mặt cha con Tống gia và đám người Viên gia xanh mét, trong mắt tràn đầy lửa giận, phẫn nộ tới cực hạn.
Mạc gia đúng là ra tay hào phóng, Tống Thiên Dưỡng tôi đã được mở mang kiến thức, cũng cảm thấy tự ti, Viên lão ca, công ty chúng tôi còn chút việc, cáo từ trước, chuyện hôn ước ông suy nghĩ một phen, lúc nào chúng ta lại nói chuyện này. Tống Thiên Dưỡng đứng dậy, lạnh lùng nói, trên mặt đều khó mà nén nổi tức giận. Đường đường là Tống gia, nếu bại Mạc gia về mặt võ lực, ông ta sẽ không có một chút cảm giác gì. Nhưng bọn họ lại bị người ta chèn ép về xính lễ không ngẩng đầu lên được, cho dù ông ta là gia chủ Tống gia, sớm đã đạt tới hỉ nộ không hiện, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà nộ khí dâng cao. Tống lão đệ, chúng tôi sẽ bàn bạc về chuyện này, để tôi tiễn ông. Viên Phá Quân vội vàng đứng dậy, chuẩn bị tự mình tiễn Tống Thiên Dưỡng. Không cần, ông vẫn còn khách ở đây, chúng tôi biết đường, Gia Tuấn, chúng ta đi. Tống Thiên Dưỡng nhấc chân đi tới cửa. Tống Gia Tuấn liếc mắt nhìn Tiểu Tuyết một cái, cũng rời đi theo, trong mắt lóe lên phức tạp. Văn Khúc, Thiên Tâm, thay tôi tiễn lão Tống và Tống Công Tử. Viên Phá Quân nói với Viên Văn Khúc. Cha con Viên Văn Khúc gật đầu, đứng dậy tiễn cha con Tống Thiên Dưỡng. Bốn người mới ra cửa, Tống Thiên Dưỡng dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Tiểu Tuyết. Đúng rồi, Bạch Tiểu Thư, Gia Tuấn nhà chúng tôi mới tranh cử càng thiếu, buổi tối có cuộc tụ tập nhỏ. Đến lúc đó sẽ có nhân vật nổi tiếng và tài tuấn ở Hồng Kông tới, nếu cháu có hứng thú, có thể cùng tham gia với vị tiểu ca bên cạnh cháu. Tiểu Tuyết sẽ suy nghĩ, cảm ơn lời mời của chú Tống. Tiểu Tuyết do dự một lát, vẫn nho nhã lễ độ nói. Được, tối gặp. Nói xong, lúc này Tống Thiên Dưỡng mới rời đi. Viên tiên sinh, đây là xính lễ của Mạc gia chúng tôi, nếu không còn chuyện gì, chúng tôi đi trước, Lưu Nguyệt Như cất tam thư. Nhìn Viên Phá Quân nói. Tiểu Mai, dẫn biểu tiểu thư đi nghỉ ngơi. Viên Phá Quân nhíu mày, nói với hai thị nữ ở bên cạnh. Bọn họ đã mất nhiều thứ, cứ để mấy người kia ở đây, sẽ chỉ càng làm bọn họ không thoải mái, vẫn nên để những người đó rời đi thì hơn. Đám Mạc Phàm rời đi theo hai thị nữ kia. Lúc này bầu không khí xấu hổ trong phòng khách mới giảm bớt. Mạc gia này đúng là quá hào phóng. Viên Cự Môn thở hắt ra, nói. Cho dù là gia tộc Hoa Hạ, hay gia tộc cổ xưa trên quốc tế, chưa bao giờ dùng thần khí, công pháp làm xính lễ. Nhất là thần khí, tuyệt đối không có. Ai nói không phải chứ, lần này đúng là bắt gà không được còn mất cả nắm thóc. Viên Văn Khúc cảm thán. Mạc gia có thành ý như vậy, Tiểu Tuyết cũng có ý với Mạc Phàm, hay là chúng ta gả Tiểu Tuyết cho Mạc Phàm? Viên Ngọc Phi hỏi thử. Câu này vừa vang lên, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Viên Phá Quân ngồi ở giữa. Viên Phá Quân nheo mắt lại, ánh sáng lạnh lóe lên. Cửu muội, ý của em là bảo Viên gia chúng ta cúi đầu vì xính lễ sao? Đại ca, em. Viên Ngọc Phi nhíu mày, sắc mặt thay đổi. Đại ca, Ngọc Phi không có ý này, cô ấy chỉ cảm thấy Mạc gia đã bày tỏ thành ý, có phải chúng ta nên suy xét cho Mạc gia cơ hội hay không? Phong Chính Hào giải thích. Cho Mạc gia một cơ hội cũng được, nhưng tôi cảm thấy thành ý của Mạc gia còn chưa đủ, nếu muốn kết hôn với Tiểu Tuyết, bảo Mạc Phàm tự mình tới cầu xin chúng ta, có lẽ tôi sẽ suy xét. Viên Phá Quân hừ lạnh một tiếng nói. Viên gia bọn họ và Tống gia cùng ra tay, Mạc gia chỉ phái ba người đại diện tới, bọn họ không chỉ không dẫm được Mạc gia dưới chân, trái lại bị đám người Mạc gia ngược lại. Sao lúc này bọn họ có thể cúi đầu trước Mạc gia? Đại ca! Chuyện này không được tốt lắm đâu, hiện giờ thực lực của Mạc Phàm đã thông thiên, nhiều người tụ tập trên núi Chúng Thần Sơn như vậy mà cũng không làm gì được Mạc Phàm, chúng ta cùng là địch với Mạc gia, không hay lắm đâu. Phong Chính Hào nhíu mày hỏi. Hiện giờ Mạc gia như mặt trời ban trưa, nếu tông môn ẩn thế không xuất hiện, những cao thủ thần cảnh sống ẩn thế không xuất hiện, không ai có thể đối phó được Mạc Phàm. Cho dù Lâm Thiên Nam biến mất một thời gian dài như vậy xuất hiện, chưa chắc đã là đối thủ của Mạc Phàm. Viên gia gây khó dễ cho Mạc Phàm, thật sự không sáng suốt. Không tốt lắm, tôi cảm thấy rất tốt, quả thật xính lễ của Mạc gia rất hấp dẫn, nhưng Viên gia chúng ta là người thấy tiền sẽ sáng mắt sao, muốn cưới Tiểu Tuyết, xính lễ cũng chưa đủ, còn cần thành ý, chẳng lẽ chúng ta không đồng ý hôn sự giữa Tiểu Tuyết và Mạc gia có thể diệt Viên gia chúng ta, như vậy trái lại tôi càng không gả biểu tiểu thư Viên gia cho Mạc gia. Viên Cự Môn nghiêm túc nói. Phong Chính Hào và Viên Ngọc Phi nhăn mày, Viên Cự Môn nói nhiều với bọn họ như vậy thực ra chỉ có một ý, muốn kết hôn với Tiểu Tuyết cũng được,
nhất định phải cúi đầu trước Viên gia. Viên gia bảo Mạc Phàm cúi đầu, chẳng khác nào bảo Long nhận chủ, quả thực là vọng tưởng. Chỉ dựa vào Tiểu Tuyết để trói buộc Mạc Phàm, không khác gì trò hề. Nhị ca, đây là ý của lão gia tử sao? Phong Chính Hào tò mò hỏi. Viên gia nhìn như do Viên Phá Quân quyết định, nhưng rất nhiều chuyện đều do Viên Trọng Dương lão gia tử Viên gia điều khiển. Chuyện giữa Viên gia và Mạc gia liên quan đến hưng suy của Viên gia, chắc chắn là do lão gia tử Viên gia ở sau chỉ huy. Viên Cự Môn không trả lời, rời mắt nhìn về phía Viên Phá Quân. Đại ca, chuyện này để anh nói đi. Viên Phá Quân cầm chén trà nhấp một ngụm, một lúc sau mới nói. Chính Hào, có phải ý của lão gia tử hay không cậu không cần biết, nhưng tôi có thể nói cho cậu, tiên mộ đã mở, rất nhiều người vì chuyện này mà đến, cũng có rất nhiều người sẽ tới tìm Mạc gia, nếu chuyện này xử lý tốt, Phong gia các cậu và Viên gia chúng tôi đều có lợi, đến lúc đó địa vị sau này của nha đầu Sa Tuyết ở Phong gia sẽ cao hơn chút, vì Sa Tuyết cậu cũng nên suy nghĩ một phen. Tiên mộ. Vẻ mặt Phong Chính Hào và Viên Ngọc Phi thay đổi. Sao bọn họ có thể không biết tiên mộ, là nơi chôn tiên ở trong truyền thuyết? Nhưng những lời này thốt ra từ miệng Viên Phá Quân, chỉ sợ tiên mộ thật sự mở rồi. Hóa ra là như vậy. Phong Chính Hào hiểu ra nói. Lúc trước ông ta vẫn còn nghi ngờ, vì sao bỗng nhiên Viên gia muốn đón Tiểu Tuyết từ Bạch gia về, lại ép gả Tiểu Tuyết cho Tống gia. Cuối cùng bây giờ ông ta cũng hiểu, mọi chuyện đều vì tiên mộ. Tiên mộ mở 3 năm một lần, bởi vì có Vạn Diệt Lao Lung ở đó, tất cả mọi người chỉ có thể trông mong, không lấy được gì ở bên trong. Hiện giờ Mạc Phàm thành chìa khóa của tiên mộ, nếu người nào lấy được thanh chìa khóa này, sẽ tương đương với nắm giữ tiên mộ. Phải biết rằng nơi đó là tiên mộ, ngoài cửa là nơi trấn long, bên trong có truyền thừa, vô số linh dược và bảo vật. Nếu Mạc Phàm đưa một cái dương tới làm xính lễ, vậy có khả năng trong tiên mộ là dương khắp đất. Hiện giờ Viên gia đồng ý hôn sự giữa Mạc Phàm và Tiểu Tuyết, vậy sẽ vô duyên với tiên mộ này. Nhưng nếu có thể khiến Mạc Phàm cúi đầu trước Viên gia thì khác rồi. Người nào có thể tiến vào tiên mộ hay không, đều phải xem sắc mặt của Viên gia bọn họ. Không thể không nói, khẩu vị của Viên gia không phải lớn bình thường. Thế nào, Chính Hào, vì Sa Tuyết cậu muốn tham gia cùng chúng tôi không, chỉ cần chúng ta đứng trên cùng một sợi dây. Kiên quyết không đồng ý hôn sự giữa Mạc gia và Tiểu Tuyết, xem đến lúc đó Mạc Phàm có thỏa hiệp không. Viên Cự Môn dụ dỗ. Tôi thấy Mạc gia có thể lấy ra nhiều xính lễ như vậy, sẽ không đau lòng bí pháp Vạn Diệt Lao Lung kia đâu, chỉ cần chúng ta kiên trì, nói không chừng cậu ta sẽ cho. Viên Tham Lang cười nói. Phong Chính Hào nhíu mày, mắt khẽ đảo. Quả thật ông ta hy vọng thông qua tiên mộ lập công cho Phong gia, để Sa Tuyết có địa vị cao hơn ở Phong gia. Nhưng như vậy ông ta sẽ cá mẻ một lứa với đám Viên Phá Quân. Đại ca, nhị ca, em sẽ suy xét chuyện này. Viên Phá Quân lắc đầu, trong mắt hiện lên chút thất vọng. Ông ta không để ở trong lòng, ông ta đã cho Phong Chính Hào cơ hội rồi, Phong Chính Hào không chịu nắm lấy, vậy thì đừng trách ông ta. Cự Môn, tôi nhớ cậu cũng tham dự tiệc tối chúc mừng của Tống gia, đến lúc đó đừng quên thông báo cho Tiểu Tuyết và Tiểu Tử ở bên cạnh Tiểu Tuyết nữa. Đại ca, thông báo với bọn họ làm gì? Viên Cự Môn cảm thấy khó hiểu hỏi. Cậu cứ làm theo lời tôi nói là được, nhớ kỹ đến đó, không được đi trêu chọc Tiểu Tử kia, nhìn là được rồi. Viên Phá Quân thần bí nói. B. Bên ngoài trang viên Viên gia, trong chiếc xe Maybach đang chậm rãi lái về phía biệt thự Tống gia. Cha, cha mời tên Tiểu Tử kia làm gì, chẳng lẽ? Tống gia Tuấn nhíu mày, hỏi. Gia Tuấn. Con cảm thấy tên Tiểu Tử kia là ai? Tống Thiên Dưỡng không đáp hỏi ngược lại. Tên Tiểu Tử kia không thể là Mạc Phàm được, chắc là đồ đệ hoặc thân tín của Mạc Phàm, có địa vị không thấp ở Mạc gia. Tống Gia Tuấn phân tích. Tuy Mạc Phàm không nói nhiều lắm, nhưng anh ta có thể nhìn ra Mạc Phàm là trung tâm trong bốn người đó. Quả thật tên Tiểu Tử kia không thể là Mạc Phàm, nhưng vì địa vị của cậu ta thấp một chút, càng không thể dẫm lên đầu Tống gia chúng ta ở Hồng Kông. Trong mắt Tống Thiên Dưỡng lóe lên sắc bén, lạnh lùng nói. Ngay cả Mạc Phàm cũng không thể khiến Tống gia bọn họ mất mặt, mấy tên tiểu quỷ lại dẫm bọn họ không dậy nổi, dù thế nào cũng phải thu thập một phen. Bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng bọn họ cứ khai đao với tên tiểu tử này trước đã. Như vậy sẽ không dụ Mạc Phàm tới đấy chứ? Tống gia Tuấn hơi lo lắng hỏi,
Mạc Phàm tới thì càng tốt, nếu không có khả năng Mạc Phàm sẽ mất đi một đồ đệ hoặc thân tín. Tống Thiên Dưỡng cười mỉa nói. Như vậy con hiểu rồi, cha yên tâm đi, tiệc tối hôm nay con nhất định sẽ khiến cha hài lòng. Tống Gia Tuấn cười khẽ nói, trong mắt hiện lên nghiền ngẫm. Biệt thự Viên Gia, trong một biệt viện yên tĩnh. Biệt viện không rộng lắm, chỉ hơn 100 mét vuông, nhưng trang trí vô cùng rực rỡ. Bốn phía không chỉ có đủ loại hoa cỏ, bên trong nước chảy vần quanh, cầu nhỏ lồi ra, bên trong giống như ngự hoa viên, nơi này là nơi mẹ Tiểu Tuyết từng ở trước đây. Lúc này Tiểu Tuyết nép vào lòng Mạc Phàm, đứng dưới một lương đình. Cảm ơn anh đã chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Tiểu Tuyết giống như con mèo nhỏ trốn trong lòng Mạc Phàm, nói. Cô biết Mạc Phàm chuẩn bị xính lễ, nhưng cô hoàn toàn không ngờ Mạc Phàm vì lấy lòng Viên Gia mà có cả thần khí và công pháp. Anh cảm thấy còn quá ít. Mạc Phàm cười khẽ nói. Những món đồ này là thứ tốt nhất hắn có thể lấy ra, nhưng còn kém rất nhiều so với kiếp trước khi hắn ở tu chân giới. Còn quá ít sao? Trên mặt Tiểu Tuyết lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó lông mày hơi nhăn lại, cắn lên tay Mạc Phàm. Những xính lễ này phóng nhãn toàn bộ thế giới, không có mấy người có thể lấy được, cho dù lấy ra được cũng chưa chắc sẽ lấy ra. Vậy mà Mạc Phàm nói còn quá ít, quả thực là đáng ghét. Mạc Phàm lắc đầu cười, mặc Tiểu Tuyết cắn loạn trên người hắn. Một lúc lâu sau, Tiểu Tuyết chỉnh mái tóc hơi loạn rời khỏi lòng Mạc Phàm. Đúng rồi, buổi tối chúng ta sẽ đến Tống Gia sao? Tiểu Tuyết hỏi. Tống Thiên Dưỡng nổi giận đùng đùng rời đi, tất cả mọi người đều nhìn thấy phẫn nộ trên mặt ông ta, cuối cùng Tống Thiên Dưỡng còn mời bọn họ tham gia yến hội của Tống Gia, chắc chắn không phải chuyện tốt. Đi, vì sao lại không đi? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt nói. Tống Gia đặt xính lễ với Viên Gia, chắc chắn không phải đơn giản là có ý đồ với Tiểu Tuyết. Nếu Tống Gia mời bọn họ qua, đương nhiên phải nhanh chân đi xem trong hồ lô của Tống Gia có thứ gì. Như vậy không được tốt lắm đâu. Tiểu Tuyết lo lắng nói. Dù sao Hồng Kông không phải Tokyo, Mạc Phàm có thể đại khai sát giới ở Tokyo, nhưng không thể ở Hoa Hạ. Có anh ở đây, em cứ yên tâm đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, không để tiệc tối của Tống Gia vào mắt. Tiểu Tuyết nhíu mày, cũng không nói gì thêm, nhưng trong mắt hiện lên chút lo lắng. Tống Gia có lực ảnh hưởng rất lớn ở Hồng Kông, không phải vài kiện xính lễ là có tác dụng. Cô nhớ từng có mấy gia tộc trêu tức Tống Gia, chỉ một câu của Tống Gia đã khiến cả Hồng Kông rung chuyển. Không chỉ cổ phiếu giảm mạnh, giá hàng hóa tăng cao trong phạm vi rộng, còn có vô số người ngã xuống, gần như tương đương với khủng hoảng nền kinh tế nhỏ, khiến mọi thứ vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng do Cảng Đốc ra mặt đến Tống Gia thuyết khách, mới giải quyết được chuyện này. Mạc Phàm không để ở trong lòng, chỉ nhìn thoáng qua phía Tống Gia mà Lưu Nguyệt như nói lúc trước, trong mắt lóe lên dị sắc. Nhìn xem Tống Gia muốn làm gì. Đám Mạc Phàm ăn uống ở biệt viện, nghỉ ngơi nhoáng một cái đã hết buổi chiều. Thẳng đến tối, một chiếc xe Lincoln chở viên cự môn tới cửa, mang Mạc Phàm và Tiểu Tuyết đến Tống Gia. Xe mới rời khỏi cửa lớn Viên Gia, viên cự môn liếc mắt nhìn Mạc Phàm và Tiểu Tuyết qua cửa kính xe, khóe miệng hơi nhếch lên. Hai người theo tôi tới Tống Gia, cho nên tôi phải nhắc nhở hai người một chút, ở Tống Gia không thể làm bừa như ở Viên Gia. Ở Viên Gia chúng tôi cho dù xảy ra chuyện gì, nể mặt Viên Gia chúng tôi Tống Thiên Dưỡng sẽ không quá so đo với hai người. Nhưng ở Tống Gia, cho dù ông ngoại Tiểu Tuyết có ở đó, chưa chắc Tống Thiên Dưỡng đã nể tình, nhất là khi hôm nay hai người đã đắc tội Tống Thiên Dưỡng, cho nên hai người đến Tống Gia phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng gây chuyện thị phi, nếu không cho dù có tôi cũng không giúp được hai người. Viên cự môn giả mù sa mưa nói, dáng vẻ giống như thật sự suy nghĩ cho Mạc Phàm và Tiểu Tuyết. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, không để ý đến viên cự môn. Trái lại Tiểu Tuyết khẽ gật đầu. Cháu biết rồi cậu. Viên cự môn thấy Mạc Phàm không để ý đến ông ta, không chỉ không tức giận, trái lại còn cười nham hiểm. Cho dù dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, chắc chắn Tống Gia muốn báo thù mới mời Mạc Phàm đi. Tốt nhất là Mạc Phàm đừng làm theo lời ông ta nói, như vậy ông ta có thể thấy Mạc Phàm mất mặt ở Tống Gia, bị người Tống Gia dẫm dưới chân. Không biết người Tống Gia sẽ đối phó tiểu tử này thế nào? Đúng rồi, Tiểu Tuyết, hôm nay luôn bận rộn, cháu còn chưa giới thiệu anh bạn ở bên cạnh cháu đâu, cậu ta là ai thế, có chức vị gì ở Mạc Gia? Viên cự môn tò mò hỏi.
Mạc Phàm tuyệt đối là địa vị nhất trong ba người Mạc gia, ngay cả Tiểu Tuyết cũng giống như nghe lời cậu ta, nhưng đến bây giờ ông ta còn chưa biết tên Mạc Phàm. Anh ấy sao? Tiểu Tuyết nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt xuất hiện nghi vấn. Tôi tên là Mạc Phàm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Viên Cự Môn hơi sửng sốt, lập tức lắc đầu cười. Ông ta chưa từng gặp Mạc Phàm, nhưng theo ông ta biết Mạc Phàm không nhiều tuổi, chưa qua 20 tuổi, nhưng Mạc Phàm ngồi trên xe ông ta chỉ có tuổi là tương đương với Mạc Phàm trong truyền thuyết, phương diện khác thì không có một điểm tương tự. Mạc Phàm trong truyền thuyết mặc đồ trắng, tóc dài xõa vai, dáng vẻ thế ngoại tiên nhân. Nhìn tiểu tử này xem, nếu không phải ngồi trên xe Viên gia bọn họ, chỉ sợ bảo vệ canh cửa Tống gia sẽ không để cậu ta đi vào. Một tên tiểu tử như vậy, chỉ có thể có quan hệ với Mạc gia, vậy mà dám nói mình là Mạc Phàm. Cậu ta nghĩ ông ta ăn cơm mấy chục năm là kẻ ngốc, giở mánh khóe này với ông ta, lừa gạt cái quỷ ấy. Cậu là Mạc Phàm, vậy tôi là sư phụ của Mạc Phàm. Viên Cự Môn cười to nói. Không chỉ ông ta nở nụ cười, những người Viên gia khác ở trên xe cũng bắt đầu cười theo. Cậu, anh ấy thật sự. Tiểu Tuyết nhíu mày nói. Là Mạc Phàm Mạc Đại Sư Giang Nam đúng không? Tôi biết rồi, không ngờ Mạc Đại Sư lại đích thân tới Viên gia chúng tôi, đúng là vẻ vang cho Viên gia tôi quá. Viên Cự Môn ra vẻ tin, trong mắt tràn đầy trêu tức. Mạc Phàm lắc đầu, vốn dĩ không để ở trong lòng, cho nên không phản bác. Mạc Phàm hàng thật giá thật ngồi cùng một xe với bọn họ lại không biết, nói nhiều với bọn họ cũng không có tác dụng gì. Người tin sẽ không nghi ngờ, người nghi ngờ sẽ không tin. Tiểu Tuyết thấy Viên Cự Môn không tin, cũng chẳng muốn cãi lại. Đúng rồi, cậu, bây giờ ông ngoại ở đâu, sao cháu không thấy ông ngoại? Lần này cô tới chủ yếu là vì lão gia tử Viên gia tự tay viết thư mới đến, nhưng lúc chiều cô đến biệt viện của lão gia tử Viên gia Vân An, mới biết Viên lão gia tử không ở trong biệt thự. Ông ngoại cháu có việc nên ở bên ngoài, nhưng sẽ quay về nhanh thôi. Viên Cự Môn hơi nhếch miệng, cười quỷ dị nói. Lá thư này là... Tiểu Tuyết hỏi. Đợi ông ngoại cháu quay về, cháu sẽ biết, cụ thể là ai viết thư tôi không rõ lắm, dù sao tôi không phải là gia chủ Viên gia. Tiểu Tuyết thấy Viên Cự Môn không muốn trả lời, cô không cố gắng hỏi nữa, nhìn bên ngoài cửa xe. Biệt thự Tống gia cách Viên gia không xa, chỉ trong phút chốc đã đến trước biệt thự Tống gia. Ú ơ khác với biệt thự Viên gia, biệt thự Tống gia được trang trí theo phong cách châu Âu. Nếu biệt thự Viên gia giống khu trồng cây cảnh ở Giang Nam, vậy biệt thự Tống gia là hoàng cung châu Âu, Viên gia chỉ là giống, Tống gia thật sự là hoàng cung. Bởi vì nghe nói trước khi biệt thự này đến tay Tống gia, thì là nơi ở của huyết mạch hoàng gia Anh quốc. Khi xe chở Mạc Phàm và Tiểu Tuyết dừng trước cửa Tống gia, yến tiệc đã bắt đầu. Từng chiếc xe sang dừng ngay ngắn ở cửa, trong đó kém nhất cũng là siêu xe Ferrari mấy trăm vạn. Thảm Italy màu đỏ tươi, xuyên từ hậu viện yến tiệc qua vài cổng vòm, trải ra tận bên ngoài cửa. Hai bên thảm là hai đội nữ siêu mẫu mặc lễ phục trễ ngực ngắn tận mông, bất luận là ai đều khiến khí huyết người ta dâng trào. Không ít người vừa xuống xe thì có nữ nhân viên ra đón, mang theo bọn họ vào trong. Trang trí xa hoa, cục diện xa hoa, giống như tập hợp đống sao ở liên hoan phim Cannes, vô cùng náo nhiệt. Thấy không, đây là yến tiệc của Tống gia, biết người kia không? Viên Cự Môn chỉ người đàn ông trung niên mới vào cửa nói. Ông ta là ai? Mạc Phàm cười nhạt hỏi. Cảng đốc tiền nhiệm Cát Văn Hiên ở Hồng Kông. Viên Cự Môn cười to nói. Hồng Kông vì lịch sử, tuyệt đối là một trong những thành phố phức tạp nhất Hoa Hạ. Người có thể trở thành cảng đốc, đều là người đức cao vọng trọng nhất ở Hồng Kông. Người như vậy cũng phải nể mặt Tống gia, tham gia yến tiệc của Tống gia. Chắc là cậu cũng không biết người kia. Viên Cự Môn chỉ một người đàn ông trung niên vẻ mặt lãnh khốc vừa ra khỏi xe, hỏi. Quả thật tôi không biết. Mạc Phàm gật đầu không phủ nhận. Ông ta tên là Trần Chí Hoa, lão đại Long Bang xã đoàn lớn nhất ở Hồng Kông trước đây, hiện giờ là chủ tịch tập đoàn Long Hoa, ở Hồng Kông, cho dù bây giờ có người nhắc tới tên Trần Chí Hoa, đứa bé lập tức không dám khóc nữa. Viên Cự Môn giải thích. Một người có thể khiến đứa bé Hồng Kông bị dọa thành như vậy. Đủ để thấy đáng sợ biết bao nhiêu. Nhưng Trần Chí Hoa cũng là một trong những khách của Tống gia. Trần Chí Hoa dám gây chuyện ở những nơi khác trong Hồng Kông, nhưng tuyệt đối không dám gây sự ở đây.
Đúng rồi, lần trước Trần Chí Hòa bắt nạt một nữ giúp việc của Tống gia ở Tống gia, bị Tống gia ném ra ngoài, sau đó Trần Chí Hòa dẫn theo 99 anh em quỳ 7 ngày 7 đêm trước cửa Tống gia, chuyện này mới giải quyết trong hòa bình. Viên Cự Môn vỗ bả vai Mạc Phàm nói. Chuyện này được gọi là sự kiện của Trần Chí Hòa, từng huyên náo ồn ào truyền khắp Hồng Kông. Nghe nói Trần Chí Hòa vì che giấu, tiêu tiền mua mấy tòa soạn báo và truyền thông, lúc này mới mau chóng bình ổn chuyện này. Có thể ném đại lão xã đoàn lớn nhất Hồng Kông ra ngoài, còn khiến đại lão này quỳ xuống xin lỗi, rốt cuộc Tống gia khủng bố biết bao nhiêu thì không cần nói cũng có thể cảm nhận được. Cho nên tôi khuyên cậu nên nhớ kỹ những lời tôi nói với cậu trên xe, Mạc Đại Sư. Viên Cự Môn cười to nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nở nụ cười như có như không, hất cánh tay Viên Cự Môn để lên vai mình xuống. Đợi ông biết tôi là ai, hãy nói những lời này đi. Viên Cự Môn nói nhiều với hắn như vậy, nếu không phải để hắn sợ Tống gia, thì là để hắn không kiên nhẫn, dẫn tới xung đột với Tống gia. Hắn đường đường là y tiên bất tử, cần sợ một Tống gia, cần sợ xung đột với bọn họ sao? Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể điều khiển chúng thần sơn đáp xuống biệt thự Tống gia, đập nát Tống gia thành bình địa, hoàn toàn không cần nói gì với Tống gia. Viên Cự Môn nghe thấy lời Mạc Phàm nói, khẽ nâng mí mắt. Tươi cười trên mặt càng đậm hơn, giống như nghe được chuyện cười. Ôi, cậu là ai, cậu đừng nói với tôi cậu thật sự là Mạc Phàm đấy nhé, có cần tôi báo việc này cho Tống Thiên Dưỡng không, nếu ông ta biết cậu là Mạc Đại Sư, chắc chắn sẽ tự mình đi ra nghênh đón. Ông nói với Tống Thiên Dưỡng hay không là chuyện của ông, nhưng tôi muốn nói với ông một chuyện, bọn họ là ai đều không quan trọng, nhớ kỹ ông là ai, nếu không hối hận cũng không thể làm gì được. Mạc Phàm lắc đầu cười, khinh thường nói. Viên Cự Môn như vậy, nếu ông ta không phải cậu của Tiểu Tuyết, một ý niệm trong đầu hắn đã khiến ông ta không nói nên lời rồi. Cậu! Viên Cự Môn nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc bén. Ông muốn nói gì? Mạc Phàm nheo mắt, sắc bén tỏa ra, nhìn chằm chằm Viên Cự Môn lạnh giọng hỏi. Viên Cự Môn bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy lạnh lẽo chạy từ sống lưng lên trán, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Mạc Phàm không nhiều tuổi, nhưng ông ta có cảm giác chỉ cần ông ta dám mở miệng, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Thân là người Viên gia phong thủy huyền học, ông ta tin tưởng không nghi ngờ chuyện này. Tiểu Tuyết, đây là bạn cháu đấy, không biết lớn nhỏ, vậy mà dám uy hiếp tôi. Viên Cự Môn quát Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết nhíu mày, vừa định xin lỗi thì hai người đi tới. Hai vị là Bạch Tiểu Thư và người của Mạc gia đúng không? Chủ nhân chúng tôi bảo hai người chúng tôi ở đây đợi hai vị, đã bắt đầu yến tiệc, có thể cho phép tôi dẫn hai người qua không? Một mỹ nữ trong đó cung kính nói. Cậu, chúng cháu đi vào trước, lát nữa sẽ gặp mọi người ở bên trong. Tiểu Tuyết không có ý xin lỗi Viên Cự Môn, nói. Nói xong cô và Mạc Phàm đi theo hai người kia, đi vào trong biệt thự. Viên Cự Môn nhíu chặt mày, lửa giận trong mắt thiêu đốt hừng hực, một quyền đánh lên xe Lincoln. Dầm một tiếng, xe bị lõm xuống một mảng. Ông ta vừa định đánh quyền thứ hai, một giọng nói thanh thúy truyền từ bên cạnh đến. Chú hai, chú cần gì phải tức như vậy với một hạ nhân của Mạc gia, hơn nữa cậu ta càng như vậy, khả năng lát nữa gặp chuyện không may sẽ càng cao hơn. Viên Cự Môn khẽ nhướng mày, nhìn người vừa nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Viên Thiên Tâm. Viên Thiên Tâm đổi trang phục thoải mái, mặc chiếc váy dài màu đen, cả người như mân côi đen trong đêm. Trong quyến rũ có cao quý. Thiên Tâm, sao cháu lại ở đây? Viên Cự Môn nhíu mày hỏi. Viên Thiên Tâm không được Tống gia mời, nếu không bọn họ đã cùng tới Tống gia. Gia Tuấn có một số việc cần cháu giúp, cho nên bảo cháu đến đây. Viên Thiên Tâm cười mỉa nói. Có một số việc, không phải là. Viên Cự Môn nhướng mày, cười hỏi. Tống gia Tuấn mời Viên Thiên Tâm đến, có thể là chuyện gì, chắc chắn là vì chuyện Mạc Phàm. Chú hai, chú cứ yên tâm đi, chỉ cần tên tiểu tử kia vào cửa Tống gia, cậu ta sẽ càng thảm hơn Trần Chí Hoa năm đó. Viên Thiên Tâm cười nói. À, thảm hơn thế nào? Viên Cự Môn đầy hứng thú nói. Tiểu tử này khiến hai nhà Viên Tống mất mặt ở Viên gia, ở đây cũng không để ông ta vào mắt, ông ta đã sớm ước gì có thể khiến Mạc Phàm mất mặt. Chuyện này thì đợi lát nữa sẽ biết, chúng ta đi vào trước đi, chú hai. Viên Thiên Tâm thần bí nói, cũng được, chúng ta đi.
Viên Cự Môn không hỏi tiếp nữa. Loại chuyện này, nói trước sẽ không còn thú vị, giống như bộ phim điện ảnh bị lộ nội dung. Đám người Viên gia được người ta dẫn dắt, cùng đi vào biệt thự. Yến tiệc được cử hành ở hậu hoa viên Tống gia, hậu hoa viên cỡ khoảng 2 sân bóng rộng được Tống gia dùng màu đen bao quanh. Đèn màu chớp lóe giống như bầu trời sao, vô cùng rực rỡ. Dưới bầu trời sao, không chỉ có mấy chục bartender cấp bậc đại sư đang điều chế cocktail sau quầy bar, còn có đầu bếp 3 sao Michelin đang tạo ra đủ đồ ngọt, còn cả mấy đại sư nhạc khí chỉ nhìn thấy trên TV đang biểu diễn. Tuy yến tiệc được tổ chức ở ngoài trời, nhưng không thấp hơn yến hội được tổ chức ở khách sạn cấp 7 sao, trong hội trường, không ít người tụ tập top 5 top 3 lắc ly rượu vang nói chuyện phiếm với nhau, mỗi người không phải tướng mạo phi phàm, thì ăn mặc rực rỡ. Hai vị, đây là nơi tổ chức yến tiệc, mời hai vị cứ tự nhiên, có chuyện gì thì tới tìm chúng tôi. Hai người dẫn Mạc Phàm và Tiểu Tuyết đi vào cười nói. Chúng tôi biết rồi, hai người bận việc của mình đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Dạ, tiên sinh, tiểu thư, chúc hai người vui vẻ trong yến tiệc. Hai người kia khẽ cúi người với Mạc Phàm và Tiểu Tuyết, lúc này mới rời đi. Mạc Phàm và Tiểu Tuyết lấy hai ly cocktail 7 sắc cầu vồng, chọn quầy ba không người ngồi xuống. Chỉ trong phút chốc, một nhân viên phục vụ mặc quần áo màu trắng và jacket màu đen, thắt nơ con bướm mang hai ly cocktail 7 sắc cầu vồng tới. Mạc Phàm và Tiểu Tuyết mới bưng ly cocktail lên, mấy cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp đi tới. Cô là Tiểu Tuyết, một mỹ nữ chân dài tóc quăn mặc váy màu tuyết như công chúa, không chắc chắn lắm hỏi. Đúng là tôi, cô là. Tiểu Tuyết quay đầu nhíu mày lại, tò mò hỏi. Tôi là Tiểu Thiến, Tống Xuyên, cô không nhớ tôi à, trước đây chúng ta từng chơi với nhau đó. Cô gái kia nhướn mày cười nói. Cô là Tiểu Thất sao? Tiểu Tuyết nhướn mày hỏi. Tống Xuyên là em gái cùng cha khác mẹ của Tống Gia Tuấn, trước đây khi cô tới Viên Gia thường chơi cùng nhau, quan hệ của hai người cũng không tệ. Bởi vì cô đứng thứ 7 ở Tống Gia, cho nên mọi người thường gọi Tống Xuyên là Tiểu Thất. Nhưng từ sau khi mẹ cô qua đời, cô không quay về Hồng Kông, cho nên mất đi phương thức liên lạc. Không sai, tôi là Tiểu Thất, cô còn nhớ tôi à, tôi nghe Viên Thiên Tâm nói cô cũng tới đây, không ngờ thật sự nhìn thấy cô rồi. Tống Xuyên hơi kích động nói, giống như tình cờ gặp được bạn lâu năm không gặp. Tôi nghe nói cô xuất ngoại, gần đây có khỏe không? Trên mặt Tiểu Tuyết hiện lên vui mừng, hỏi. Cũng không tệ lắm, tự do hơn ở Tống gia, cô thì sao? Tôi nghe nói cô tới Hồng Kông là vì bị Viên gia ép hôn, đối tượng là anh trai tôi. Tống Xuyên cảnh giác nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi. Xem như là vậy. Tiểu Tuyết cười chua xót nói. Đúng là vậy à, vậy mà Viên gia lại làm chuyện như thế, đúng là quá. Tống Xuyên bất mãn nói. Tống Xuyên mới mở miệng, còn chưa nói xong, thì một mỹ nữ tóc ngắn lạnh lùng ở bên cạnh nhắc nhở, lúc này cô mới thấy đám người Viên gia đi vào cách đó không xa. Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta đi tìm nơi an toàn nói chuyện đi. Tiểu Tuyết nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm. Tống Xuyên không giống cố ý kéo cô đi, nhưng cô luôn cảm thấy chuyện này không thích hợp lắm, giống như có người phá rối ở sau lưng, kéo cô đi để đối phó Mạc Phàm. Đi đi, không sao đâu. Mạc Phàm nhấp một ngụm cocktail, cười nói. Chuyện này. Tiểu Tuyết lộ ra vẻ khó xử. Mạng lưới quan hệ của Tống gia ở Hồng Kông rất rộng. Cô ở đây, ít nhiều gì Tống gia còn cố kỵ một chút, dù sao cô là con gái, xuất phát từ thân sĩ Tống gia sẽ không đối phó Mạc Phàm một cách trắng trợn. Nhưng chỉ có mình Mạc Phàm, chắc chắn yến tiệc hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Nhớ đâu Mạc Phàm ra tay ở đây, sẽ không đơn giản chỉ có một kẻ địch là Tống gia. Bạn của cô à? Tống Xuyên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, hỏi. Đúng vậy. Tiểu Tuyết gật đầu. Vị tiểu ca này. Đã lâu rồi chúng tôi không gặp Tiểu Tuyết, mượn Tiểu Tuyết một lát có được không, tôi đảm bảo sẽ trả lại Tiểu Tuyết còn nguyên vẹn. Tống Xuyên nháy mắt, nghiêng đầu ra dấu tay ok, hỏi. Dáng vẻ vô cùng đáng yêu, giống như cô gái rực rỡ bước từ trong truyện tranh ra. Có thể, mọi người đi đi. Mạc Phàm cười nói. Trên người Tống Xuyên này không có một chút địch ý, không phải là giả vờ. Nếu cô diễn trò, tuyệt đối sẽ không thoát khỏi mắt hắn. Tiểu ca, anh đẹp trai nhất rồi. Tống Xuyên hôn lên hai má Mạc Phàm, kéo Tiểu Tuyết muốn rời đi. Nhưng mà, Tiểu Tuyết lộ ra chút khó xử.
đi đi, chơi đùa vui vẻ, anh ở đây không sao đâu. Mạc Phàm cười khẽ nói. Hắn vốn không có hứng thú với yến tiệc, nếu Tiểu Tuyết gặp được người quen, để cô đi chơi là được. Còn người Tống gia, muốn tới thì tới đi. Hắn đường đường là y tiên bất tử có tình cảnh gì mà chưa từng thấy, sao lại sợ Tống gia tới tìm hắn gây phiền phức. Anh cẩn thận một chút. Tiểu Tuyết gật đầu, lo lắng ở trong mắt không giảm đi chút nào, đi theo Tống Xuyến. Mạc Phàm đáp, sau đó tiếp tục uống cốc tai. Đúng lúc này, không biết người nào kêu lên. Tống Thiếu xuất hiện rồi. Gần như mọi người vốn đang nói chuyện phiếm, nhao nhao nhìn về phía Tống Gia Tuấn. Chỉ thấy Tống Gia Tuấn mặc tây trang màu trắng giá trị xa xỉ, nở nụ cười vô cùng tự tin, lắc ly rượu vang đi từ phòng khách ra. Anh ta vốn đã anh Tuấn, cộng thêm ăn mặc xa xỉ và tỉ mỉ, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong khiến đàn ông sinh lòng ghen tị, phụ nữ thì nhìn chằm chằm, tâm tư dập dờn không thôi. Tống Thiếu tuổi trẻ đầy hứa hẹn còn chưa tính, dáng vẻ lại anh Tuấn như vậy, Tống gia các cậu không cho hậu bối của chúng tôi con đường sống à? Một lão giả nói đùa. Lão giả này tên là Chu Thiếu Hoa, đại lão trong giới điện ảnh và truyền hình, hệ thống rạp của Chu gia không chỉ có ở khắp Hoa Hạ, thậm chí chạy đến thị trường nước ngoài, cũng là một nhân vật rất quan trọng ở Hồng Kông. Nhưng mà mấy cháu nội của ông ta không tốt, không phải tranh giành tình nhân với người ta, thì gây chuyện thị phi ở ngoài. So với đệ tử gia tộc khác và thập tam thiếu gia Hồng Kông, Tống Gia Tuấn còn không bằng cặn bã. Chu lão quá khiêm tốn rồi, đám tiểu Chu còn nhỏ tuổi, lớn một chút sẽ giỏi hơn. Vẻ mặt Tống Gia Tuấn khiêm tốn cười nói. Khiêm tốn, bọn họ có 1/100 của cậu lão nhân tôi đã đốt nhang rồi. Chu Thiếu Hoa tức giận nói. Chu lão, không nói đến mấy đứa cháu nội của ông, mấy đứa nhà tôi bằng 1/1000 Tống Thiếu chúng tôi đã yên tâm rồi. Một người đàn ông khác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Mọi người đừng so nữa, không so được đâu, Tống Thiếu là càng thiếu, những người bình thường như chúng ta có thể so được sao, nói không chừng sau này còn là. Tiếng nịnh nọt vang lên liên tục, gần như nâng Tống Gia Tuấn lên tận trời cao. Tống Gia Tuấn hơi nhếch miệng, cười khẽ, nhìn thoáng qua phía Mạc Phàm, sau khi nói vài câu với đám người này, anh ta dẫn theo vài người theo sau đến bên cạnh Mạc Phàm. Sao Mạc công tử lại ở một mình thế, Bạch tiểu thư đâu? Anh ta không biết Mạc Phàm tên là gì, nhưng là hạ nhân Mạc gia, anh ta gọi Mạc Phàm là Mạc công tử tuyệt đối không sai, tuyệt đối không hạ thấp giá trị. Dù sao cũng là hạ nhân, được chủ nhà ban thưởng họ là vinh dự vô cùng to lớn. Cô ấy đi đâu, anh cần hỏi tôi sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Tống Gia Tuấn nhíu mày, không đợi anh ta mở miệng, sắc mặt mấy người đứng bên cạnh anh ta khó coi. Trong mắt lộ ra vẻ giận dữ. Tống Thiếu bọn họ là ai, những đại lão Hồng Kông gặp anh ta, cả đám người đều phải vô cùng kính trọng. Tống Thiếu bọn họ chủ động tới chào hỏi, tiểu tử này còn dám thúi như vậy, đúng là không biết sống chết. Tiểu tử, cậu không muốn sống nữa à, không biết mình đang nói chuyện với ai sao, có tin chúng tôi. Một người đàn ông cường tráng mặc hắc y lạnh lùng nói. Người đàn ông này còn chưa nói xong, đã bị Tống Gia Tuấn ngăn lại. Đủ rồi, sao anh dám nói chuyện với Mạc công tử như thế, anh biết cậu ta là ai không? Tống Gia Tuấn hơi híp mắt, lạnh giọng hỏi. Dạ, thiếu gia. Người đàn ông này vội cúi đầu. Còn không nhanh xin lỗi Mạc công tử. Tống Gia Tuấn không khách sáo nói. Trong mắt người đàn ông này hiện lên không cam lòng, nghiến răng nói. Mạc công tử, vừa rồi là tôi quá xúc động, mong cậu không chấp nhặt với tôi. Rõ ràng là xin lỗi. Nhưng gần từng chữ như cắn dao găm, ước gì mỗi chữ có thể đâm lên người đối phương. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, trên mặt không có chút biểu cảm. Tống Gia Tuấn thấy Mạc Phàm không có phản ứng, cũng không tức giận, lập tức ngồi đối diện Mạc Phàm. Mạc công tử, đúng là trí nhớ của tôi không tốt, hình như tôi vừa thấy thất muội tôi mang Bạch tiểu thư đến phòng mình, đây là lỗi của tôi xin lỗi cậu. Tống Gia Tuấn nâng ly rượu vang nói. Mạc Phàm cầm ly chân dài, không để ý đến Tống Gia Tuấn, lạnh nhạt thưởng rượu. Tống Gia Tuấn cười xấu hổ, thu tay lại, cũng khẽ nhấp một ngụm rượu. Mạc công tử đúng là thẳng thắn, nhưng như vậy sẽ không có cô gái nào thích đâu, hôm nay có không ít cô gái xinh đẹp trong yến tiệc, có cần tôi giới thiệu mấy người cho Mạc công tử không, dù sao thất muội tôi không gặp Bạch tiểu thư lâu rồi, có khả năng có nhiều chuyện muốn nói. Tôi có bạn gái, chuyện này không cần anh quan tâm.
nếu không còn chuyện gì, anh có thể rời đi rồi. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi nói. Hửm. Tống Gia Tuấn nheo mắt, ánh sáng lạnh xuất hiện trong mắt anh ta. Không chỉ có vậy, trên gương mặt anh Tuấn của anh ta, tươi cười cũng bắt đầu cứng ngắc, không còn tự nhiên như khi được người ta nịnh nọt nữa. Mạc Phàm này cứng như hòn đá khi ở Viên Gia còn chưa tính, nơi đó là Viên Gia, Mạc Phàm lại là khách của Viên Gia, Tống Gia bọn họ khó mà nói gì. Nhưng hiện giờ đang ở Tống Gia, vậy mà tiểu tử này vẫn dầu muối không vào như trước, vốn dĩ không để anh ta vào mắt. Tuy anh ta đã bố trí ván cờ xong rồi, sẽ bắt đầu nhanh thôi, nhưng lúc này cũng không nhịn được lửa giận. Tiểu tử, cậu, người đàn ông phía sau Tống Gia Tuấn nhíu mày, không nhịn được muốn mở miệng. Tống Gia Tuấn vừa quay sang nhìn anh ta lập tức nuốt lời muốn nói xuống. Yến tiệc có nhiều mỹ nữ như vậy, chỉ cần Mạc công tử không cảm thấy cô đơn là được, nếu lát nữa Mạc công tử cần, có thể tới tìm tôi. Tống Gia Tuấn kìm nén lửa giận, đứng dậy cười nói. Anh ta mới di chuyển, bỗng nhiên dừng lại. Đúng rồi, tuy Tống Gia chúng tôi đã cố gắng khống chế, nhưng không thể chối từ thịnh tình của những người khác, muốn tham gia yến tiệc của Tống Gia chúng tôi. Cho nên có khả năng yến tiệc tối nay ngư long hỗn tạp, Mạc công tử phải cẩn thận một chút, dù sao tất cả mọi người đều là người trưởng thành, uống chút rượu ầm ĩ là chuyện rất bình thường, nếu gặp phải phiền phức gì, cũng có thể tới tìm tôi, dù sao cậu cũng là khách mà cha tôi tự mình mời tới, xảy ra chuyện gì chính là Tống Gia chúng tôi chiêu đãi không chu toàn. Tống Gia Tuấn nói tiếp. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lắc đầu cười. Tống Gia Tuấn này kìm nén lâu như vậy, cuối cùng vẫn không nhịn được rồi. Rõ ràng có thể trực tiếp ra tay, còn muốn lớn tiếng kêu gọi tự mình tìm tai họa. À, phải không, nếu có chuyện gì, tôi nhất định sẽ tìm anh. Như vậy tôi yên tâm rồi, còn một số khách cần tôi đi đón tiếp, xin lỗi không đón tiếp cậu được, lát nữa gặp. Trong mắt Tống Gia Tuấn lóe lên sắc bén, xoay người rời đi. Khi anh ta đi đến chỗ mấy nam nữ thanh niên đang uống rượu, thì liếc mắt ra hiệu với mấy thanh niên trong đó, sau đó đi về phía cửa. Đồng thời được điều đi, còn có vệ sĩ của Tống Gia. Nếu đối phó Mạc Phàm, có vệ sĩ ở đây là không thể được, vệ sĩ Tống Gia bọn họ rất tận tâm tận lực. Chỉ trong phút chốc, kề bên này không còn một vệ sĩ của Tống Gia. Một người ở trong đám nam nữ thanh niên thấy vệ sĩ rút lui hết, khóe miệng hơi nhếch lên, vẫy tay với những người khác, mấy người cầm chai rượu và ly rượu đi tới phía Mạc Phàm. Dầm! Trong đó có một người đàn ông để kiểu tóc Mohican. Anh ta tu rượu mạnh xong, đặt mạnh chai rượu lên bàn Mạc Phàm. Tiểu tử, chỗ này là của chúng tôi, lập tức đứng dậy cho tôi, cút sang một bên. Người đàn ông không khách sáo nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn mấy người này một cái, cười nhạt. Mấy người này bằng tuổi Tống Gia Tuấn, tuy cũng mặc tây trang lễ phục, nhưng cho dù là nam nữ, cả đám túi mắt rũ xuống, hai mắt vô thần, trong mắt đầy tơ máu, vừa nhìn là biết do tửu sắc lâu dài gây ra. Khí chất cũng kém Tống Gia Tuấn rất nhiều. Tống Gia Tuấn tìm một đám người như vậy, nghĩ là đủ rồi. Xem ra Tống Gia thực sự coi hắn là đại diện của Mạc Gia, hạ nhân rồi. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Mạc Phàm cười hỏi. Bắt đầu cái gì, cậu không nghe thấy lời Chu Thiếu chúng tôi nói à, đây là địa bàn của chúng tôi, nếu thức thời thì nhanh cút đi. Bên cạnh người đàn ông tóc Mohican, một cô gái trang điểm đậm lạnh lùng nói. Không nói cũng không sao, tôi xem rốt cuộc Tống Gia muốn chơi thế nào. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, nói. Hửm, mấy người này nhíu mày, trong mắt tràn đầy giận dữ. Tiểu tử, không nghe hiểu tiếng người à, hôm nay không đánh cậu đến quỳ, chúng tôi không là thập tam thiếu gia ở Hồng Kông. Trong mắt một người đàn ông xăm hình ác quỷ sau gáy lóe lên tàn nhẫn, cầm lấy chai rượu ném thẳng về phía đầu Mạc Phàm. Đánh đến quỳ, anh nói đến đánh đến quỳ là thế nào? Ngón tay Mạc Phàm chỉ người đàn ông có hình xăm. Choang, người đàn ông kia vốn cầm chai rượu đánh về phía Mạc Phàm, nhưng lúc này anh ta lại đập đầu mình, chai rượu vỡ ra, rượu còn thừa lẫn với máu tươi chảy từ trán anh ta xuống. Một chai rượu này đánh xuống, hai chân người đàn ông mềm nhũn quỳ trên đất, thân thể nghiêng sang một bên. Cùng lúc đó, bỗng nhiên hình xăm sau gáy anh ta sáng lên, rồi biến mất. Tiếng bình rượu vỡ nát vang lên, vẻ mặt mấy người này lập tức sửng sốt. Tiểu tử, vậy mà cậu đánh Trần Thiếu chúng tôi, cậu biết anh ấy là con trai của ai không? Mỹ nữ trang điểm đậm kia nhíu mày nói. Không đúng,
không phải cậu ta đánh Trần Thiếu, cậu ta giết Trần Thiếu rồi. Người đàn ông để tóc Mohican kia đặt tay gần mũi người đàn ông có hình xăm, nhìn Mạc Phàm ngơ ngẩn nói. Cái gì, Trần Thiếu bị giết rồi. Vẻ mặt mỹ nữ trang điểm đậm ngẩn ra, kêu lên. Một câu này vang lên, trong chớp mắt không ít người bị hấp dẫn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.